Liên tiếp 5 ngày trôi qua, Ninh Tiểu Xuyên đã luyện chế ra 3 lô thiết cốt đan. Trong đó, hai lô đan dược đầu tiên đều luyện chế thất bại, hết thảy tài liệu đều biến thành đan cho. Mãi đến lô thứ 3, mới rốt cuộc luyện chế thành công, trong lò bay ra 7 viên thiết cốt đan. Thiết cốt đan chỉ lớn cỡ hạt đậu, bề ngoài đan dược mang theo một tia vầng sáng kim sắc, loáng thoáng có thể nhìn thấy từng đám từng đám thú vân đang nhảy nhót, hình thành một mảnh đan cốt dài hẹp. Đan dược cũng giống như người, đan dược phẩm cấp cao, không chỉ có thể hình thành nên đan cốt, thậm chí còn có khả năng ngưng tụ ra đan hồn nữa. Tiêu chí cao cấp đan chính là hình thành đan cốt. Chỉ có nhân cấp đan càng nghịch thiên hơn mới có thể khiến cho đan dược hình thành đan hồn. Cho đến lúc đó, đan dược đã tự sinh ra linh trí, thậm chí có thể phi thiên độn địa. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên có chút vui vẻ, thu hồi bảy viên thiết cốt đan, nói: "Mặc dù xác suất thành đan vẫn còn rất thấp, bất quá đã có kinh nghiệm thành đan lần này, xác suất thành công kế tiếp khẳng định sẽ cao hơn một chút." xác suất ninh tiểu xuyên luyện chế thành công cao cấp đan quả thật không bằng đại dưỡng tâm sư nhưng cũng đã vượt xa các dưỡng tâm sư cao cấp khác trong các dưỡng tâm sư cao cấp đã xem như là cấp bậc đỉnh tiêm ninh tiểu xuyên có ý định kiểm tra xem dược lực thiết cốt đan mạnh như thế nào vì vậy liền đem một viên thiết cốt đan bỏ vào trong miệng chỉ ngậm tại trong miệng cũng không có nuốt xuống cổ hắn ngồi xếp bằng trên lưng song đầu thạch thú hai tay đặt ở vị trí hai đầu gối vận chuyển công pháp thiên địa huyền khí bắt đầu luyện hóa thiết cốt đan đan dược ở trong miệng hòa tan ra hóa thành từng sợi đan khí kim sắc, dung nhập vào trong huyết nhục, theo huyết mạch lưu chuyển khắp toàn thân, cuối cùng dung nhập vào trong xương cốt. Thời điểm Ninh Tiểu Xuyên luyện hóa thiết cốt đan, Tiểu Linh Nhi đồng dạng ngồi trên lưng song đầu thạch thú, đột nhiên đôi mắt sáng ngời lên, giống như đã phát hiện cái gì. Mi tâm của nàng toát ra một cái quang điểm từ sắc, nhấp nháy một cái. Đồng tử đen lấy của nàng cũng trở nên càng lúc càng sáng ngời, đảo mắt khắp bốn phía xung quanh, tựa hồ như đang tìm kiếm cái gì. Mụ ngụ Tiểu Linh Nhi nhìn một đóa hoa màu đỏ rực, Tiểu Linh Nhi nhẹ nhàng lắc cánh tay ngọc ngưng xanh, cặp mắt to tròn trịa đen lấy vẫn như trước nhìn chằm chằm bốn phía xung quanh, không ngừng nhấp nháy. Ngọc Ngưng Xanh vốn cũng đang đả tọa tu luyện, luyện hóa huyết mạch chi linh huyền thú cửu phẩm, nghe được thanh âm Tiểu Linh Nhi, lập tức mở mắt ra, sau khi nhìn thấy quang điểm tử sắc tại mi tâm Tiểu Linh Nhi, trong lòng khẽ động, lập tức mở ra tâm thần dò xét. Nhưng mà, trong phạm vi ngàn trượng xung quanh, nàng căn bản không phát hiện bất cứ đóa hoa màu đỏ rực nào cả. Ngọc Ngưng Xanh biết rõ thể chất Tiểu Linh Nhi đặc thù, linh giác hơn xa thường nhân, có lẽ nàng thật sự nhìn thấy thứ gì mà chính mình nhìn không thấy, liền hỏi. Tiểu Linh Nhi, người trông thấy cái đóa hoa kia ở nơi nào? Tiểu Linh Nhi từ trên lưng song đầu thạch thú đứng lên, nói. Tiểu song song, lại cao thêm một chút ga. Song đầu thạch thú nghe được thanh âm của nàng, thân hình liền không ngừng biến lớn lên, cuối cùng thân hình đạt tới độ cao 140 thước, giống như hóa thành một tòa núi nhỏ. Tiểu Linh Nhi đứng tại vị trí cao nhất trên lưng song đầu thạch thú, hướng về phía một cái vách đá đen ở xa xa chỉ một cái, nói. Chính là ở chỗ đó, Tiểu Hồng nhảy lên trên vai của nàng, cũng hướng về phía vách đá đen kia nhìn sang, tựa hồ cũng nhìn thấy đồ vật không thể tưởng tượng nổi, trong miệng phát ra tiếng kêu ngao ngao ngao. Ngọc Ngưng xanh khẽ cao mày, đem võ đạo nguyên khí vận chuyển tới hai mắt, nhìn xuyên thấu qua từng tầng xương trắng, loáng thoáng nhìn thấy ở hướng kia quả. Thật có một cái vách đá đen nguy nga, nhưng mà, cái vách đá đen kia, cách vị trí hiện tại của bọn họ ít nhất cũng hơn 300 dặm. Với tu vi võ đạo của Ngọc Ngưng xanh, muốn nhìn thấy cái vách đá đen kia cũng đã tương đối phí sức tiểu linh nhi mới ba bốn tuổi mà thôi nàng như thế nào có thể nhìn thấy ngọc ngưng xanh cẩn thận quan sát một hồi quả nhiên phát hiện vách đá đen kia rất cổ quái vách núi kia bị xương trắng dày đặc bao phủ nếu không phải tiểu linh nhi phát hiện ra nó cho dù xong đầu thạch thú có đi qua bên cạnh vách đá bọn họ cũng chưa hẳn có thể phát hiện ra chỗ đó có tồn tại một cái vách núi rất hiển nhiên có người hoặc là huyền thú cao cấp nào đó đã bố trí trận pháp ở nơi đó không biết từ lúc nào ninh tiểu xuyên cũng đã đứng dậy ôm lấy hai tay nhìn chằm chằm vách đá đen xa xa kia nói cảm giác rất kỳ quái khí thức truyền tới từ phía vách núi kia tựa hồ rất cường đại lại tựa hồ cũng rất nhỏ yếu ngọc ngưng xanh xoay người liếc nhìn hắn một cái nói đã luyện hóa xong thiết cốt đan rồi sao ninh tiểu xuyên nhẹ nhàng lắc đầu cười nói dược tính cao cấp đan làm sao dễ dàng hoàn toàn luyện hóa như vậy với tốc độ luyện hóa của ta ít nhất cũng cần thời gian hai ngày mới có thể hoàn toàn hấp thu bất quá ta đại khái đã có thể phán định ra dược hiệu của thiết cốt đan. Có thể gia tăng cường độ xương cốt võ giả, một viên có thể tăng lên 9 vạn cân lực lượng. Đương nhiên, tăng lên lực lượng đều là thứ yếu, quan trọng là sau khi phục dụng thiết cốt đan, cường độ thể chất võ giả cũng sẽ tăng lên một mảng lớn. Cho dù xương cốt có bị chấm đứt, cũng có thể rút ngắn thời gian xương cốt lành lại. Trong các loại cao cấp đan, thiết cốt đan chỉ có thể coi là hạ đẳng. Nhưng mà, ta ở trên thiết cốt đan đã khắc lục thêm đường vân trận pháp, trong đó còn tăng thêm xương cốt huyền thú cửu phẩm, Hiệu quả so với thiết cốt đan do người khác luyện ra nhất định có thể cao hơn từ 3 đến 5 thành. Thiết cốt đan còn có một điểm hạn chế, chỉ có thể để cho nam võ tu phục dụng. Nữ võ tu phục dụng mà nói, xương cốt sẽ trở nên vừa thô vừa to. Đương nhiên, nếu như không sợ hãi chân tay của mình trở nên thô to, cổ cùng eo cũng trở nên thô to mà nói, vẫn có thể yên tâm phục dụng. Ninh Tiểu Xuyên mỉm cười, nói, sắc mặt ngọc ngưng xanh khẽ biến, vội vàng nói, vậy thì ta cũng không cần. Rất hiển nhiên, tuyệt đại đa số nữ tử trong thiên hạ nếu như phải lựa chọn giữa mỹ mạo cùng vũ lực, ai nấy vẫn là chọn mỹ mạo. Ninh Tiểu Xuyên nhàn nhạt cười, trong lòng cảm thấy ngưng xanh cô nương mặc dù rất băng lãnh cùng cao ngạo, nhưng vẫn có một mặt dễ thương. Ngọc ngưng xanh lại nói, mặc dù thiết cốt đan chỉ là hạ phẩm trong cao cấp đan, nhưng nếu như có thể đại lượng phục dụng, tăng lên đối với thân thể vẫn là rất khủng bố. Phục dụng một viên, có thể gia tăng 9 vạn cân lực lượng. Phục dụng 10 viên, chẳng phải sẽ có thể gia tăng 90 vạn cân lực lượng sao? Ninh Tiểu Xuyên khẽ gật đầu, nói, trên lý luận mà nói, quả thật là như vậy, nhưng mà, tiềm lực mỗi võ giả dù sao cũng có hạn. Căn cứ dự đoán của ta, võ giả địa tôn cảnh tầng thứ bảy bình thường, luyện hóa 3 viên thiết cốt đan cũng đã là cực hạn. Với thể chất của ta, mới có thể luyện hóa được 5 viên trở lên a. Nếu như có thể luyện hóa 5 viên thiết cốt đan, chẳng khác nào là gia tăng 45 vạn cân lực lượng, đối với Ninh Tiểu Xuyên mà nói, cũng là tương đối khả quan rồi. Trước khoan nói chuyện tình thiết cốt đan đã, Ninh Tiểu Xuyên dò hỏi, "Tiểu Linh Nhi, ngươi đến cùng là nhìn thấy thứ gì vậy?" cặp mắt tiểu linh nhi nhìn chằm chằm phía vách đá đen nói một đóa hoa đỏ rực như ngọn lửa đang lơ lửng trên mặt nước thập phần xinh đẹp lại còn tản mát ra một tiêm mùi thơm nhàn nhạt, nhạt ninh tiểu xuyên trầm tư một lát con mắt đột nhiên sáng ngời nói chẳng lẽ trong vách đá đen đằng kia có một gốc thông linh kỳ dược sao đi chúng ta đi nhìn xem bất quá phải cẩn thận một chút bên ngoài vách núi kia có bố trí trận pháp nói không chừng là động phủ của nhân vật hung hiểm nào đó ninh tiểu xuyên điều động bạch đầu thất chảo ưng đi trước giò đường sau nửa canh giờ bạch đầu thất trảo ưng đã phá vỡ trận pháp bên ngoài vách đá đen hơn nữa truyền lại tín hiệu hết thảy an toàn sau đó ninh tiểu xuyên ngọc ngưng xanh tiểu hồng tiểu linh nhi mới tiến đến phía vách đá đen cách ngọn núi đen càng gần quang điểm tử sắc tại mi tâm tiểu linh nhi càng sáng người hơn ninh tiểu xuyên cùng ngọc ngưng xanh nhìn thấy đều tất tắc, tắc kêu kỳ lạ đợi đến khi đi đến bên dưới vách đá đen ninh tiểu xuyên rất nhanh đã tìm được cửa vào sơn động dấu ở giữa hai khối đá nhô cao hắn cũng không vội tùy tiện xông vào trước tiên dùng một ngón tay hướng về phía cửa vào sơn động nhẹ nhàng đẩy một cái. Một tầng quang cháo vô hình xuất hiện, truyền ra một dòng điện nhẹ, bắn lui ngón tay Ninh Tiểu Xuyên. Quả nhiên có bố trí trận pháp, Ninh Tiểu Xuyên lấy ra thanh đồng cổ đăng, cầm ở trong tay, nói. Các ngươi lui về phía sau một chút, ta đến phá trận. Ngọc Ngưng Xanh, Tiểu Hồng, Tiểu Linh Nhi, bạch đầu thất trảo ưng lập tức lui về phía sau ngoài trăm trượt, vận chuyển võ đạo nguyên khí, hóa thành một tầng quang cháo, dùng để ngăn cản lực trùng kích sinh ra thời điểm Ninh Tiểu Xuyên phá trận hào quang trên thanh đồng cổ đang trở nên càng ngày càng sáng ngời, mười đầu tam túc kim ô từ trong tim đèn bay ra, nhanh chóng hòa cùng một chỗ, hóa thành một cái hỏa diễm cầu cực lớn. Dùng lực lượng hỏa diễm cầu, luyện hóa cửa sơn động trận pháp. Lực lượng hỏa diễm cực kỳ đáng sợ, đốt cho vách đá đen trở thành màu đỏ rực, bùn đất cùng tảng đá trên bề mặt vách đá đều hòa tan ra, biến thành từng giọt nham thạch nóng chảy. Một canh giờ sau, trận pháp ngoài cửa sơn động rốt cuộc đã bị luyện hóa, lộ ra một cái cửa động tối om cùng tĩnh mịch. Ngọc Ngưng xanh đánh ra một đạo võ đạo thần thông, không khí xung quanh lập tức trở nên rét lạnh, ngừng tụ ra từng đóa bông tuyết. Băng tuyết lạnh lẽo đem nham thạch nóng chảy đông cứng lại, vách núi đỏ rực rất nhanh liền biến thành màu đen kịt trở lại. Đóa hoa màu đỏ rực kia chính là ở trong sơn động. Tiểu Linh Nhi nói, Ninh Tiểu Xuyên nhìn một chút sơn động tối om, gọi ra ma kiếm, từ từ đi vào trong. Tinh thần hắn bảo trì tập trung cao độ, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó nguy hiểm bất cứ lúc nào cũng có thể phát sinh. Tiểu Linh Nhi, Ngọc Ngưng Xanh, Tiểu Hồng đi theo sau lưng Ninh Tiểu Xuyên, chậm chậm tiến vào trong sơn động. Bạch đầu thất chảo ưng thì ở lại bên ngoài sơn động, thủ hộ cửa sơn động, phòng ngừa ngoại nhân xông vào. Càng đi vào trong, sắc mặt Ninh Tiểu Xuyên lại càng nghiêm túc. Đến khi phát hiện trên mặt đất có một giọt huyết dịch, hắn lập tức dừng bước, nói: "Ta cảm nhận được khí tức Bạch Ly lão tổ, nếu như hắn thật sự ẩn thân bên trong sơn động thì đúng là oan ra ngõ hẹp. Mọi người cẩn thận một chút, nếu như tìm được Bạch Ly lão tổ, tuyệt đối không thể lại để cho hắn đào tẩu nữa." Ninh Tiểu Xuyên đẩy nhanh nhịp chân, rất nhanh đã đi đến sâu bên trong hang động vết mấu trên mặt đất càng ngày càng nhiều trên các phiến đá còn có rất nhiều mảnh xương cốt vỡ vụn cùng khối thịt giải rác xung quanh đám huyết dịch này bởi vì tiếp xúc với không khí thời gian quá dài linh khí bên trong đều đã sói mòn hầu như không còn biến thành tử huyết ngao 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 tiểu hồng phát hiện một khỏa cửa cầu kim sắc lớn cỡ chậu nước liền hưng phấn không thôi chạy tới ôm lấy khỏa cửa cầu kia muốn mang ra bên ngoài sơn động ninh tiểu xuyên khẽ nhìn về phía cửa cầu kim sắc kia một cái cửa cầu kia nhìn qua giống như là một viên hổ phách cực lớn tràn ngập linh tính bên trong cửa cầu tựa hồ còn có một đoàn hỏa diễm nhàn nhạt đang thiêu đốt. Cái đó là, đó là đồng tử của Bạch Ly lão tổ. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên kinh hãi, lại nhìn một chút huyết nhục cùng xương cốt đầy mặt đất, tựa hồ đã minh bạch cái gì. Quả nhiên, chỉ đi thêm có vài bước, Ninh Tiểu Xuyên liền nhìn thấy khỏa đồng tử kim sắc khổng lồ còn lại. Bạch Ly lão tổ đã chết rồi sao? Hắn chết như thế nào? Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên rất không bình tĩnh, đột nhiên, ánh mắt hắn mãnh liệt co rụt lại, chỉ thấy bên cạnh một cái ao nước xa xa, rõ ràng có một nàng thiếu nữ trẻ tuổi trên người mặc vũ y thanh sắc, đang lặng yên nằm ở đó. Nàng tựa hồ như đang ngủ, lại tựa hồ như chỉ là nằm yên tại đó. Hôm nay gặp được việc lạ quả thật nhiều lắm, đóa hoa màu đỏ rực kia chính là ngay tại trong ao. Tiểu Linh Nhi đột nhiên kêu lên, "Xuyệt, sắc mặt Ninh Tiểu Xuyên ngưng trọng, nhìn chằm chằm thiếu nữ đang ngủ bên cạnh bờ ao, vội vàng làm ra một cái thủ thế chờ có lên tiếng. Ninh Tiểu Xuyên tự nhiên là nhìn thấy đóa hoa tràn ngập linh tính kia, hơn nữa còn nhận ra đóa hoa kia là cái gì. Nhưng mà, Nàng thiếu nữ Thanh Y đang nằm ngủ bên cạnh bờ ao kia quả thật rất cổ quái, khiến cho hắn trong lúc nhất thời không dám tùy tiện tới gần. Nàng thiếu nữ Thanh Y kia tựa hồ không phải người sống, thân thể không hề cử động chút nào. Nếu như nàng thật là một người sống, vừa rồi thời điểm ta phá trận, khẳng định cũng đã tỉnh lại. Nếu như nàng đến bây giờ cũng không có tỉnh lại, như vậy nói rõ nàng cũng đã sớm chết đi rồi. Ninh Tiểu Xuyên vì muốn cẩn thận một chút, vẫn sử dụng tâm thần hướng về phía nàng dò xét một phen, phát hiện nàng căn bản cũng không có hô hấp cùng tim đập lúc này hắn mới yên tâm hướng về phía cái ao bên cạnh đi qua. Ninh Tiểu Xuyên đứng bên cạnh bờ ao, ở khoảng cách gần quan sát thiếu nữ thanh y một phen, phát hiện tướng mạo nàng không ngờ xinh đẹp dị thường, cho dù so sánh với ngọc ngưng xanh cũng không thua kém bao nhiêu. Cặp mắt của nàng nhẹ nhàng nhắm lại, hai hàng lông mi nhỏ dài có chút nhếch lên, khóe miệng còn mang theo một tia mỉm cười nhàn nhạt, nhạt, Hai tay của nàng gối tại phía dưới khuôn mặt, giống như là đang ngủ say, bộ dáng thập phần yêu nhã, làn váy vô y thanh sắc cơ hồ chỉ che lại đến giữa đùi, lộ ra một đôi đùi ngọc mượt mà thon dài, trên cặp đùi không có một tia thịt thừa. Một đôi chân ngọc cũng đều xinh xắn tinh xảo, mê người không gì sánh được. Ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên cũng không dừng lại trên người của nàng quá lâu, liền lập tức nhìn chằm chằm về phía đóa hoa đỏ rực ở trong linh trì kia, trong lòng lập tức đại hỉ. Quả thật là Diệp hồng hoa, tựa hồ sắp sửa đến lúc thành thục rồi, để ta suy tính một chút, xem nó còn bao lâu nữa mới thành thục. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên tự nhiên vô cùng kích động, Diệp hồng hoa này không chỉ là một gốc thông linh kỳ dược, hơn nữa vừa vặn có thể trị hết thương thế của ngọc ngương xanh không thể không nói vận khí của mình thật sự quá tốt rồi ninh tiểu xuyên dùng thủ pháp đặc thù của dưỡng tâm sư từ trong cơ thể phát ra một đạo tâm thần hóa thành một tia khí lưu thâm hồng sắc tiến vào trong ngụy hoa diệp hồng hoa cẩn thận phân tích thời gian thành thục của diệp hồng hoa đúng lúc này thiếu nữ thanh y nằm ở dưới chân ninh tiểu xuyên mi mắt bóng khẽ nhúc nhích một cái đôi mắt xinh đẹp bỗng nhiên mở ra vòng eo mảnh khảnh nâng lên vẽ ra một đường vòng cung cực kỳ xinh đẹp chậm rãi ngồi dậy nàng có chút mờ mịt nhìn về phía ninh tiểu xuyên đang đứng bên cạnh mình mãi nửa ngày sau tựa hồ mới từ trong giấc ngủ say khôi phục lại tinh thần ninh tiểu xuyên thu hồi tâm thần trong lòng cực kỳ vui sướng khiến cho hắn không chú ý tới thiếu nữ thanh y bên cạnh đã thức tỉnh cười to nói ngưng xanh người được cứu rồi gốc diệp hồng hoa này đã cực kỳ tiếp cận thời điểm thành thục chỉ cần đợi thêm 18 tháng nữa liền có thể hoàn toàn đản sinh ra linh trí trở thành thông linh kỳ dược chân chính thật vậy sao một đạo thanh âm nữ tử hưng phấn chợt vang lên đó là tự nhiên ta thế nhưng chính là dưỡng tâm sư cao cấp a muốn phán định thời gian thông linh kỳ dược thành thục cũng không phải việc khó gì thanh âm ninh tiểu xuyên đột nhiên dừng lại sắc mặt cuồng biến vừa rồi tựa hồ cũng không phải thanh âm của ngọc ngưng xanh ngoại trừ ngọc ngưng xanh còn có thể là ai lòng bàn chân ninh tiểu xuyên toát ra một cỗ khí lạnh trên lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh từ từ quay đầu lại chăm chú lên trên người nàng thiếu nữ thanh y kia nếu không phải tố chất tâm lý của hắn thật sự cao nhất định sẽ khống chế không nổi sự kinh hãi trong lòng mà kêu to lên rồi. Nàng rõ ràng đã sống lại, thiếu nữ thanh y đứng dậy, bộ dáng thập phần mừng rỡ nhìn chằm chằm Diệp Hồng Hoa trong linh trì, nói. Ta vốn cho rằng nó ít nhất còn phải thêm 3 năm nữa mới có thể thành thục. Hóa ra chỉ cần có 18 tháng thôi sao, thật sự là tốt quá. Này, các ngươi là người phương nào, chạy vào hoang lĩnh trảm thiên để làm gì, ánh mắt nàng sáng quắc. Nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên, sau đó lại nhìn về phía Ngọc Ngưng Xanh, cuối cùng ánh mắt ngừng lại trên người Tiểu Linh Nhi, sau khi nàng nhìn thấy tiểu linh nhi, con mắt lập tức trở nên sáng ngời không gì sánh được so với ánh mắt tiểu linh nhi còn muốn sáng ngời hơn. nàng đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang thanh sắc, chỉ trong nháy mắt đã đáp xuống trước mặt tiểu linh nhi. tiểu muội muội thật đáng yêu, ngươi tên là gì a? À? ngọc ngưng xanh lập tức kéo tiểu linh nhi ra sau lưng mình, trong tay toát ra từng tia hàn băng nguyên khí, ngưng tụ thành một thanh chiến kiếm, cảnh giác nhìn chằm chằm thiếu nữ thanh y trước mặt. tỷ tỷ, ta tên là tiểu linh nhi. tiểu linh nhi nấp sau lưng ngọc ngưng xanh lộ ra nửa khuôn mặt nhỏ nhắn, non nớt nói. Oa, tiểu linh nhi, các ngươi từ nơi nào đến đây vậy? Thiếu nữ thanh y nở nụ cười, dịu dàng nói. Sắc mặt ninh tiểu xuyên khẽ biến, vội vàng nói. Chúng ta chính là đến từ cửu Việt Cương, sau khi đi vào đại hoang liền bị lạc đường, đi tới đi lui cuối cùng xâm nhập nhầm vào nơi này. Nếu như có chỗ nào quấy rầy tiền bối, mong rằng tiền bối chớ trách. Tại trong đại hoang, có một vị chúa tể đã hạ đại hoang lệch, phàm là sinh linh vượt qua hoang lĩnh trảm thiên, đều sẽ bị rất chất. Ai biết nàng thiếu nữ Thanh Y là cái gì, cho nên Ninh Tiểu Xuyên tự nhiên không dám nói đoàn người chính mình là từ đế quốc Ngọc Lam tới, chỉ có thể nói là từ cửu Việt cương chạy tới. Nàng thiếu nữ Thanh Y này quả thật rất cổ quái, xuất hiện trong sơn động nơi Bạch Ly lão tổ vẫn là cũng đã rất không bình thường rồi. Đây là điểm đáng ngờ đầu tiên, thứ hai, vừa rồi Ninh Tiểu Xuyên rõ ràng đã dò xét qua nàng, phát hiện nàng căn bản không có hô hấp cùng tim đập, như thế nào lại đột nhiên sống lại? có thể giấu giếm được tâm thần của Ninh Tiểu Xuyên, đã nói rõ tu vi võ đạo của nàng tuyệt đối vượt xa hắn. Đừng gọi ta tiền bối, kỳ thật tuổi ta vẫn còn rất trẻ, dùng niên kỳ nhân loại các ngươi mà tính toán, hiện tại ta chỉ mới 14 tuổi à. Thiếu nữ thanh y nghe Ninh Tiểu Xuyên nói là võ giả từ cửu Việt Cương chạy tới, một tia thần sắc cảnh giác trong mắt cũng biến mất, trên mặt tràn đầy nụ cười ôn nhu. Sắc mặt Ninh Tiểu Xuyên cùng Ngọc Ngưng Xanh đều khẽ biến. Ninh Tiểu Xuyên có chút thăm dò, hỏi, tiền bối không phải nhân loại sao, ha ha có phải nhân loại hay không rất quan trọng sao ta vốn nhìn không quen những tên gia hỏa xem thường nhân loại kia tự cho cao ngạo chính mình đến cỡ nào không đem các sinh linh khác để vào trong mắt đây là hành vi không lễ phép a à? các ngươi ngàn vạn đừng lo lắng ta sẽ không xem thường nhân loại ta vẫn cảm thấy sinh linh thiên hạ vốn là một nhà a à. thiếu nữ thanh y cười ha hả vuốt ve khuôn mặt tiểu linh nhi bộ dáng rất ưa thích chơi đùa cùng tiểu linh nhi nàng thiếu nữ thanh y này tuyệt đối có cổ quái nói không chừng bạch ly lão tổ chính là chất trong tay nàng tu vi của nàng đến cùng là cao bao nhiêu ninh tiểu xuyên căn bản không thể nhìn thấu được nếu như nàng đã không có địch ý như vậy tự nhiên là không còn gì tốt hơn ninh tiểu xuyên cùng ngọc ngưng xanh liếc nhìn nhau một cái đồng thời thở ra một hơi thiếu nữ thanh y duỗi cái lưng mệt mỏi cười nói hai người các người cứ ở lại chỗ này giúp ta trông coi thông linh kỳ dược a à. đợi sau khi kỳ dược thành thục ta nhất định sẽ khen thưởng các ngươi trọng hậu ninh tiểu xuyên nói tiền bối đây là có ý gì chúng ta cũng không phải người hầu của ngươi vì sao phải trông coi kỳ dược cho ngươi thiếu nữ thanh y xoay người lại nghiêm nghị nói bởi vì ta là chủ nhân của các ngươi a à. sắc mặt ninh tiểu xuyên cứng ngắc lại nói ngươi không phải nói sinh linh thiên hạ vốn là một nhà sao đúng vậy a à, chúng ta là cùng một nhà a à. ta là gia chủ các ngươi đều là người hầu của ta phàm là sinh linh thiến vào hoang lĩnh trảm thiên đều là người hầu của ta yên tâm nếu như có người khi dễ các ngươi cứ việc báo tên của ta ra ta sẽ làm chủ cho các ngươi thiếu nữ thanh y đang định rời đi đột nhiên dừng bước nói a à, đã quên nói với các ngươi ta gọi là thanh thước phương toàn bộ hoang lĩnh trảm thiên đều do ta quản nếu như các ngươi dám chạy trốn chính là đối địch với ta chính là đối địch với toàn bộ hoang lĩnh trảm thiên các ngươi sẽ không chạy trốn phải không ninh tiểu xuyên cùng ngọc ngưng xanh sớm đã bị thân phận của thiếu nữ thanh y dọa cho khiếp sợ thanh thước phương chúa tể chân chính của hoang lĩnh trảm thiên vận khí sẽ không đen đủi như vậy chứ ngay cả nàng cũng đều gặp phải xem ra bạch ly lão tổ 9 phần 9 là bị nàng rất chất. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên âm thầm cảm thấy may mắn, may mắn vừa rồi hắn đã kịp thời cảnh giác, nếu như nói mình là võ giả từ đế quốc Ngọc Lam tới, chỉ sợ giờ phút này mình đã bước theo gót bạch ly lão tổ rồi. Thanh Tước Vương có thể trở thành chúa tể hoang lĩnh trảm thiên, tu vi võ đạo khẳng định không thể đo lường. Giờ phút này chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn, sau khi đợi nàng rời khỏi, mới nghĩ biện pháp rời khỏi nơi đây. Tiểu Linh Nhi, đi chơi cùng tỷ tỷ, tỷ tỷ dẫn người đi ăn nhân loại A. Thanh Tước Vương nhẹ nhàng sờ sờ khuôn mặt Tiểu Linh Nhi, muốn mang theo nàng rời đi. Thần sắc Ninh Tiểu xuyên ngưng trọng nói: Ngươi không phải nói Sinh Linh Thiên Hạ là một nhà sao? Ngươi đến cùng là có ý gì? Thanh Tước Vương nói: Mặc dù Sinh Linh Thiên Hạ là một nhà, nhưng mà ta cũng biết đói bụng a. À. Nếu như đã đều là người một nhà, vậy thì phải nên trợ giúp lẫn nhau. Bọn hắn giúp ta nhét đầy cái bao tử, ta giúp bọn hắn ly khai cái thế giới này. Đây không phải là chuyện tình rất công bằng sao? Cái này, cái này là rất công bằng à? Ninh Tiểu Xuyên tựa hồ có chút minh bạch ý tứ của câu sinh linh thiên hạ là một nhà kia của nàng. Cái này chính là muốn nói, nàng chính là gia chủ, hết thảy sinh linh đều phải tuyệt đối nghe theo lời của nàng. Muốn ăn thì vẫn là ăn, muốn nô dịch thì vẫn sẽ nô dịch. Ha ha, đừng khẩn trương như vậy mà, chỉ đùa một chút với các ngươi thôi, ta từ nhỏ đã ăn chay rồi, bằng không, ăn thịt bạch ly lão tổ so với ăn thịt nhân loại còn tốt hơn rất nhiều, không phải sao. Thanh Tước Vương nhìn thấy sắc mặt Ninh Tiểu Xuyên cùng Ngọc Ngưng Xanh biến thành tái nhợt, liền ôm bụng cười cái eo mảnh khảnh giống như là muốn gãy làm đôi luôn ninh tiểu xuyên một hồi im lặng cũng không biết nên trả lời nàng như thế nào đúng lúc này tiểu hồng từ bên ngoài động đi vào vừa vặn đụng phải thanh Tước vương tiểu hồng vừa rồi đem hai đồng tử của bạch ly lão tổ chuyển ra ngoài không nghĩ tới nữ tử lúc trước đã chất rồi bây giờ không ngờ đã sống lại bị dọa đến mức thân thể nó co rụt lại một khối lui về phía sau mấy bước con mắt thanh Tước vương lại một lần nữa sáng lên đánh giá cẩn thận tiểu hồng nói Oa, thần long ấu thú a à, không phải thần long đều luôn sinh hoạt tại viễn dương sao trong đại hoang tại sao có thể có thần long ấu thú huyết mạch thuần túy như thế ánh mắt nàng lộ ra vẻ hưng phấn không gì sánh được giống như là đứa trẻ năm sáu tuổi phát hiện ra món đồ chơi mới rất tân kỳ không ngừng vuốt ve tiểu hồng từ đầu xuống đuôi này người tên là gì vậy ngao 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 tiểu hồng quơ quơ móng vuốt về phía thanh thước vương, lộ ra ánh mắt rất hung mãnh nhưng mà bộ dáng hung ác của nó ở trong mắt thanh thước vương lại trở thành đang đùa giỡn với nàng nàng cười đến mức phi thường vui vẻ, duỗi ra bàn tay mảnh khảnh trắng như ngọc nắm lấy cổ tiểu hồng, nâng lên giữa không trung, cẩn thận nhìn nó một chút, nói: hóa ra còn chưa có mở ra linh tuệ, xem ra không phải thú con từ trong long tộc chạy ra. tiểu linh nhi, nói cho tỷ tỷ biết, nó tên là gì vậy? nó tên là tiểu hồng. thanh âm tiểu linh nhi rất non nớt, ha ha, tiểu hồng, tiểu linh nhi, các ngươi tựa hồ còn chưa biết tự mình tu luyện a? À. đi với tỷ tỷ, tỷ tỷ sẽ dạy các ngươi phương pháp tu luyện thích hợp. thanh tước phương vui vẻ nói lòng bàn tay ninh tiểu xuyên đã ngưng tụ ra mấy tia ma khí chuẩn bị gọi ra ma kiếm dùng thế lôi đình ra tay muốn một kích liền lấy tính mạng thanh tước phương cường giả cấp bậc như thanh tước phương vậy một khi để nàng kịp phản ứng ninh tiểu xuyên tuyệt đối sẽ không có cơ hội thi triển kích thứ hai hắn tuyệt đối không cho phép thanh tước phương mang tiểu linh nhi cùng tiểu hồng đi nhưng mà sau khi nghe được câu nói vừa rồi của thanh tước phương trong lòng ninh tiểu xuyên lại có chủ ý mới thu hồi lại ma khí tiểu hồng cùng tiểu linh nhi đều là linh thể thiên sinh địa dưỡng nhưng chúng cũng không phải là nhân loại căn bản không có cách nào tu luyện võ đạo công pháp của nhân loại ninh tiểu xuyên vẫn một mực đang giúp chúng tìm kiếm phương pháp tu luyện thích hợp nhưng vẫn luôn lấy thất bại mà chấm dứt nếu như thanh tước vương thật sự có thể dạy bọn chúng cách tu luyện đối với bọn chúng mà nói có lẽ cũng là một lần kỳ ngộ tiểu linh nhi nhẹ nhàng lắc đầu nói tiểu linh nhi ở cùng một chỗ với phụ thân mụ mụ không đi đâu hết thanh tước vương liếc nhìn về phía ninh tiểu xuyên cùng ngọc ngưng xanh nói hiện tại cha mẹ ngươi đều đã là cấp dưới của tỷ tỷ sau này tỷ tỷ sẽ thường xuyên mang ngươi trở về thăm bọn hắn a à. tiểu linh nhi vẫn như trước cố chấp lắp đầu đôi mắt nhấp nháy nhìn chằm chằm ninh tiểu xuyên cùng ngọc ngưng xanh ninh tiểu xuyên nói thanh tước vương đại nhân ta muốn một mình nói chuyện một chút cùng hai người bọn chúng tin tưởng bọn chúng nhất định sẽ theo ngươi tu luyện vậy thì không còn gì tốt hơn rồi nói thật ra một linh thể trời sinh cùng một đầu thần long ấu thú rơi vào trong tay ngươi quả thật là lãng phí thời gian của bọn nó nếu như đợi thêm vài năm nữa chúng sẽ bỏ qua thời gian tu luyện tốt nhất hàng năm những sinh linh muốn bái nhập dưới trứng bản vương nói là ngàn vạn cũng đã là nói giảm rất nhiều rồi nhưng mà không có một kẻ nào có thể khiến bổn vương vừa mất cả nhìn thấy hai người bọn họ tư chất cực tốt bổn vương mới có ý định lãng phí một chút thời gian dạy dỗ chúng thanh tước vương nói xong liền rời khỏi sơn động đi đến bên ngoài sơn động chờ đợi một chút trong lòng của nàng thế nhưng lại nở hoa trong bụng thầm nghĩ không ngờ lại có thể trở thành sư tôn của một đầu thần long ấu thú để cho đám thú vương khác biết được, khẳng định là sẽ ghen tị đến phát điên A. À. Đúng rồi, còn có, một cái linh thể trời sinh nữa, thành tựu tương lai của nàng tuyệt đối sẽ cao đến dọa người, đủ để xưng bá toàn bộ Bắc Cương. Bất quá, muốn dạy bọn chúng tu luyện, chỉ sợ sẽ phải mất ngủ tới mấy năm A. À. Ta gần đây vận khí thật sự là quá tốt mà. Trong sân động, Ngọc Ngưng xanh tự nhiên nhìn ra tâm tư của Ninh Tiểu Xuyên, dùng tâm thần truyền âm, nói. Ngươi muốn để cho Thanh Tước Phương giúp chúng mở ra linh tuệ, dạy chúng phương pháp tu luyện sao? Ninh Tiểu xuyên khẽ gật đầu, Ngọc Ngưng xanh lại có chút lo lắng nói: Thanh Tước Vương dù sao cũng là huyền thú, bản tính hung ác, vạn nhất nàng có mục đích khác, chẳng phải Tiểu Hồng cùng Tiểu Linh Nhi sẽ rất nguy hiểm sao? Ninh Tiểu xuyên nói: Nếu như Thanh Tước Vương muốn bất lợi với hai người bọn họ, với tu vi của nàng, trực tiếp đánh chất hai người chúng ta, cướp đi Tiểu Linh Nhi cùng Tiểu Hồng, đối với nàng mà nói là một chuyện phi thường dễ dàng. Ta suy đoán, tuổi thọ Thanh Tước Vương có lẽ thật sự không lớn, cũng không có quá nhiều tâm cơ giống như lúc chúng ta mới vừa nhìn thấy nàng vậy, nói không chừng tuyệt đại đa số thời gian nàng đều dùng để ngủ. Đương nhiên, đây là cách nghĩ lạc quan nhất, cũng không loại trừ nàng có tâm tư khác. Như vậy phải làm sao bây giờ? Ngọc Ngưng xanh hỏi, Ninh Tiểu Xuyên kêu Tiểu Hồng, sau đó lấy ra một sợi phượng hoàng linh, giao cho nó, nói. Tiểu Hồng, nếu như thanh tước phương muốn gây bất lợi cho các ngươi, người cứ lấy sợi phượng hoàng linh này ra cho nàng xem một chút. Ninh Tiểu Xuyên nhìn ra được, Thanh Tước Vương là một đầu huyền thú loại phi cầm, cụ thể là chủng tộc gì thì hắn không thể phán đoán được. Phượng Hoàng chính là vạn cầm chi vương, nếu như Thanh Tước Vương nhìn thấy sợi Phượng Hoàng linh này, nhất định sẽ minh bạch sau lưng của bọn nó có một đầu Phượng Hoàng làm chỗ dựa. Nếu như Thanh Tước Vương thật sự muốn gây bất lợi cho Tiểu Hồng cùng Tiểu Linh Nhi, thì không thể không suy nghĩ lại một chút. Tiểu Hồng đem Phượng Hoàng linh nuốt vào trong bụng, dùng sức gật đầu với Ninh Tiểu Xuyên, dùng móng vuốt vỗ vỗ lồng ngực, cam đoan với Ninh Tiểu Xuyên, nhất định sẽ chiếu cố tốt Tiểu Linh Nhi bên kia ngọc ngưng xanh cũng đã nói chuyện xong với tiểu linh nhi rồi cuối cùng hai tiểu gia hỏa này mới lưu luyến không nỡ mà rời đi đi ra khỏi sơn động sau khi thanh tước vương mang theo tiểu hồng cùng tiểu linh nhi rời khỏi bạch đầu thất trảo ưng mới từ bên ngoài bay vào hóa thành nhân hình nói chủ nhân việc lớn không tốt lúc thiếu nữ thanh y kia rời đi đã đem chọn cái vách đá đen này giam cầm lại rồi ninh tiểu xuyên đã sớm đoán trước kết quả như vậy cũng không quá ngoài ý muốn Diệp Hồng Hoa chính là một gốc kỳ dược, đối với Thanh Thước Vương mà nói cũng chân quý không gì sánh được. Nàng tự nhiên không có khả năng hoàn toàn yên tâm ly khai, không đem nơi đây giam cầm lại, đó mới là việc lạ. Ta đến xem thử trận pháp giam cầm mà Thanh Thước Vương bố trí sẽ mạnh đến đâu. Ninh Tiểu Xuyên gọi ra ma kiếm, điều động 12 đạo diệt thế chi khí, trên ma kiếm đằng đằng huyết khí, sau lưng hắn bắt đầu xuất hiện bóng dáng nữ ma khổng lồ. Ninh Tiểu Xuyên đâm qua một kiếm, trên kiếm quang mang theo ma vân vô tận. Oanh, một tầng quang cháo thanh sắc đột nhiên xuất hiện, trên thanh cháo hình thành một đạo hư ảnh thanh điều khổng lồ, chung quanh có 18 loại đồ án kỳ quái, rất nhanh xoay tròn chung quanh thanh điều. Quang cháo chỉ hơi lõm xuống một chút, cũng không có nghiền nát, vậy mà có thể ngăn cản được một kích toàn lực của ma kiếm. Ninh Tiểu Xuyên thét dài một tiếng, ma khí trên người trở nên càng ngày càng cường thịnh, tiếp tục hung hăng đánh ra ma kiếm, đem tầng quang cháo kia đâm cho lại lõm thêm mấy phần. Bành, đột nhiên, trên quang cháo chợt vang lên một tiếng chim hót chói tai, một cỗ phản lực khủng bố tuôn ra, chấn cho Ninh Tiểu Xuyên phải lui về phía sau huyết khí trong cơ thể ninh tiểu xuyên nhộn nhạo không thôi điều tức suốt thời gian một canh giờ mới khôi phục trở lại lực lượng giam cầm thật cường đại tu vi của thanh thước phương tuyệt đối là gấp trăm lần bạch ly lão tổ thời kỳ cường thịnh trở lên khẳng định đã là cấp bậc thiên nhân cảnh ninh tiểu xuyên nói chẳng lẽ chúng ta sẽ bị vây chất ở chỗ này sao ngọc ngưng xanh nói khóe miệng ninh tiểu xuyên mang theo tia cười nhàn nhạt, nhạt nói trận pháp giam cầm mà thanh tước vương bố trí mặc dù cường đại nhưng chỉ cần ta ngưng tụ ra võ hồn ấn, đạt tới địa tôn cảnh tầng thứ bảy, tu vi sẽ tăng lên một mảng lớn. Muốn phá vỡ tầng trận pháp giam cầm này cũng không phải việc khó. Ninh Tiểu Xuyên cũng không tính phải một mực ở chỗ này làm người hầu cho thanh thức vương. Chỉ cần hắn có thể đi tới cửu Việt Cương, mua được một khối huyền thạch địa phẩm, có thể khiến cho huyền thạch nhân ngỗ phát huy ra lực lượng thiên nhân cảnh. Đến lúc đó hắn căn bản không sợ thanh thức vương, hơn nữa có thể mang Tiểu Linh Nhi cùng Tiểu Hồng từ bên cạnh nàng đi. Nếu như nàng giúp Tiểu Linh Nhi cùng Tiểu Hồng mở ra linh trí, bước lên con đường tu luyện, Ninh Tiểu Xuyên sẽ rất cảm kích nàng. Nếu như nàng có dụng tâm khác, Ninh Tiểu Xuyên cũng không ngại sẽ đối địch với nàng. Hiện tại, hắn cần phải làm chính là nhanh chóng tu luyện đến địa tôn cảnh tầng thứ bảy, phá vỡ trận pháp giam cầm do thanh tước vương bố trí. Tính tâm tu luyện, thời gian nhanh chóng trôi qua, đói bụng thì dùng huyền đan, khát nước thì uống linh tuyển trong linh trì. Thời gian 3 tháng rất nhanh liền trôi qua, Ninh Tiểu Xuyên đều luyện hóa xong 9 giọt huyết mạch chi linh, tu vi vững bước dâng lên, đạt đến địa tôn cảnh tầng thứ 6 đỉnh phong huyết khí trong cơ thể hắn càng ngày càng tràn đầy, hoàn toàn đem hắn bao phủ bên trong huyết vụ. Phốc, một cái võ hồn đỉnh cực lớn từ trong cơ thể bay ra, huyền phù trên đỉnh đầu hắn. Trên thân đỉnh lưu động nguyên một đám đồ án diệt thế, đang không ngừng hấp thu huyết khí trong không trung. Chỉ kém một bước cuối cùng nữa thôi, Ninh Tiểu Xuyên lấy ra một giọt huyết mạch chi linh huyền thú cửu phẩm cuối cùng, cũng không có tiếp tục luyện hóa, mà là đánh vào trong võ hồn đỉnh đang huyền phù trên đỉnh đầu mình. Sau khi hấp thu huyết mạch chi linh, võ hồn đỉnh bộc phát ra quầng sáng vạn trượng, huyết khí đằng đằng, Dường như ánh bình minh sáng rực lúc ban mai, võ hồn đỉnh bắt đầu không ngừng thu nhỏ lại, đợi đến khi nó thu nhỏ lại chỉ lớn cỡ một nắm tay, võ hồn đỉnh vậy mà bắt đầu tan ra. Sắp ngưng tụ võ hồn ấn rồi, võ hồn ấn của mỗi một võ giả đều không giống nhau, quan trọng phải xem võ giả muốn võ hồn ấn của mình trở thành hình thái gì. Ninh Tiểu Xuyên tự nhiên vẫn muốn võ hồn ấn của mình ngưng tụ thành hình đỉnh, đối với tu luyện dưỡng tâm sư sẽ có chỗ tốt rất lớn. Nhưng mà, đúng lúc này, dị biến phát sinh, tốc độ chảy huyết dịch trong cơ thể hắn càng lúc càng nhanh cuối cùng tốc độ lưu động đạt tới cực điểm, mỗi một giọt huyết dịch đều hóa thành kiếm hình. Bị ảnh hưởng bởi trí tôn lực trong cơ thể, võ hồn ấn vậy mà bắt đầu cải biến hình thái, muốn hóa thành kiếm hình. Giao giao, ngay tại lúc đó, khỏa cốt châu tại mi tâm Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên cũng phát ra hào quang sáng ngời, ngưng tụ thành một tòa linh huyệt cực lớn, tại vị trí mi tâm hiện ra một cái ấn ký thiên tôn ấn. Bị thiên tôn ấn ảnh hưởng, võ hồn đang huyền phù trên đỉnh đầu Ninh Tiểu Xuyên bắt đầu chậm rãi ngưng tụ thành hình thái thiên tôn ấn. Tại sao có thể như vậy? thậm chí có tới ba cỗ lực lượng đều đang tiến hành thay đổi hình thái của võ hồn ấn. Ninh Tiểu Xuyên tự nhiên không muốn cải biến ước nguyện ban đầu của mình, nhất định phải ngưng tụ ra võ hồn ấn hình đỉnh. Cỗ lực, lượng trí tôn thể kia cũng thập phần cường thế, muốn mạnh mẽ đem võ hồn ấn ngưng tụ thành kiếm hình, hơn nữa kéo dẫn võ hồn ấn về phía bên trong huyết mạch. Cỗ lực lượng tại mi tâm kia cũng muốn đem võ hồn ấn ngưng tụ thành hình thái thiên tôn ấn, dốc sức liều mạng kéo dẫn võ hồn ấn về phía mi tâm. Ninh Tiểu Xuyên cảm giác được càng ngày càng đuối sức, cả người giống như là sắp bị ba cỗ lực lượng kia kéo vỡ ra làm ba phần. Quan trọng nhất chính là, vào lúc này hắn cũng không thể từ bỏ, một khi hắn từ bỏ, trong cơ thể cũng chỉ còn lại hai cỗ lực lượng tranh đấu, nhất định sẽ đem thân thể của hắn xé thành hai nửa. Ba cỗ lực lượng, ngược lại tạo thành một loại cân đối vi diệu. Cũng không biết tranh đấu bao lâu, trong tai Ninh Tiểu Xuyên vang lên một tiếng vang thật lớn, chấn cho ánh mắt của hắn toàn bộ biến thành màu đen. Hắn mơ hồ nghe được có đồ vật gì đó trong cơ thể đã bị nghiền nát rồi. Đợi đến khi Ninh Tiểu Xuyên từng bước khống chế lại được nguyên khí trong cơ thể, lại kinh hãi phát hiện, trong cơ thể mình vậy mà đã ngưng tụ ra ba cái võ hồn ấn. Võ hồn ấn đầu tiên, tự nhiên là võ hồn ấn hình đỉnh mà hắn muốn ngưng tụ ra. Nhưng mà, cái võ hồn ấn hình đỉnh này lại không giống như võ hồn ấn của các võ giả khác, ngưng tụ trong võ đạo tâm cung, mà nó lại huyền phù trong tâm khiếu, đặt song song cùng một chỗ với dưỡng tâm chân đỉnh, không ngừng xoay tròn đổi chỗ lẫn nhau. Võ hồn ấn thứ hai, ngưng tụ thành kiếm hình, cũng không có ngưng tụ trong võ đạo tâm cung, ngược lại huyền phù trong huyết khiếu đặt song song cùng một chỗ với ma kiếm xoay tròn đổi chỗ lẫn nhau võ hồn ấn thứ ba thì lại rất giống hình thái thiên tôn ấn trong truyền thuyết đạo môn ngừng tụ tại vị trí mi tâm chỉ cần ninh tiểu xuyên điều động lực lượng võ hồn mi tâm sẽ xuất hiện một cái ấn ký thiên tôn ấn tản mát ra quang mang sáng ngời giống như là thiên nhãn tinh quân trên cửu thiên vậy lúc ninh tiểu xuyên tán đi lực lượng thiên tôn ấn cũng biến mất theo ba cái võ hồn này là sao Ninh Tiểu Xuyên đến tận bây giờ vẫn chưa từng nghe qua có võ giả nào có thể tu luyện ra nhiều võ hồn ấn, loại hiện tượng này quả thực quá quỷ dị. Hắn có thể rõ ràng cảm thấy, bản thân đạt tới địa tôn cảnh tầng thứ bảy, tu vi tăng mạnh. Võ hồn đỉnh ấn, Ninh Tiểu Xuyên hét lên một tiếng, một cái võ hồn ấn hình đỉnh từ tâm khiếu bay ra, lơ lửng trong bàn tay trái của Ninh Tiểu Xuyên, kiểu cách thập phần tinh xảo, thậm chí còn có thể nhìn thấy rõ hoa văn dày đặc trên đỉnh. Võ hồn kiếm ấn, một thanh tiểu kiếm to bằng nắm tay bay ra, lơ lửng trên tay phải của Ninh Tiểu Xuyên, Hình thái rất giống ma kiếm, cũng là một màu đỏ như máu. Vụt, ngón tay Ninh Tiểu Xuyên điểm về phía trước, Võ Hồn Kiếm ấn lập tức hóa thành một đạo huyết quang phun đi, đánh lên đỉnh động phủ. Ầm ầm ầm, toàn bộ thân núi chấn động một trận, nếu không phải có trận pháp giam cầm mà Thanh Tước Vương bố trí, lực lượng của Võ Hồn Kiếm ấn tuyệt đối có thể phá vỡ ngọn núi này. Lực công kích của Võ Hồn ấn quả nhiên cường đại, nếu như Võ Hồn Kiếm ấn có thể hòa hợp làm một thể với ma kiếm, trở thành kiếm linh của ma kiếm, phải chăng có thể trở nên càng cường đại hơn? Nếu như võ hồn đỉnh ấn và dưỡng tâm chân đỉnh hòa hợp làm một thể, phải chăng ta có thể trực tiếp đạt tới cấp bậc đại dưỡng tâm sư? Mặc dù Ninh Tiểu Xuyên còn chưa thử, thế nhưng trong lòng vẫn cảm thấy kích động trước nay chưa từng có. Hắn còn một cái võ hồn ấn thứ ba, đó là Thiên Tôn ấn. Thiên Tôn ấn chính là một loại ấn ký cổ xưa nhất trong thần thoại đạo môn. Thế nhưng, sau khi Cốt Châu dung nhập vào mi tâm, Thiên Tôn ấn và Ninh Tiểu Xuyên lại sinh ra một loại liên hệ chặt chẽ không thể tách rời, hiện nay còn trở thành một trong ba loại võ hồn của Ninh Tiểu Xuyên Thiên Tôn ấn ninh tiểu xuyên cũng cảm thấy rất hiếu kỳ đối với thiên tôn ấn cho nên liền vận chuyển lực lượng tới mi tâm bỗng nhiên thiên tôn ấn thần bí từ mi tâm của hắn hiện ra khiến người khác có cảm giác thần thánh tựa như một vị chân thần đang ngồi xếp bằng tại nơi đó soạt một đạo bạch quang từ trong thiên tôn ấn bay ra trùng kích về phía cửa động ầm um, bạch quang lập tức phá tan trận pháp giam cầm do thanh tước vương bố trí phóng thẳng ra ngoài hơn trăm dặm đụng vào một ngọn núi cực lớn ngọn núi bỗng nhiên lay động bị đạo bạch quang xuyên thủng lưu lại một cái lỗ lớn có đường kính 10 mét. Cái lỗ này xuyên suốt từ đầu này tới đầu kia trên thân núi. Uy lực của Thiên Tôn Ấn vượt xa tưởng tượng của Ninh Tiểu Xuyên. Hắn vốn chỉ định thử nghiệm uy lực của Thiên Tôn Ấn, căn bản không ngờ lại có thể một kích đánh nát trận pháp giam cầm mà Thanh thước Vương bố trí. Đương nhiên, một kích mà Thiên Tôn Ấn phát ra, cũng tiêu hao một phần ba nguyên khí võ đạo trong cơ thể của Ninh Tiểu Xuyên. Phải biết rằng, hiện tại Ninh Tiểu Xuyên đã đột phá đến địa tôn cảnh tầng thứ bảy, nguyên khí võ đạo trong cơ thể đã rất hùng hậu nếu như vẫn là địa tôn cảnh tầng thứ sáu e rằng nguyên khí trong cơ thể hắn đã bị thiên tôn ấn rút cạn rồi uy lực của thiên tôn ấn thật là đáng sợ thế nhưng ta lại hoàn toàn không biết gì về lai lịch của nó cốt châu và huyền thú giám rốt cuộc là thứ gì xem ra tương lai nhất định phải đến thiên đế sơn một lần nơi đó chính là thánh địa đạo môn có lẽ có thể tìm được ghi chép liên quan đến cốt châu và huyền thú giám trong lòng ninh tiểu xuyên thầm nghĩ lúc trận pháp giam cầm mà thanh thước vương bố trí bị phá giải nghị sự điện cũng đình chỉ tu luyện trong lòng mừng rỡ nói cảnh giới của ngươi lại đột phá rồi. Ừm, Ninh Tiểu Xuyên khẽ gật đầu. Tại sao vừa rồi ta lại thấy ngươi tu luyện ra ba cái võ hồn ấn? Đây vốn dĩ là chuyện không thể phát sinh. Ngọc Ngưng Xanh cảm thấy rất tò mò. Đây cũng là chuyện khiến ta nghi hoặc nhất. Ninh Tiểu Xuyên đứng dậy nói: chúng ta tốt nhất nên rời khỏi nơi này thôi. Trận pháp giam cầm đã bị phá giải, tất sẽ kinh động tới Thanh Tước Phương. Có lẽ nàng ta rất nhanh sẽ chạy tới đây. Thanh Tước Phương nhất định có bố trí thủ đoạn đặc thù trong ngọn núi này. Một khi trận pháp bị phá giải, nàng ta nhất định sẽ phát giác ra chủ nhân, có cần lấy Diệp Hồng Hoa đi không? Bạch đầu thất chảo ưng nói, không, Diệp Hồng Hoa một khi rời khỏi linh trì, thì sẽ không sống nổi nữa, chỉ có thể trở thành một gốc bán kỳ dược, đối với chúng ta mà nói thì tác dụng cũng không lớn. Hơn nữa, nếu như chúng ta đào tẩu, thanh thước vương cùng lắm chỉ điều động huyền thú đuổi rất chúng ta. Nếu như chúng ta lấy đi Diệp Hồng Hoa, nói không chừng nàng sẽ phát khùng mà chút giận lên người tiểu linh nhi và tiểu hồng. Chúng ta tạm thời vẫn không nên chọc giận nàng ta thì hơn. Ninh Tiểu Xuyên suy tính kỹ lưỡng, sau đó nói, Ninh Tiểu Xuyên thu bạch đầu thất trảo ưng vào huyền thú giám, sau đó liền cùng Ngọc Ngưng Xanh bay ra khỏi sơn động, phóng về phía nam, rất nhanh đã biến mất trong rừng rậm đại hoang. Hắn muốn lập tức đi đến cửu Việt Cương để tìm kiếm huyền thạch địa phẩm. Không lâu sau, một đạo thanh quang bay tới, từ trên trời hạ xuống, ngưng tụ thành hình dáng một thiếu nữ áo xanh. Nàng đứng dưới vách núi đen, nhìn thoáng qua phía cửa động, khẽ cau mày, lẩm bẩm Hai tên hạ nhân này quả nhiên lợi hại, không ngờ lại có thể phá vỡ trận pháp giam cầm mà ta bố trí, tu vi cũng không tệ, Nàng đi vào trong sơn động, nhìn thấy Diệp Hồng Hoa vẫn còn lơ lửng trên linh trì thì mới thở phào một hơi. Đại vương, hai tên nhân loại kia đào tẩu về phía nam rồi. Một nam tử thân hình vừa thô vừa mập đi tới, trong tay cầm hai cái lang nha bổng, cái miệng to bằng nửa mặt, lộ ra vẻ thật thà chất phác, cung kính quỳ sau lưng Thanh Tước Vương. Thanh, Tước Vương khẽ vuốt cằm, nói: "Hai tên hạ nhân cường đại như vậy chạy mất rồi, thật là đáng tiếc, hơn nữa, bọn họ còn là phụ thân và mẹ của Tiểu Linh Nhi, lỡ như Tiểu Linh Nhi muốn gặp bọn họ thì phải làm sao bây giờ?" thiên thư, người hãy đem bọn họ về đây. Rõ, đại vương, thiên thư đứng dậy, đi ra khỏi động phủ. Bên ngoài động phủ là một đầu tê giác một sừng cực lớn. Thiên thư khẽ nhún một cái, thân hình giống như cây cung bắn ra, nhảy lên lưng đầu tê giác một sừng cao 8 mét, đè cho thân hình của đầu tê giác một sừng thoáng chầm xuống. Âm âm âm, da thịt của tê giác một sừng còn cứng rắn hơn sắt, lực lớn có thể rời núi, bốn chân không ngừng di chuyển, phóng thẳng về phía nam, đụng nát một loạt cây lớn. Ninh Tiểu Xuyên và Ngọc Ngưng Xanh ngồi trên lưng song đầu thạch ú dùng tốc độ nhanh nhất bỏ chạy. Mất 9 ngày 9 đêm, chạy xa hơn 10 vạn dặm, cuối cùng cũng tiến vào một đồng cỏ đen kịt. Đồng cỏ này rộng lớn không gì sánh nổi, khắp nơi đều sinh trưởng cự mộc, bụi cỏ, diệp thảo màu đen, trong không khí tràn ngập sương mù màu đen, ngoài ra không nhìn thấy bất kỳ sinh linh nào, khiến người khác cảm thấy không khí có vài phần trầm lặng. Chúng ta đã chạy được hơn 10 vạn dặm, có lẽ Thanh Tước Vương sẽ không đuổi theo đâu. Ngọc Ngưng xanh nói, có lẽ vậy, Ninh Tiểu Xuyên cũng không nắm chắc lắm, Thanh Tước Vương chính là một trong những chúa tể của đại hoang, khống chế vô số cường giả, ước vạn huyền thú, có lẽ huyền thú cửu cấp cũng không ít. Bọn họ cũng chỉ có thể xem là tạm thời an toàn mà thôi. Đại hoang quả thật vô biên vô hạn, mấy vạn dặm không thấy người ở, ngược lại bắt gặp được rất nhiều hung thú cường đại. Nếu đổi lại là người khác xông vào, e rằng đã sớm chất trong miệng hung thú rồi. Đồng cỏ màu đen này rất cổ quái, khiến ta có một loại dự cảm bất tường, chúng ta tốt nhất là cứ men theo biên giới đồng cỏ mà đi qua. Ngọc Ngưng xanh nhìn về phía trước, cảm thấy tâm thần bất an, trong đầu xuất hiện rất nhiều hình ảnh khủng bố. Ninh Tiểu Xuyên nói, mảnh đồng cỏ này vô biên vô hạn, nếu như đi vòng qua, rất có thể sẽ mất hơn 10 vạn dặm, thậm chí mấy chục vạn dặm. Vì an toàn tính mạng, bỏ ra một tháng để đi cũng không sao, thế nhưng, nếu như mất đi phương hướng trong đại hoang, e rằng chúng ta vĩnh viễn cũng không đến được cửu Việt Cương. Bất luận là trên biển hay là trong sa mạc, mất phương hướng đều là một chuyện rất đáng sợ. Đối với võ giả mà nói, nếu như mất đi phương hướng trong đại hoang, vậy thì lại càng đáng sợ hơn cuối cùng là đi vòng qua hay là trực tiếp băng qua đồng cỏ này ngọc ngưng xanh nói nhảy xuống khỏi lưng xong đầu thạch thú nắm một ít đất lên đặt bên mũi khẽ ngửi sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng nói đây là một mảnh cổ huyết gương mặt ngọc ngưng xanh cũng có chút rung động nói ta từng nghe nói qua huyết thổ đó là nơi mà đất đá cát cây cối đều bị mấu tươi nhuốm đỏ một khi xuất hiện huyết thổ vậy nhất định trong lòng đất đã mai táng rất nhiều vật bất tường đất tại nơi này lại là màu đen rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra Ninh Tiểu Xuyên nói, huyết dịch cuối cùng sẽ là màu gì? Màu đen, ngọc ngưng xanh biến sắc. Ninh Tiểu Xuyên nói, cổ huyết thổ này so với huyết thổ lại càng đáng sợ hơn, ít nhất cũng đã tồn tại hơn vạn năm rồi. Ầm ầm ầm, từ xa truyền đến thanh âm cự thú di chuyển rầm rầm. Có cử mãng thô to như thùng nước, có bạo viên lớn bằng tòa núi, có bò cạp màu vàng. Những huyền thú này xông đến, khiến cho mặt đất cuộn lên một mảng bụi mù, ngay cả đại thụ thô to đường kính hơn 5 mét cũng bị san bằng. Một nam tử thân hình thô béo ngồi trên lưng một đầu tê giác một sừng, dẫn đầu sông tới, trong tay vung vẩy một cây lang nha bổng, cười lớn. Chạy thật nhanh, con bà nó, cuối cùng cũng đuổi kịp hai người các ngươi. Đại vương có lệnh, bảo mỗ ra, đưa các ngươi về, tê giác một sừng dừng lại, những cái chân tráng kiện đạp lên mặt đất, tạo thành hai cái lỗ cực lớn. Huyền thú đi theo sau nam tử thô béo cũng vây quanh, bày ra trận hình nửa bao vây, đồng loạt lộ ra nanh vuốt sắc bén, tiếng gầm gừ không ngừng vang lên. Ninh Tiểu Xuyên liếc nhìn nam tử thô béo, chỉ cảm thấy cái miệng của nam tử này to đến thần kỳ, ngay cả bờ môi cũng rất dày, chỉ há miệng là to hơn nửa cái mặt, lộ ra từng cái răng lớn bằng nắm tay. Xin các hạ hãy trở về nói với thanh thước phương, ta còn có chuyện quan trọng muốn làm, nói nàng hãy tìm hai hạ nhân khác đi. Ninh Tiểu Xuyên nói, này huynh đệ, nói thế nào thì chúng ta cũng là người làm việc cho đại vương, đừng có làm cho mối quan hệ trở nên gay gắt ha. Nói thật cho người biết, cho dù các người đi khắp toàn bộ Bắc Cương thì cũng không tìm thấy thú vương nào đối xử tử tế với thuộc hạ tốt như đại vương đâu. Người không đầu nhập vào đại vương, vậy ngươi muốn đầu phục ai? Thánh ngư vương, Hắc Phiên Vương hay là Tam Vĩ Thương Hồ Vương, đừng trách huynh đệ không nói cho người biết, những tên gia hỏa này đều là loại người hung thần ác sát, nếu ngươi không cẩn thận chạy đến địa bàn của bọn chúng, vậy thì ngươi chết chắc rồi. Nam tử thô béo khuyên nhủ, nơi này không phải là Nam Cương ư, tại sao lại biến thành Bắc Cương rồi? Ngọc Ngưng Xanh vừa rồi cũng chú ý đến vấn đề này, nhưng còn tưởng rằng Nam tử thô béo có cái lưới quá lớn, không thể phát ngôn chính xác, cho nên mới không hỏi ra. Cái lưới của Nam tử thô béo quả thật rất lớn, hơn nữa còn rất dài, đôi mắt trợn tròn, lời nói oang oang. Cái gì, Nam Cương, huynh đệ, người ngay cả Nam hay Bắc cũng không phân biệt được à? Người nào không biết đây chính là Bắc Cương Đại Hoang, là lãnh thổ của huyền thú dị tộc chúng ta? Lãnh thổ của huyền thú dị tộc, Ninh Tiểu Xuyên nói, ta thật sự không biết Nam Cương trở thành lãnh thổ của huyền thú dị tộc từ lúc nào. Ta chỉ biết nơi này là lãnh thổ quốc gia của nhân tộc, văn minh nhân tộc mới thật sự là chúa tể. Nam tử thô béo bật cười ha hả, nói, chúng ta tạm thời không đề cập tới vấn đề này trước hết hãy theo ta trở về ta vừa mới thoát biến đến cấp bậc huyền thú cửu phẩm đây là nhiệm vụ đầu tiên của ta nhất định phải hoàn thành nể mặt ta một chút tự ngươi theo ta trở về cũng miễn cho lát nữa động thủ sẽ đả thương ngươi như vậy thì quan hệ cũng trở nên quá gay gắt rồi đại vương đã từng nói sinh linh trong thiên hạ đều cùng một nhà xây dựng đại hoang là dựa vào mọi người chúng ta đều là thuộc hạ của đại vương ta sẽ không xem thường nhân loại các ngươi nếu như sinh linh trong thiên hạ là một nhà vậy xin hỏi huynh đệ xương hô như thế nào? Ninh Tiểu Xuyên nói, thiên thư, Phật thiền thiền, thiềm thư thư, nam tử thô béo nói, trong lòng Ninh Tiểu Xuyên khẽ động, đại khái đã đoán được thiền thư là chủng tộc huyền thú gì? Huyền thú có thể phát triển đến thủ phẩm, vậy thì huyết mạch trong cơ thể tuyệt đối bất phàm, không phải là loại huyền thú bình thường có thể so sánh được, tổ tiên của chúng nhất định là cổ thú có đại thần thông. Lấy chữ thiên, làm họ, khiến Ninh Tiểu Xuyên lập tức liên tưởng tới một đầu cổ thú từng theo bên người đại minh Phật Phật Thiềm Thư. Đại Minh Phật tu thành thần Phật chi thân thì đầu cổ thú kia cũng biến mất trong thiên địa. Đây là một truyền thuyết thần thoại tại vùng Nam Cương, tất cả văn minh nhân loại đều có ghi chép lại. Trong tàng thư các của kiếm các hầu phủ cũng có ghi chép lại một vài câu chuyện thần thoại có liên quan đến Đại Minh Phật, người đó đã sống mấy chục vạn tuổi, thậm chí mấy trăm vạn tuổi, là nhân vật còn lâu đời hơn thiên đế rất nhiều. Nam tử thô béo có thể thoát biến thành huyền thú cửu phẩm, nói không chừng là hậu đại của Phật Thiêm Thư. Trong cơ thể có một tia huyết mạch của Phật Thiêm, Thư, Ninh Tiểu Xuyên nói, "Thiên huynh hãy trở về nói cho Thanh Thước Vương, ta thật sự có chuyện quan trọng muốn làm, sau này nhất định sẽ trở về tìm nàng. Thế nhưng, hôm nay ta tuyệt đối không thể trở về. Nếu như thiền huynh thật sự muốn động thủ, vậy thì chỉ có thể đắc tội mà thôi. Ninh Tiểu Xuyên gọi ra ma kiếm, nắm chắc trong tay, một luồng ma khí lạnh lẽo từ trên thân kiếm tán phát ra khắp nơi. Hắn nhìn thoáng qua ngọc ngưng xanh, lợi dung tâm thần truyền âm, nói. Một khi ta và thiền thư động thủ, người hãy lập tức chạy vào đồng cỏ màu đen này. Thiền thư chính là huyền thú cửu phẩm, ngoài ra còn mang đến rất nhiều huyền thú hung mãnh, từ rất xa còn có rất nhiều huyền thú chạy tới, có huyền thú thì đứng trên đỉnh núi, có huyền thú thì bay quanh bầu trời. Với lực lượng của một mình Ninh Tiểu Xuyên, căn bản không có khả năng ngăn cản toàn bộ bọn chúng. Bọn hắn bây giờ chỉ còn một đường lui duy nhất, đó là đồng cỏ màu đen sau lưng. Trong mắt Thiền Thứ phóng ra thiểm điện, tức giận nói: "Thật không biết thân biết phận, dám động thủ cùng ta, nếu ngươi thật sự có thể trốn thoát được từ trong tay ta, sau này ta sẽ đọc ngược tên của mình." Thiên thư đột nhiên nhảy lên, trong cơ thể bắn ra kim quang, hai tay nắm chặt lang nha bổng, một bổng đánh xuống Ninh Tiểu Xuyên. Đừng nhìn thân thể nó thô béo mà nhầm, lực lượng của nó quả thật khủng bố không gì sánh nổi, hơn nữa tốc độ cũng không chậm chút nào. Ninh Tiểu Xuyên không tránh không né, hoành kiếm trước mặt. Trên thân ma kiếm phóng ra huyết khí đỏ thấm, nghênh đón Thiên thư đang lao tới. Ầm, ừ, mặt đất dưới chân Ninh Tiểu Xuyên vỡ vụn, một luồng lực lượng bài sơn đảo hải từ trên cao ép xuống, chấn cho cánh tay hắn run lên, toàn thân đều chìm vào trong bùn đất, tạo thành một cái hố to trên mặt đất, đất đá xung quanh đồng loạt vỡ vụn, tảng đá cũng biến thành bụi phấn. Quả thực giống như chín tòa núi cao ép xuống, cho dù là một tòa núi nhỏ cũng sẽ bị đè cho chìm xuống đất. Thiên Thư đáp xuống đất, có chút sợ hãi nhìn vào cái hố to, gãi cầm nói: "Với thân hình nhỏ yếu của nhân loại, không ngờ lại dám ngạnh kháng với ta, chẳng lẽ không biết cơ thể huyền thú cường đại hơn nhân loại rất nhiều lần sao?" Vừa rồi một kích của ta cũng trên trăm vạn cân, e rằng hắn đã bị nghiền nát thành cho bụi rồi. Phanh, sau lưng Thiền Thư, một bóng người màu đỏ như mấu phóng lên trời, hai tay cầm kiếm, chớm ra một đạo kiếm ảnh dài hơn 10 mét. Khá lắm, không ngờ đỡ một kích của ta mà không chất, quả nhiên không hổ là người mà đại vương chỉ đích danh mang về. Ta cũng muốn xem xem người mạnh như thế nào, có thể tiếp được mấy bổng của ta. Thiền thư cười lớn một tiếng, thân hình phóng thẳng lên trời, tránh đi cửa kiếm. Kiếm khí của Ninh Tiểu Xuyên chảm phá không khí, lưu lại một vết kiếm dài mấy chục thước trên mặt đất. Xoạt, âm thanh xé gió vang lên, một cây lang nhà bổng cực lớn đánh tới, bị quang mang màu vàng bao trùm, đường kính chừng 2 mét, dài đến 9 mét, bề mặt tràn ngập gai nhọn sắc bén. Diệt thế kiếm phách, sau lưng Ninh Tiểu Xuyên xuất hiện hư ảnh một ma nữ cực lớn, ma vân cuồn cuộn đầy trời, ma kiếm huyết sắc cũng biến thành khổng lồ, từ trong ma vân chớm ra, đánh thẳng lên Lang Nha Bổng. Hai luồng lực lượng va chạm vào nhau, tạo thành cảnh tượng một đám kim vân va chạm với một đám ma vân màu đen, đánh cho mặt đất vỡ ra một cái hố khổng lồ, không ngừng lan ra xa. Ầm, ừ, hai người đồng thời thối lui, không hổ là huyền thú cửu phẩm, quả thật cường đại, nếu như ta không đạt tới địa tôn cảnh tầng thứ bảy, e rằng căn bản không thể tiếp nổi một kích của nó. Ninh Tiểu Xuyên nhìn thoáng qua Ngọc Ngưng Xanh đứng cách đó không xa, trầm giọng nói. Còn không mau đi, Ngọc Ngưng Xanh liếc nhìn Ninh Tiểu Xuyên một cái thật sâu, sau đó hóa thành một đạo bạch quang, phóng vào trong đồng cỏ. Màu đen, đuổi theo cho ta, thiên thư hạ lệnh, những đầu huyền thú hung mãnh tựa như một trận hồng thủy cuồn cuộn, băng qua đồng cỏ mà đuổi theo, dẫm cho đất rung núi chuyển, xô đổ cả đại thụ màu đen, trong miệng phát ra tiếng thét dài kinh thiên động địa phốc ma kiếm chớm ra ngoài liền chớm ba đầu thiết nghiêu ngân giáp thành hai khúc ngã vật xuống đất thân hình ninh tiểu xuyên hóa thành một đạo tàn ảnh liều mình xông vào trong đám huyền thú mỗi một kiếm chớm ra đều có thể đánh ngã một đầu huyền thú không đến nửa phút đã có hơn 20 đầu huyền thú bị chớm rớt ha ha đỡ của ta một bổng hai tay thiền thử nắm chặt lang nha bổng thân hình không ngừng xoay tròn tạo thành một cái vòng xoáy kim sắc khổng lồ cao hơn trăm mét một bổng bổ xuống đỉnh đầu ninh tiểu xuyên Hắn còn chưa tới gần thì Ninh Tiểu Xuyên đã cảm nhận được một luồng thanh âm xé gió cực kỳ chói tai, làn da như bị lực lượng vô hình cắt xé, cảm thấy đau nhói. Diệt Thế Kiếm Mục, hai tay Ninh Tiểu Xuyên nắm chặt ma kiếm, 12 đạo diệt thế chi khí từ trong cơ thể lao ra, tập trung trên thân kiếm. Trong ma kiếm kích xạ ra ngàn vạn đạo kiếm khí, ngưng tụ thành một quả cầu kiếm khí khổng lồ. Vào thời khắc nguy cấp, không ngờ Ninh Tiểu Xuyên đã lĩnh ngộ được loại kiếm ý thứ nhất trong bảy loại kiếm ý của Diệt Thế Kiếm Mục, hủy diệt kiếm ý chỉ khi hoàn toàn lĩnh ngộ được bảy loại kiếm ý này thì mới có thể xem là đã tu luyện diệt thế kiếm mục đến tình trạng đại viên mãn bảy loại kiếm ý này lần lượt là hủy diệt kiếm ý lao lung kiếm ý ma khí kiếm ý sát nhân kiếm ý tử vong kiếm ý vô địch kiếm ý mỗi khi lĩnh ngộ được một tầng kiếm ý lực lượng của diệt thế kiếm mục sẽ mạnh mẽ hơn một phần cuối cùng khi lĩnh ngộ hoàn toàn bảy loại kiếm ý sẽ đạt tới cảnh giới đại viên mãn hủy diệt kiếm ý bạo phát ra ma kiếm phát ra tiếng keng trong trèo ngàn vạn đạo kiếm khí đồng thời phóng thẳng về phía Thiên Thư. Ầm, um, trên mặt thiền Thư không hề có chút sợ hãi nào, ngược lại vô cùng hưng phấn, mỗi một tấc huyết nhục trên người đều toát ra kim quang, thân hình tăng trưởng gấp bội. Lang nhà bổng mang theo lực lượng ngàn quân, lực lượng cường đại lập tức nghiền nát ngàn vạn kiếm khí đầy trời. Một luồng lực lượng khủng bố hơn trước khi gấp mấy lần đánh xuống, đánh Ninh Tiểu Xuyên bay xa mấy chục trượng, lưu lại một vệt lê kéo dài 2 mét trên mặt đất. Phanh, thân thể của hắn va vào một khối đá lớn cánh tay của thiền thừ cũng bị kiếm khí rách tạo thành mấy đạo vết ngấu vết thương cắt vào tận xương thế nhưng nó lại rất hưng phấn hồn nhiên không biết đau đớn là gì trong miệng phát ra tiếng cười to thân hình lại phóng lên trời vung gậy chớm xuống ninh tiểu xuyên ngồi xếp bằng trong bùng đất hai tay kết xuất một cái ấn pháp giữa mi tâm lập tức xuất hiện một cái thiên tôn ấn một đoàn hào quang lập tức bao trùm lấy hắn mắt thấy lang nha bổng sắp bổ lên người hắn xoạt giữa mi tâm của hắn phóng ra một đạo bạch quang đánh lên ngực thiền thử khiến cho thân thể nó bay ngược ra ngoài Ninh Tiểu Xuyên thu hồi ấn pháp, một tay ôm ngực, miệng hộc ra máu tươi, cố nén cảm giác đau đớn từ lục phủ ngũ tạng truyền đến, từ trong hố đất nhảy ra, thân hình hóa thành một đạo lưu quang bảy màu, cấp tốc phóng vào trong đồng cỏ màu đen. Ọc, thiên thư bay ra ngoài hơn 10 dặp, leo ra khỏi một ngọn núi đã bị đụng nát, miệng hộc máu tươi, tay sờ lên ngực, chỉ thấy đều là máu tươi, còn có một mảng huyết nhục đã bị thiêu rụi. Không ngờ lồng ngực của nó đã bị đạo bạch quang vừa rồi đánh xuyên, tạo thành một cái lỗ lớn bằng chén rượu, thậm chí còn lộ cả xương trắng ra ngoài. Bờ nội nó, đây là thần thông gì? Không ngờ lại lợi hại như vậy, ha ha, ta thích rồi đấy Ninh Tiểu Xuyên, đừng trốn, chúng ta tiếp tục chiến nào. Thiên thư cười lớn, một tiếng, thân hình phóng lên cao hơn mấy trăm thước, lại một lần nữa hạ xuống bên ngoài đồng cỏ màu đen. Không biết đồng cỏ này đã xảy ra dị biến gì, không ngờ lại nổi lên từng trận lốc màu đen, khói đen tràn ngập đầy trời. Những huyền thú đuổi vào trong đồng cỏ này cũng nháo nhào thối lui ra ngoài, không ngừng gầm thét về phía quái phong, lộ vẻ cực kỳ bất an. Thiên thư cũng thu hồi nụ cười trên mặt, ngưng trọng nói. Có đưa được bọn hắn trở về không? Hồi bẩm lão đại, bọn hắn đã chạy sâu vào trong hắc vụ quỷ nguyên rồi. Một đầu xuyên sơn giáp cấp bậc huyền thú thất phẩm phát ra tiếng người, vô cùng cung kích với thiền thư. Bờ nội nó, hắc vụ quỷ nguyên chính là cấm địa trong đại hoang, ngay cả đại vương cũng không dám khinh suất sông vào đó. Đặc biệt là khi hắc âm phong nổi lên thì trong đó lại càng khủng bố hơn, bất kể sinh linh nào xông vào đó cũng chỉ có con đường chất mà thôi. Thiền thư nói, xuyên sơn giáp nói, dù sao bọn hắn cũng chất chắc rồi, vậy không phải bây giờ chúng ta có thể trở về rồi sao? Đứng ở nơi này khiến ta cảm thấy bất an quá. Trở về, người còn chưa mang về thì trở về cái giám à? Thiền thư vô cùng phẫn nộ, một trường đánh bay đầu xuyên sơn giáp kia, thân hình nó bị đập lên một cây đại thụ bên trong đồng cỏ. Bờ nội nó, làm ta tức chất mà, bây giờ trở về thì quá mất mặt rồi. Hơn nữa, ta đã từng nói, nếu như để cho hắn đào tẩu thì ta sẽ đọc ngược tên mình, chẳng lẽ về sau ta chỉ có thể gọi là thư thiên trên mặt thiền thừa lộ ra thần sắc thập phần dai dứt, không ngừng đập vào đầu, day dai chán. lão đại, thật ra cái tên thừa thiền này cũng rất có bá khí a. À. đầu xuyên sơn giáp kia bò trở về, trên mặt lộ ra nụ cười nịnh nọt. phành, thiền thư lại một trưởng đánh bay nó đi, hét lớn. bá khí cái cọng lông, nếu như không tìm thấy ninh tiểu xuyên, tất cả mọi người đều phải chết. ngươi ở lại đây canh chừng cho ta, nếu như ninh tiểu xuyên từ trong đó trốn ra, hãy bắt hắn lại. ngươi trở về nói với đại vương. Ninh Tiểu Xuyên đã chạy vào Hắc Vụ Quỷ Nguyên cách 10 vạn dặm. "Lão đại, vậy ngài thì sao?" Tên Xuyên Sơn giáp bò trở lại, cẩn thận hỏi. "Ta sẽ chờ ở bên kia Hắc Vụ Quỷ Nguyên, nếu như Ninh Tiểu Xuyên vận khí tốt, thật sự vượt qua được Hắc Vụ Quỷ Nguyên, ta sẽ bắt hắn trở về." "Các con, hãy giữ vững tinh thần, sau khi lão tử đạt tới Huyền thú cửu phẩm, đây là lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ, nếu như nhiệm vụ thất bại, ta sẽ ném toàn bộ các ngươi vào Hắc Vụ Quỷ Nguyên để nuôi lệ quỷ." "Đi." Thiên thư xoay người nhảy lên lưng tê giác một sừng dọc theo hắc vụ quỷ nguyên phóng thẳng về phía tây sau khi ninh tiểu xuyên xông vào hắc vụ quỷ nguyên lập tức tìm kiếm dấu vết mà ngọc ngưng xanh lưu lại rất nhanh đã hội hợp với nàng không hề nán lại chút nào bọn hắn một hơi phóng đi vượt qua mấy ngàn dặm mới dừng lại bọn chúng không đuổi theo sắc mặt ninh tiểu xuyên có chút tái nhợt lúc trước chiến đấu với thiền thừa cho nên thương thế trên người cũng không nhẹ chút nào ta giúp người hộ pháp người trước hết hãy trị thương đi ta vẫn cảm thấy cánh đồng hoang vu này có gì đó cổ quái rõ ràng là ban ngày vậy mà bầu trời lại u ám như ban đêm nên cẩn thận một chút thì hơn ngọc ngưng xanh nói ninh tiểu xuyên khẽ gật đầu lúc này hắn thật sự rất cần trị thương ầm um, ninh tiểu xuyên đánh một quyền lên vách núi muốn mở ra một cái sơn động tạm dùng làm nơi dưỡng thương thế nhưng một quyền hắn đánh ra lại chỉ có thể tạo thành một cái hố nhỏ bên trong vách núi chảy ra mấu tươi màu đen còn tản mát ra mùi mấu tươi nhàn nhạt, nhạt sắc mặt của ninh tiểu xuyên và ngọc ngưng xanh đều trở nên có chút khó coi mảnh cổ huyết điện này tuyệt đối là một nơi bất tường nói không chừng sẽ phát sinh một vài chuyện kỳ dị đáng sợ. Ninh Tiểu Xuyên cũng không muốn tiếp tục mở ra sơn động nữa, liền trực tiếp ném ra 333. Cái trận kỳ, sau đó lập tức ngồi xếp bằng tại trung tâm trận pháp, đồng thời nuốt vào một viên trung cấp đan trị thương, bắt đầu an dưỡng thương thế. Lực lượng của thiên thư quả thật quá lớn, khiến cho lục phủ ngũ tạng của hắn bị tổn thương, nếu không phải mượn uy lực của thiên tôn ấn để kích thương nó, e rằng Ninh Tiểu Xuyên sẽ rất khó có thể thoát thân được. Đây chính là lực lượng của huyền thú cửu phẩm, mà còn là huyền thú vừa mới tấn thăng đến cửu phẩm. Nếu như là loại huyền thú cửu phẩm cấp bậc như Bạch Ly lão tổ, e rằng Ninh Tiểu Xuyên ngay cả cơ hội thoát thân cũng không có. Một ngày sau, thương thế của Ninh Tiểu Xuyên đã khỏi hắn, lúc này hắn mới triệt hồi trận kỳ. Chỉ một tên thiền thư không ngờ lại cường đại đến như vậy, ngay cả ngươi cũng không phải là đối thủ của nó sao? Ngọc Ngưng Xanh nói, Ninh Tiểu Xuyên đáp, có lẽ nó bị thương cũng không nhẹ. Ngọc Ngưng Xanh nói, lúc trước nó từng nói mảnh đại hoang này được xưng là Bắc Cương, ta nghĩ nó chắc chắn sẽ không lừa gạt chúng ta, thế nhưng tại sao lại là như vậy? Rất đơn giản, tầm mắt mỗi người đều bất đồng, nhận thức đối với thế giới cũng bất đồng. Bắc Cương là một vùng lãnh thổ quốc gia vô cùng minh mông, kể cả Ngọc Lam Đế Quốc, Trảm Thiên Hoang Lĩnh, Cửu Việt Cương, Thiên Đế Sơn, đều thuộc về một khối địa phương nhỏ của Bắc Cương. Mà Ngọc Lam Đế Quốc thì lại nằm ở nơi xa xôi nhất về phía bắc của Bắc Cương, chúng ta lại chưa từng tiếp xúc với ngoại giới, cho nên chúng ta mới gọi khu rừng ở phía nam Ngọc Lam Đế Quốc là Nam Cương. Trên thực tế, bất luận là Nam Cương trong mắt chúng ta hay là Ngọc Lam Đế Quốc, đều nằm ở phía bắc của Thiên Hư Đại Lục. Ninh Tiểu Xuyên nói, Ngọc Ngưng Xanh khẽ gật đầu, nói, cũng chỉ có thể giải thích như vậy mà thôi. Trong rừng vang lên thanh âm gào thét, tiếp đó liền có một trận quái phong thổi tới, thổi dụng toàn bộ lá trên cây, biến thành một nhánh cây trụi lùi. Ninh Tiểu Xuyên nhìn chằm chằm vào hắc âm phong phía nam, cảm thấy có nguy hiểm giáng lâm, lập tức thi triển Vân Hà Quy Nguyên Khí, tạo thành một cái nguyên khí cháo có đường kính 10 mét, bao phủ hắn và Ngọc Ngưng Xanh ở bên trong, Ô ô, tiếng gió rất đáng sợ, tựa như tiếng gào của hài tử, hoặc là tiếng khóc của lệ quỷ. Rào, đột nhiên, trong hắc âm phong rũi ra một cánh tay xương trắng hiếu, đánh lên đỉnh nguyên khí cháo, khiến cho nguyên khí cháo bị ép lõm xuống dưới. Con người ngọc ngưng xanh co rút lại, hai ngón tay điểm ra, thi triển một loại kiếm quyết. Một thanh chiến kiếm màu trắng dài năm thước bay ra ngoài, đánh nát bàn tay xương trắng hiếu kia, hóa thành từng trận quỷ hỏa, tiêu tán trong gió. Thú vị, cánh tay xương trắng hiếu kia không ngờ lại không phải là thật thể, mà là do quỷ hỏa ngưng tụ mà thành. Ta cũng muốn nhìn xem ngươi rốt cuộc là loại quỷ quái gì." Ninh Tiểu Xuyên thu hồi Vân Hà Quy Nguyên khí, lấy ra cổ đăng thanh đồng. Dầu thắp thiêu đốt phát ra hào quang nhu hòa, tạo thành một thế giới ánh sáng khổng lồ. Nói ra cũng thật là kỳ quái, những hắc âm phong vừa gặp phải hào quang của cổ đăng thanh đồng, liền lập tức rút lui về phía sau, thập phần sợ hãi cổ đăng thanh đồng. Soạt, từ bên trong cổ đăng thanh đồng phóng ra 10 đầu hỏa điểu ba chân, lao thẳng lên trời, lơ lửng trong hư không, tản mát ra hào quang chói lọi, quét sạch quỷ vụ trong phạm vi vài trăm mét. Với tu vi địa tôn cảnh tầng thứ bảy của Ninh Tiểu Xuyên hiện nay, tất nhiên không chỉ có thể gọi ra 10 đầu hỏa điều ba chân mà thôi, cực hạn của hắn hiện nay có thể gọi ra đến 16 đầu hỏa điều ba chân. Rào, sau khi quỷ vụ màu đen tán đi, trên ngọn núi cách ngoài 10 dặp, đột nhiên xuất hiện một tiểu hài từ tóc tai bù xù. Tiểu hài từ này căn bản không có đầu, mái tóc đỏ như mấu mọc ra từ trên cổ, làn da toàn thân đều là một màu đen, tại trên rốn có một cái miệng mấu, phát. Ra tiếng rít gào phẫn nộ, ngọc ngưng xanh chính là thánh nữ ma môn, đã gặp qua vô số chuyện khủng bố. Thế nhưng lúc nàng nhìn thấy tiểu hài tử không đầu kia cũng cảm thấy trong lòng rét lạnh, trên tràn ứa ra mồ hôi lấm tấm. Loại sinh vật không biết này quả thật khiến người khác thập phần sợ hãi. Rào trong cơ thể tiểu hài tử không đầu lại một lần nữa phát tán ra hắc âm phong. Bên trong âm phong ngưng tụ thành một cái đầu lâu màu trắng cực lớn, phá tan hào quang của cổ đăng thanh đồng hướng về phía hai người ninh tiểu xuyên mà đè ép xuống. Ánh mắt của ninh tiểu xuyên trầm xuống, lại có thêm sáu đầu hỏa điểu ba chân từ trong cổ đăng thanh đồng bay ra hào quang hỏa diễm càng trở nên lợi hại lập tức luyện hóa cái đầu lâu khổng lồ mười sáu đầu hỏa điều ba chân xoay tròn cùng một chỗ hóa thành một cái hỏa cầu cực lớn lao thẳng về phía tiểu hài tử không đầu tiểu hài tử không đầu phát ra tiếng rít oán độc thân hình nhoáng lên liền tiến vào bên trong huyết thổ màu đen không thấy tung tích đâu nữa ầm um, hỏa cầu rơi xuống san bằng cả sườn núi nhỏ đốt tan cả bùn đất từng dòng nham thạch đỏ thấm không ngừng chảy xuống để nó đào tẩu rồi ninh tiểu xuyên thu hồi cổ đăng thanh đồng sắc mặt thập phần ngưng trọng Dầu thắp bên trong cổ đăng thanh đồng là sử dụng huyết dịch của hai vị võ giả địa tôn cảnh tầng thứ bảy là Long Tượng Hầu và Quý Công Công. Thế nhưng, trải qua nhiều lần chiến đấu, dầu thắp bên trong cổ đăng thanh đồng đã hao tổn gần hết, tối đa chỉ có thể sử dụng thêm một lần nữa thì dầu thắp sẽ cạn sạch. Một khi không còn mấu tươi làm dầu thắp nữa, muốn sử dụng cổ đăng thanh đồng thì chỉ có thể thiêu đốt huyết dịch của bản thân, cũng tương đương với việc thiêu đốt thọ nguyên. Trên người Ninh Tiểu Xuyên vẫn còn 17 bình huyền thú huyết dịch luyện chế thành huyết mạch chi linh, chẳng qua, dùng huyết mạch chi linh để làm dầu thắp thì thật sự quá lãng phí. Hơn nữa, số lượng huyết mạch chi linh ít, rất nhanh sẽ bị thiêu đốt hết, cái được không đủ bù cái mất. Đồng cỏ màu đen này thật đáng sợ, chúng ta tốt nhất nên rút lui ra ngoài thôi, cùng chớm rất với đám huyền thú kia còn tốt hơn bị những thứ bất tường này dòm ngó. Thân sắc của Ngọc Ngưng Xanh rất ngưng trọng, cảm thấy sắp có nguy hiểm càng khủng bố hơn dáng lâm. Ninh Tiểu Xuyên cũng biểu thị đồng ý, bọn hắn bây giờ chỉ mới tiến vào đồng cỏ chừng mấy ngàn dặm mà đã gặp phải loại quỷ vật đáng sợ như vậy, nếu tiến vào sâu hơn, có trời mới biết được sẽ gặp phải cái gì. Còn muốn đi ra ngoài, không đi được nữa rồi, thanh âm của một phụ nhân dày đặc âm khí vang lên. Thanh âm này có chút khàn khàn, tựa như đang nói chuyện bên tai bọn họ, khiến người khác cảm thấy sởn hết gai ốc. Ninh Tiểu Xuyên một tay nắm cổ đăng thanh đồng, một tay cầm ma kiếm, dùng cổ đăng chiếu sáng cả khu rừng, chỉ thấy dưới gốc đại thụ trụi lùi trước mặt bọn họ, có một phụ nhân tóc tai bù xù và một hài tử. Toàn bộ cổ của tiểu hài tử kia đều vỡ ra, từng giọt huyết dịch nhỏ xuống, cái miệng trên bụng không ngừng phát ra tiếng cười vang dội. Chính là tiểu hài tử không đầu lúc trước đã bị hắn kích thương lui, sắc mặt Ninh Tiểu Xuyên đại biến, lập tức quát lớn một tiếng. Ngọc Ngưng xanh phản ứng cực nhanh, lúc nhìn thấy phụ nhân tóc tai bù xù, nàng liền lập tức hóa thành một đạo bạch quang phóng đi. Ninh Tiểu Xuyên cũng lập tức thi triển thân pháp, nhanh chóng bỏ chạy. Không có biện pháp, khi tức từ trên người phụ nhân tóc tai bù xù phát ra quả thật đáng sợ, khiến cho bọn họ căn bản không thể nảy sinh ý niệm chống cự. Ninh Tiểu Xuyên và Ngọc Ngưng xanh cấp tốc chạy trên đồng cỏ màu đen, còn hai sinh vật không biết kia thì vẫn đuổi sát sau lưng bọn họ, trong miệng không ngừng phát ra tiếng cười, truyền vào trong tai bọn họ. Bỗng nhiên, phụ nhân tóc tai bù xù rũi cánh tay ra, một. Trường đánh xuống đỉnh đầu hai người ninh tiểu xuyên, lúc cánh tay hạ xuống đã biến thành một cái đại thủ ấn xương trắng dài hơn trăm mét. Sử dụng huyền khí cử phẩm để ngăn cản, ninh tiểu xuyên là ngọc ngưng xanh đồng thời dừng bước, ninh tiểu xuyên lấy ra đan luân tinh thần cầu, vốn dĩ là một tiểu cầu màu bạc lớn bằng nắm tay chỉ trong chớp mắt đã biến thành một viên cầu cực lớn, đường kính 30 mét quả thực giống như một ngôi sao lấp lánh một luồng lực lượng cường đại từ trong viên cầu thai ngén ra. Để ta giúp ngươi một tay, trong tay Ngọc Ngưng Xanh đánh ra một đạo cột sáng, đánh thẳng lên đan luân tinh thần cầu. Ngôi sao lấp lánh lại càng trở nên rực rỡ, đại môn của hư thế giới màu trắng mở ra, bên trong phóng xuất một đạo cột sáng khủng bố, đánh lên trên đại thủ ấn xương trắng cực lớn. Phanh, cốt trào lập tức bị đánh nát. Phanh, phanh, Ninh Tiểu Xuyên và Ngọc Ngưng Xanh cùng lúc thổ ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra ngoài, lăn vào trong đám lá đen dày đặc. Ninh Tiểu Xuyên lập tức thu hồi đan luân tinh thần cầu, đỡ ngọc ngưng xanh đứng dậy lại nhìn thấy ngọc ngưng xanh không ngừng thổ huyết nguy rồi trái tim của nàng vốn bị hao tổn trong huyết mạch đã mất đi huyết mạch chi ngưng miệng vết thương căn bản không thể nào khép lại nổi ninh tiểu xuyên lập tức lấy ra một viên ngưng huyết đan để nàng nuốt vào miệng đan khí tản ra dung nhập vào trong mấu của nàng lúc này nàng mới dần dần khống chế được thương thế trong miệng không ngừng ho ra mấu tươi ninh tiểu xuyên đỡ nàng dậy thi triển thân pháp hóa thành một đạo lưu quang bảy màu tiếp tục bỏ chạy lực lượng của phụ nhân huyết phát quả thật đáng sợ khiến Ninh Tiểu Xuyên cảm giác đối phương giống như kiếm thánh hoặc ma đế, tựa như một ngọn núi cao, như đại dương minh mông, như thần long. Bà ta tuyệt đối cũng là loại nhân vật cấp bậc này. Cốt trào bị đánh nát, hóa thành từng đám quỷ hỏa màu trắng, biến mất trong không khí. Phụ nhân huyết phát và tiểu hài tử không đầu đều thoáng kinh ngạc một chút, không ngờ hai nhân loại này lại có thần thông như vậy. Thế nhưng cũng chỉ kinh ngạc một chút mà thôi, trong miệng phát ra tiếng cười càng thêm dữ tợn, hàn khí bức người, lạnh lẽo khủng bố. Bọn họ tiếp tục đuổi sát sau lưng Ninh Tiểu Xuyên và Ngọc Ngưng Xanh, Cảnh giới võ đạo của Ninh Tiểu Xuyên đã đạt tới địa tôn cảnh tầng thứ 7, sau khi thi triển, thất thải na di, tốc độ quả thật nhanh đến cực điểm, cho dù là so tốc độ với những võ giả đã lĩnh ngộ đến thiên thê, cũng tuyệt không hề thua kém. Vụt, vụt, hắn chỉ thoáng dừng chân lại dây lát thì một khắc sau đã xuất hiện cách ngoài 10 trường. Thế nhưng, tốc độ của phụ nhân huyết phát và tiểu hài tử không đầu lại càng nhanh hơn. Thân thể bọn họ giống như trôi nổi trên mặt đất, tựa như hai đầu quỷ hồn truy đuổi sát sau lưng Ninh Tiểu Xuyên, khoảng cách càng lúc càng thu hẹp ninh tiểu xuyên có thể cảm giác được hàn khí từ sau lưng chuyển đến hắn cắn chặt răng một cái cố gắng vận chuyển huyết dịch trong cơ thể khiến tốc độ huyết dịch lưu động đến cực điểm mỗi một giọt huyết dịch đều biến thành hình kiếm một luồng lực lượng trí tôn cũng theo đó mà sinh ra võ hồn kiếm ấn từ trong huyết khiếu phát ra một tiếng vang trong trẻo hóa thành từng tia huyền khí dung nhập vào trong mấu ầm um, bỗng nhiên tốc độ của ninh tiểu xuyên trở tăng lên gấp ba lần tựa như mũi tên rời cung phóng thẳng về phía trước chỉ trong nháy mắt hai đầu quỷ vật đã mất đi bóng dáng rất nhanh đã bị bỏ xa ngay lúc Ninh Tiểu Xuyên vừa thở phào thì hàn khí sau lưng lại nổi lên, tiếng quỷ cười chói tai, phụ nhân huyết phát phóng tiểu hài tử không đầu trên lưng, không ngờ lại tiếp tục đuổi theo. Tiếng cười trong miệng tiểu hài tử không đầu lại càng đáng sợ hơn, hàm răng va chạm vào nhau, phát ra thanh âm kít. Kít, Tiểu Xuyên, người hãy để ta lại đi, vì chứa thương cho ta, người đã làm rất nhiều chuyện rồi. Nếu như còn mang theo ta, hai người chúng ta đều sẽ không thể trốn thoát được. Ngọc Ngưng Xanh nói, đừng nói những lời mất tinh thần như vậy, chúng ta nhất định vẫn còn cơ hội, ninh tiểu xuyên cắn chặt răng huyết dịch trong cơ thể vận chuyển càng nhanh hơn tốc độ dưới chân lại nhanh thêm hai phần cách ngoài trăm dặm xuất hiện hai tòa núi cao đến ngàn mét khiến người khác cảm thấy nguy nga không gì sánh nổi quả thực tựa như hai đầu cửa thú đang nằm tại nơi này giữa hai ngọn núi có một sơn cốc nhỏ hẹp có thể đi xuyên qua lúc phụ nhân huyết phát và tiểu hài tử không đầu nhìn thấy hai ngọn núi này tiếng cười trong miệng liền lập tức đình chỉ bọn hắn cũng ngừng lại ngay lập tức không đuổi theo nữa trong mắt bọn hắn lộ ra thần sắc sợ hãi tựa như kiêng kỵ thứ gì đó Ninh Tiểu Xuyên dừng lại bên ngoài hạp cốc giữa hai ngọn núi, nhìn thoáng về sau lưng, trong mắt lộ ra thần sắc nghi hoặc, nói. Thật kỳ quái, tại sao bọn chúng không đuổi theo nữa? Chẳng lẽ phía trước là cấm địa, ngay cả bọn chúng cũng không dám xông vào? Cũng không phải là không có khả năng này, thế nhưng, bây giờ chúng ta đã không còn lựa chọn nữa, một khi lui trở về, nhất định sẽ bị bọn hắn công kích, nếu tiếp tục tiến về phía trước, có lẽ vẫn còn một tia sinh lộ. Ngọc Ngưng Xanh nói, Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy rất quỷ dị, cho nên cũng không tùy tiện xông vào hạp gốc, nói. Nếu như bọn chúng đã không dám tới gần hai ngọn núi lớn này, vậy thì chúng ta tạm thời không tiến vào hạp cốc, cứ điều dưỡng tốt thương thế ở ngoài hạp cốc đã. Thêm một phần thực lực là thêm một phần cơ hội sinh tồn. Ngọc Ngưng Xanh liền bắt đầu trị thương. Ninh Tiểu Xuyên nhìn thoáng qua phụ nhân huyết phát và tiểu hài tử không đầu đứng ở phía xa, thấy bọn chúng đứng cách ngoài mười dặm, dường như cũng không có ý định tiến lại gần. Bọn chúng không tới gần thì đối với hai người Ninh Tiểu Xuyên mà nói, cũng xem như tạm thời an toàn. Ninh Tiểu Xuyên gọi ra bạch đầu thất trảo ưng, để nó tiến vào trong hạp cốc giò đường. Còn Ninh Tiểu Xuyên thì tiếp tục quan sát hai đầu quỷ vật đằng xa, rằng có hơn nửa ngày mà bọn hắn vẫn không tới gần. Ninh Tiểu Xuyên cũng không để ý tới bọn hắn nữa, liền lấy ra một viên thiết cốt đan, cho vào trong miệng, bắt đầu luyện hóa dược lực của đan dược. Một viên thiết cốt đan có thể gia tăng 9 vạn cân lực lượng, không những có thể gia tăng cường độ thân thể mà còn có thể khiến thân thể nhanh chóng khôi phục. Sau khi Ninh Tiểu Xuyên đại chiến với Thiền Thư, hắn đã ý thức được tầm quan trọng của lực lượng thân thể nếu như lực lượng của một cánh tay của hắn có thể tăng lên 40 vạn cân, liền có thể ngạnh kháng với thiền thư mà không rơi xuống hạ phong. Cường độ thân thể của Ninh Tiểu Xuyên bây giờ so với võ giả nhân loại cùng cảnh giới thì cường đại hơn rất nhiều, nhưng so với huyền thú cửu phẩm thì lại không đáng là gì. Hai ngày trôi qua, Ninh Tiểu Xuyên đã hoàn toàn hấp thu luyện hóa thiết cốt đan, bên trong xương cốt lại tăng thêm một ít sợi kim ti, lực lượng của một cánh tay lại tăng thêm 9 vạn cân. Ninh Tiểu Xuyên lấy ra 3 viên thiết cốt đan, tiếp tục luyện hóa. Lại 6 ngày trôi qua, Ninh Tiểu Xuyên đã liên tiếp luyện hóa được 5 viên thiết cốt đan, lực lượng thân thể tăng lên 45 vạn cân, cốt cách trong cơ thể trở nên cứng rắn không gì sánh được. Mỗi một khúc xương đều sinh ra một sợi kim ti mỏng manh, cho dù xương cốt bị cắt rời thì kim ti mỏng manh bên trong xương vẫn nối liền với nhau. Võ thể của người bình thường chỉ có thể dung luyện một, hai viên thiết cốt đan mà thôi, ta liên tiếp dung luyện 5 viên, không ngờ lực lượng có thể tăng lên 45 vạn cân. Cũng không biết có thể dung luyện viên thiết cốt đan thứ sáu hay không. Ninh Tiểu, xuyên nuốt viên thiết cốt đan thứ sáu vào trong miệng, từng tia đan khí bắt đầu chậm rãi tan ra hóa thành tơ mỏng dung nhập vào trong mấu chảy xuôi trong cốt cách sau khi cốt cách hấp thu năm viên thiết cốt đan đã hoàn toàn bão hòa đan khí của viên thiết cốt đan thứ sáu bị bài xích ra khỏi cốt cách nếu cứ tiếp tục để mặc như vậy căn bản không có khả năng luyện hóa được viên thiết cốt đan thứ sáu ninh tiểu xuyên lập tức điều động nguyên khí võ đạo huyết mạch trong cơ thể cường hành đưa đan khí vào bên trong cốt cách mới đầu cốt cách còn bài xích đan khí thế nhưng dưới sự phát lực không ngừng của ninh tiểu xuyên Cốt cách đã bắt đầu chậm rãi hấp thu đan khí của thiết cốt đan. Cứ hấp thu một tia đan khí thì bên trong cốt cách lại sinh ra một sợi kim ti. Hao tổn mất 10 ngày, cuối cùng Ninh Tiểu Xuyên cũng luyện hóa xong viên thiết cốt đan thứ 6, lực lượng tăng thêm 9 vạn cân. Thời gian hao tốn để luyện hóa một viên thiết cốt đan cũng tương đương với luyện hóa 5 viên thiết cốt đan trước, bởi vậy có thể thấy, muốn tiếp tục cường hóa thân thể của bản thân thì càng lúc lại càng khó hơn. Luyện hóa 6 viên thiết cốt đan, lực lượng cánh tay của Ninh Tiểu Xuyên đã tăng thêm 54 vạn cân mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều sẽ tạo thành hiệu quả sơn băng điện liệt. Nếu như bây giờ Ninh Tiểu Xuyên đọ sức thân thể với Thiền Thư, hắn có lòng tin tuyệt đối sẽ không rơi vào hạ phong. Bây giờ hắn cũng giống như một đầu huyền thú cửu phẩm hình người, thể chất cường đại vô cùng. Đương nhiên, Thiền Thư chỉ là huyền thú cửu phẩm mới tấn thăng mà thôi, không gian phát triển tương lai vẫn rất lớn, cũng không tính là cường giả trong hàng ngũ huyền thú cửu phẩm. Ninh Tiểu Xuyên nhìn về phía xa, thấy phụ nhân huyết phát và tiểu hài tử không đầu vẫn đứng tại sườn núi, lộ ra nụ cười quỷ dị nhìn bọn hắn chằm chằm, không ngờ canh chừng hai người suốt nửa tháng mà vẫn không chịu rời đi tu vi của ngươi lại trở nên mạnh mẽ hơn không ít ngọc ngưng xanh có thể cảm nhận được lực lượng cường đại ẩn chứa trên người ninh tiểu xuyên mỗi một lỗ chân lông trên người của hắn đều phun ra nuốt vào khí lưu lực lượng tăng lên không nhỏ ninh tiểu xuyên nói nhưng vẫn còn lâu mới là đối thủ của phụ nhân huyết phát nếu như bà ta toàn lực ra tay chỉ cần một kích cũng có thể rớt được chúng ta bọn chúng dường như căn bản không phải là sinh vật còn sống Ngọc Ngưng xanh cũng biết rõ sự khủng bố của phụ nhân huyết phát, muốn trốn thoát khỏi đối phương thì cơ hội quả thật quá xa vời. Ninh Tiểu Xuyên nhìn thoáng qua hạp cốc sau lưng Ninh Tiểu Xuyên, trong lòng khẽ động, trên mặt lộ ra nụ cười, nói: "Bạch đầu thất trảo ưng trở về rồi." Quả nhiên, một đạo bạch quang từ trong hạp cốc bay ra, hóa thành một lão giả tóc trắng, quỳ gối trước người Ninh Tiểu Xuyên, nói: "Chủ nhân, trong hạp cốc không có nguy hiểm gì, ta đi xuyên qua hạp cốc, đến tận đầu bên kia của hạp cốc, bên kia cũng là đồng cỏ màu đen mênh mông vô cùng, nhưng vẫn không gặp bất kỳ nguy hiểm nào." Không có gì, Ninh Tiểu Xuyên khẽ nhíu mày. Không có gì, Bạch Đầu thất trảo ưng đáp. Thật cổ quái, nếu như trong hạp cốc và bên kia hạp cốc không có gì nguy hiểm thì tại sao bọn hắn lại không dám tới gần hạp cốc? Ninh Tiểu Xuyên càng nhíu mày chặt hơn, chuyện càng khác thường thì lại càng khiến người ta cảm thấy bất an. Ngọc Ngưng xanh nói, phải chăng thứ mà bọn hắn kiêng kỵ ở bên trong hai ngọn núi này? Ninh Tiểu Xuyên không nhịn được mà nhìn thoáng qua hai ngọn núi trước mắt. Thể tích hai ngọn núi này không chênh lệch nhiều. Cả ngọn núi đều là màu đen, trên đó có không ít cây cối cổ xưa sinh trưởng. Ngoài ra thì không còn bất kỳ thứ gì khác lạ. Đúng lúc này, phụ nhân huyết phát và tiểu hài tử không đầu đứng cách ngoài 10 dặm đột nhiên sắc mặt khẽ biến đổi, trở nên có chút lo lắng, không ngừng thối lui về phía sau. Ầm ầm ầm, hai ngọn núi có chút lay động, hai ngọn núi lay động, khiến cho cả mặt đất đều lắc lư. Phụ nhân huyết phát và tiểu hài tử không đầu cũng không dám ở lại nữa, trong miệng phát ra một tiếng thét dài sau đó nhanh chóng bỏ chạy về phía xa thật giống như bọn hắn đã nhìn thấy một khủng bố không gì sánh nổi ầm 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 hai ngọn núi chấn động càng lúc càng dữ dội trên núi có rất nhiều đất đá lăn xuống lộ ra vách núi đỏ như mấu không đây dường như không phải là vách núi mà càng giống như làn da của một loại sinh linh nào đó trên lớp da còn mọc ra lông mau màu đỏ mặt đất không ngừng nhô lên trong lòng đất có một luồng khí thức tử vong chấn động vô cùng đáng sợ tràn ra hai chân ninh tiểu xuyên cũng có chút đứng không vững mặt đất không ngừng lay động nếu như từ đằng xa nhìn lại sẽ trông thấy hai tòa núi đen này đang chậm rãi nhô lên đất đá và cây cối trên núi không ngừng lăn xuống lộ ra một lớp da lông đỏ như mấu tản mát hào quang huyết sắc nửa ngày sau một đầu lạc đà huyết sắc khổng lồ không gì sánh nổi từ dưới đất chui ra nó đứng trên đồng cỏ màu đen đầu đội trời chân đạp đất khiến cho người khác có cảm giác khủng bố không gì sánh nổi cho dù là thiên nhân cảnh đứng dưới đất cũng sẽ bị khí thức của nó chấn nhiếp mà sợ hãi đến phát run hai ngọn núi cao đến ngàn mét không ngờ chỉ là hai cái bướu lạc đà trên lưng lạc đà huyết sắc mà thôi thân hình của nó khoảng chừng vạn mét, toàn thân đều là da lông huyết sắc, mỗi một sợi lông dài đều tản mát ra thần quang lấp lánh. Cũng không biết nó đã chờ đợi dưới lòng đất bao lâu, khiến cho người khác có cảm giác cổ xưa mà tăng thương, trên người có rất nhiều nơi bị thối giữa, lộ ra xương trắng cực lớn. Nó giống như đã chất rất nhiều năm, nửa cái đầu bị mục nát, mắt và mũi đều thối giữa. Hai bên bướu lạc đà dùng xích sắt buộc chặt hai cái dương lớn, mỗi một cái dương vàng đều lớn bằng một ngọn núi, bên ngoài dương xuất hiện từng vết gì xét xanh, hiển nhiên là đã bị chôn trong đất quá lâu, cái dương cũng bị ăn mòn rồi. Xích sắt buộc hai hòm sắt cũng đều bị ăn mòn, sinh ra rất nhiều vết rỉ, phát ra tiếng rào rào chấn động toàn bộ khu rừng quỷ. Lạc Đào huyết sắc rốt cuộc là sinh vật gì? Hai cái dương mà nó trở là cái gì? Nó từ đâu đến, lại sắp đi đến nơi nào? Vì sao nó lại ngủ say trong lòng đất khắc vụ quỷ nguyên? Xích sắt và dương vàng cũng không phải làm từ hoàng kim và tinh thiết mà luyện thành, đáng tiếc là vẫn bị thời gian ăn mòn, xuất hiện đầy vết rỉ e rằng nó ít nhất cũng ngủ say trong lòng đất này mấy vạn năm rồi. Thời gian một vạn năm đối với võ giả nhân loại mà nói, có lẽ kỳ thực quá xa xưa. Thế nhưng, đối với đầu lạc đà huyết sắc này mà nói, có lẽ chỉ là một trạng nghỉ ngơi trên đường trong chốc lát mà thôi. Phụ nhân huyết phát và tiểu hài tử không đầu đều đứng ngoài mấy trăm dặm, nhìn đầu lạc đà huyết sắc khổng lồ như quái vật kia. Thân thể bọn hắn run lên nhẹ nhẹ, trong mắt lộ ra thần sắc sợ hãi, trong miệng không ngừng phát ra tiếng kêu gào bất an. Đầu lạc đà huyết sắc to lớn này quả thật đáng sợ, bốn chân giống như bốn cái trụ trời cao ngất chìm vào trong mây. Trên đỉnh đầu lạc đà, có một bộ khô lâu cao hơn 200 mét ngồi xếp bằng, áo giáp trên người đã mục nát, trong khải giáp lộ ra xương cốt, nhưng lại tản mát ra hào quang rực rỡ như thần ngọc. Ngay cả áo giáp cũng mục nát, vậy mà cốt cách của hắn vẫn vĩnh tồn như cũ, khiến người khác không nhịn được mà suy đoán lúc nó sống lại thì sẽ là hạng tồn tại anh vĩ nào. Ninh Tiểu Xuyên và Ngọc Ngưng Xanh lúc này đều đứng trên lưng lạc đà huyết sắc, ở chính giữa hai cái bướu lạc đà, thân hình bị đưa lên tới tầng mây, cách không trung đến vạn mét, bọn hắn càng lúc càng cách xa mặt đất. Rốt cuộc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hai ngọn núi lớn, này tại sao lại bay lên rồi? Bên cạnh người tại sao lại có một cái, xích sắt như vậy? Ngọc Ngưng Xanh nhìn chằm chằm vào sau lưng Ninh Tiểu Xuyên, liền nhìn thấy một cái xích sắt thô to khủng bố đường kính trăm mét, vắt ngang hai, ngọn núi, huyết sắc, giống như đang nâng đỡ thứ gì đó. Xích sắt này quả thực vừa thô vừa to, giống như có thể giam cầm cả núi lớn, cho chất cả thần long, vắt ngang trời, mang theo một loại phong thái cổ xưa hàm súc, chẳng lẽ là xích sắt từ thời thái cổ để lại, Ninh Tiểu Xuyên cũng đứng giữa hai tòa núi lớn, căn bản không thể nhìn rõ mình rốt cuộc đang ở đâu. Hơn nữa, lực lượng tâm thần mà hắn phóng thích ra cũng bị một luồng ý chí cổ xưa khủng bố nào đó áp chế về lại trong thân thể. Tinh thần của hắn cũng chỉ có thể phát ra tối đa trong phạm vi 10 trượng xung quanh. Xung quanh tràn ngập huyết quang, chỉ có thể nhìn thấy một cái xích sắt khổng lồ cách đó không xa hai ngọn núi màu đen cũng biến thành tòa núi cao đỏ như mấu trên núi mọc ra hàng loạt những sợi lông dài mở kiếp ninh tiểu xuyên các ngươi chọc nhầm thứ cấm kỵ rồi còn không mau trốn thì ta cũng bị ngươi hại chất a thanh âm gào thét của thiên đế nhận từ trong huyền thú dám vang lên từ khi biết thiên đế nhận đến nay nó vẫn luôn là bộ dạng không sợ trời không sợ đất đây là lần đầu tiên ninh tiểu xuyên nhìn thấy nó sợ hãi như vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ta cảm thấy giống như đang đứng trên lưng một sinh vật to lớn thì phải Ninh Tiểu Xuyên nói, đừng hỏi nữa, chúng ta mau chạy đi, thứ này không phải là thứ mà ngươi có thể trêu chọc đâu, đây là một loại tồn tại cấm kỵ trong thiên địa, lúc thiên đế còn trẻ, đã phát hiện nó ngủ sai tại nơi này, thế nhưng, bởi vì kiêng rẻ nó cho nên không có trêu chọc vào, cuối cùng mới rút lui. Thiên đế nhận vội vàng hét lên, sắc mặt Ninh Tiểu Xuyên rốt cuộc cũng thay đổi, lúc thiên đế còn trẻ, chính là thiếu niên thần linh, tuyệt đối là thiên tài kinh thế, thế nhưng, ngay cả hắn lúc ấy cũng không muốn đụng vào, có thể thấy được thứ này khủng bố đến mức nào ầm 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 lạc đà huyết sắc bước về phía trước mỗi một bước chân đều lưu lại một cái dấu chân dài hơn trăm mét dẫm nát cả mặt đất bên trong vết nứt nước chảy ra mấu tươi tập trung thành một cái hổ mấu cỡ nhỏ nó tiếp tục lên đường không ai biết nó sắp đi đâu thân thể ninh tiểu xuyên nhoáng lên một cái cảm thấy dưới chân đang cử động cũng không nán lại đây nữa liền muốn mang ngọc ngưng xanh lập tức rời đi xoạt trong ngọn núi huyết hồng mục nát có một đầu thi trùng dài hơn 10 trượng chui ra toàn thân đều là vỏ cứng mở ra cái miệng đầy mấu lộ cả răng nanh sắc bén, cắn về phía ngọc ngưng xanh. Đầu thi trùng này so với thi trùng bình thường còn to hơn gấp vạn lần, lực lượng cực kỳ đáng sợ, có thể sánh ngang với một đầu huyền thú cửu phẩm. Ngọc ngưng xanh đã sớm bị khí thức của lạc đà huyết sắc phát ra khiến cho kinh hãi, làm sao ngờ được sau lưng lại có một đầu thi trùng chui ra. Mắt thấy nàng sắp bị thi trùng thôn vệ, Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên vung động ma kiếm, chớm xuống một kiếm. Phốc, ma kiếm chớm lên người thi trùng, để lại một vết nước kéo dài hơn một mét, bên trong chảy ra mấu tươi tanh tươi ồ ạt. Ninh Tiểu Xuyên bắt lấy cánh tay của Ngọc Ngưng Xanh, kéo nàng về phía sau, tiếp đó thả người nhảy từ trên lưng lạc đà huyết sắc xuống. Soạt, đầu thi trùng phát ra một tiếng gào phẫn nộ, thân hình phóng tới, cuốn lấy Ninh Tiểu Xuyên và Ngọc Ngưng Xanh giữa không trung, muốn kéo bọn hắn trở về. Một cái đầu miệng đẫm máu há rộng, cắn xuống hai người. Phanh, trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên tràn ra 12 đạo diệt thế chi khí, huy động ma kiếm bổ xuống, chặt đứt hàm răng trong miệng thi trùng, máu tươi chảy ra đầy miệng, khiến nó không ngừng phát ra tiếng rít thống khổ. Nhân cơ hội này, Ninh Tiểu Xuyên bạo, phát toàn bộ lực lượng trong cơ thể, đẩy lùi thân thể thi trùng, sau đó mang theo Ngọc Ngưng Xanh trốn đi. Hai người từ trên không trung rơi xuống đất, lúc còn cách mặt đất chừng 300 mét, trên lưng Ninh Tiểu Xuyên lập tức mở ra một đôi song rực to lớn, mang theo Ngọc Ngưng Xanh chậm rãi hạ xuống mặt đất cách ngoài 10 dặm. Lúc này, bọn họ mới nhìn rõ toàn bộ thân hình lạc đà huyết sắc. Hai người đều sợ hãi đến ngây người, đây rốt cuộc là sinh linh gì, cơ thể thật khổng lồ, tựa như một tòa cửu thiên thần sơn huyết sắc. Lạc đà huyết sắc chậm rãi tiến về phía trước, mỗi một bước đi đều khiến cho núi rung đất chuyển, trên mặt đất còn lưu lại hàng loạt dấu chân. Mỗi dấu chân đều hóa thành một hồ mấu khó trách, khó trách lại được gọi là cấm kỵ. e rằng cho dù là thiên nhân gặp nó cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Ninh Tiểu Xuyên nín thở, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Loại sinh linh này, căn bản không nên xuất hiện tại nhân thế. Cảnh tượng hùng vĩ trước mắt, tựa như trong một bức tranh thần ma vậy. Ngọc Ngưng Xanh cũng khiếp sợ không thôi, nói: nó hẳn đã chất cách đây rất nhiều năm a. À, hai ngọn núi lớn mà chúng ta nhìn thấy lúc trước thì ra chỉ là hai cái bướu lạc đà, còn thân thể của nó thì bị chôn trong bùn đất, cũng không biết là đã bị chôn bao nhiêu năm rồi. Trên lưng của nó mang thứ gì vậy? Trên hai cái dương đó đều khắc một vài đồ văn, chẳng qua đã rất rỉ xét, không thể nhìn rõ được nữa rồi. Ninh Tiểu Xuyên nhìn chằm chằm cái dương rỉ xét trên lưng lạc đà, có thể cảm nhận được một luồng khí tức cổ xưa từ bên trong tản mát ra ngoài. Nó đã chất đi rất nhiều năm, vậy mà vẫn có hai cái dương trên lưng đi về phía trước. Trong dương đó rốt cuộc chứa thứ gì? Muốn đi đâu? Hoặc có thể nói chủ nhân của đầu lạc đà này đã chết từ lâu, nó chỉ đi loanh quanh tại vùng đất này không có mục đích, từ viễn cổ đến tận bây giờ, ý chí trên người bất diệt, bước chân cũng không dừng lại. Đúng lúc này, sâu bên trong hắc vụ quỷ nguyên chợt nổi lên một trận âm phong to lớn, sau đó một đám mây đen dày đặc cũng bay tới. Đám mây đen tụ tập thành một đầu quỷ ảnh to lớn, vô số lôi điện đan xen trong những quỷ ảnh, phát ra thanh âm chấn động như thiên lôi nổ vang. Sau khi phụ nhân huyết phát và tiểu hài tử không đầu đứng ở phía xa nhìn thấy quỷ ảnh to lớn, lại lần nữa kinh hãi, lập tức quỳ xuống, lễ bái với quỷ ảnh to lớn trong miệng phát ra thanh âm trầm thấp tựa như quỷ bộc đang lễ bái quỷ vương lúc quỷ ảnh khổng lồ kia xuất hiện ninh tiểu xuyên và ngọc ngưng xanh đều cảm thấy một luồng hàn khí bức người tràn vào thân thể khiến cho làn da của bọn hắn bắt đầu nhiễm đen mái tóc cũng biến thành màu đỏ tựa như muốn biến thành loại sinh vật cổ quái giống như phụ nhân huyết phát và tiểu hài tử không đầu sắc mặt ninh tiểu xuyên và ngọc ngưng xanh đều đột nhiên đại biến liền vội vàng vận chuyển nguyên khí võ đạo trong cơ thể chống cự lại luồng hàn khí đang xâm nhập thân thể muốn bức hàn khí ra ngoài thế nhưng luồng hàn khí này lại thôn về cả nguyên khí võ đạo, đem nguyên khí võ đạo chuyển hóa thành một loại khí lưu màu đen, chậm rãi ăn mòn huyết dịch của hắn. Ma kiếm, Ninh Tiểu Xuyên nhanh chóng vận chuyển ma kiếm trong cơ thể, không ngừng hấp thu luồng hàn khí vào trong thân kiếm. Hào quang ma kiếm càng lúc càng trở nên sáng ngời, dần dần, làn da của Ninh Tiểu Xuyên cũng biến lại thành như cũ, mái tóc trở lại màu đen. Hắn lập tức lấy ra cổ đăng thanh đồng, tản mát ra hào quang thần thánh, chiếu sáng phạm vi 10m, xua đuổi luồng hàn khí kia ra khỏi phạm vi hào quang mặc dù ninh tiểu xuyên đã khôi phục nhưng trạng thái của ngọc ngưng xanh thì lại rất kém làn da đã biến thành màu đen còn mái tóc thì trở thành đỏ như mấu ngay cả đôi mắt thanh tịnh cũng trở nên hung lệ tựa như sắp biến thành một đầu ác linh cổ quái ninh tiểu xuyên lập tức đặt tay sau lưng nàng sử dụng lực lượng ma kiếm hấp thu luồng hàn khí trong người nàng làn da màu đen dần trở lại thành màu trắng ánh mắt cũng trở nên tỉnh táo cho đến khi hấp thu tia hàn khí cuối cùng trong cơ thể nàng thì ninh tiểu xuyên mới thu tay lại quỷ khí của quỷ ảnh to lớn này thật đáng sợ rốt cuộc nó là tồn tại gì trên mặt ngọc ngưng xanh hồi phục huyết sắc đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào đầu quỷ ảnh to lớn cảm thấy thập phần sợ hãi vừa rồi nếu không phải ninh tiểu xuyên cứu nàng e rằng nàng cũng đã biến thành ác linh rồi ninh tiểu xuyên cũng rất kiêng rè nói nói không chừng đây chính là chúa tể của đồng cỏ màu đen này lạc đà huyết sắc từ trong lòng đất thức tỉnh cũng khiến nó bị kinh động quỷ ảnh tất nhiên chú ý tới chiếc cổ đăng thanh đồng tản mát ra hào quang và hai nhân loại nhỏ bé chẳng qua hai nhân loại này đối với nó chẳng khác gì hai hạt bụi nhỏ căn bản không thể lọt vào mắt nó nổi Quỷ ảnh chỉ thoáng nhìn qua hai người Ninh Tiểu Xuyên một cái, sau đó lại nhìn chằm chằm về phía Lạc Đà Huyết Sắc. Dường như chỉ trong chốc lát, đầu lạc đà này đã chạy hơn 300 dặm, trên mặt đất liên tiếp lưu lại những dấu chân tựa như hồ mấu. Quỷ ảnh cuối cùng cũng không chờ đợi được nữa, liền hóa thành một trận cuồng phong màu đen, bay về phía Lạc Đà Huyết Sắc, bay đến lúc Lạc Đà Huyết Sắc ngừng lại. Cuồng phong màu đen tràn ngập khắp thiên địa, không khí tựa như hóa đặc. Ô ô, tiếng quỷ kêu gào vang lên không ngừng, khiến người ta cảm thấy rung động tâm thần, tựa như có ngàn vạn lệ quỷ đang bay trong mây trong mây đen xuất hiện một cái quỷ ảnh to lớn duỗi ra hai cái quỷ chảo tựa như muốn đoạt lấy hai cái dương trên lưng lạc đà đầu quỷ ảnh kia muốn làm gì chẳng lẽ muốn chọc vào đầu lạc đà huyết sắc kia muốn lấy đi hai cái dương trên lưng của nó ngọc ngưng xanh nói sắc mặt ninh tiểu xuyên trở nên ngưng trọng nói chiếc dương phải sử dụng đến sinh linh cường đại như vậy vậy chuyển chắc chắn là chân quý không gì sánh được nếu như ta có tu vi thiên nhân cảnh nói không chừng ta cũng sẽ mạo hiểm đi lấy một khi thành công, nói không chừng còn đạt được bảo vật mà chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Rất hiển nhiên, quỷ ảnh kia đã động tâm, muốn mạo hiểm đoạt đi hai cái dương bảo tồn từ thời viễn cổ đến bây giờ. Ngọc Ngưng Xanh nói, rất có khả năng này, dù sao thì đầu lạc đà huyết sắc này cũng đã chất rất nhiều năm, cho dù khi còn sống rất cường đại thì bây giờ cũng không đủ chân nhiếp nữa. Huống hồ, tu vi của quỷ ảnh này cũng đáng sợ tới cực điểm, nói không chừng thật sự có thể lấy được hai cái dương này. Không tốt, Ninh Tiểu Xuyên trầm tư dây lát, đột nhiên trong lòng sinh ra dự cảm xấu, nguyên khí võ đạo trong cơ thể tràn ra, bao trùm lấy ngọc ngưng xanh, nhanh chóng thi triển thân pháp bỏ chạy. ầm, um, một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa vang lên, đại địa trực tiếp bị xé nứt, trên mặt đất xuất hiện hơn 10 đạo vết nứt, tạo thành một hạp gốc dài dưới mặt đất. Toàn bộ đại địa đều nứt vỡ, khiến người ta cảm thấy cảnh tượng này tựa như thiên địa hủy diệt tận thế. Còn may là Ninh Tiểu Xuyên đã mang theo ngọc ngưng xanh đào tẩu, bằng không vừa rồi đã bị lực lượng chấn động khủng bố kia đánh chất rồi. Đầu quỷ ảnh cực lớn phát ra một tiếng hét thảm thiết, trên mặt đất xuất hiện hàng loạt mấu tươi màu đen, sau đó liền hóa thành một trận quỷ phong bỏ trốn. Ninh Tiểu Xuyên dẫn theo Ngọc Ngưng Xanh chạy xa hơn 500 dặm thì mới dừng lại, nhìn về phía lạc đà huyết sắc. Tại đường chân trời, vẫn có thể nhìn thấy một đầu lạc đà huyết sắc đang chậm rãi hành tẩu, thế nhưng, quỷ ảnh to lớn kia thì đã biến mất vô ảnh vô tung rồi. Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Quỷ ảnh to lớn kia đâu rồi? Ngọc Ngưng Xanh nói, Ninh Tiểu Xuyên thở dài một hơi, nói, có lẽ đã đào tẩu rồi trên thân lạc đà huyết sắc này nhất định mang thứ đồ vật cấm kỵ nào đó quỷ ảnh to lớn đáng sợ như vậy cũng bị trọng thương còn may là chúng ta trốn nhanh bằng không nhất định ngay cả hài cốt cũng không còn ngọc ngưng xanh nhìn chằm chằm mặt đất bị nghiền nát dưới chân trong lòng rung động vô cùng quả thật giống như một khối tinh cầu từ thiên ngoại rơi xuống tạo thành lực phá hoại khủng khiếp mặt đất nứt ra biến thành hạp cốc bốc lên huyết khí mờ mịt ngay lúc mọi người vừa thở dài thì bên tai chợt truyền đến thanh âm truyền đi trên mặt đất của động vật bò sát Ba đầu quái vật khổng lồ đang bò về phía Ninh Tiểu Xuyên và Ngọc Ngưng Xanh, thân thể của bọn chúng đều rất khổng lồ, nhỏ nhất cũng đạt tới 10 trượng, thân hình thô to bằng cái thùng nước. Mà đầu lớn nhất thì thậm chí dài hơn 20 trượng, toàn thân đỏ như máu, lộ ra hai con mắt cực lớn. Ba đầu thi trùng, Ngọc Ngưng Xanh vừa rồi đã được chứng kiến sự lợi hại của thi trùng, cho dù chỉ là một đầu thì cũng suýt nữa lấy mạng của hai người bọn họ. Bây giờ, không ngờ lại xuất hiện đến ba đầu, làm sao chúng có thể xuất hiện sau lưng chúng ta, Ngọc Ngưng xanh cầm vân túc kiếm trong tay, kiếm quang phun ra nuốt vào. Trong mắt của nàng tràn ngập thần sắc đề phòng, dùng kiếm khí bảo vệ khắp toàn thân. Dâu thắp của cổ đăng thanh đồng đã sử dụng hết, cho nên Ninh Tiểu Xuyên cũng thu nó vào trong cơ thể. Hắn lấy ra ma kiếm, nhìn về phía ba đầu thi trùng với vẻ cảnh giác, nói: "Chúng là thi trùng hút huyết dịch của Lạc Đào huyết sắc mà sống, chiến lực của mỗi một đầu có thể sánh ngang với huyền thú cửu phẩm, trong đó, đầu khổng lồ nhất, e rằng chiến lực có thể sánh ngang với huyền thú cửu phẩm trung đẳng." Có lẽ vừa rồi chúng đã bị sóng công kích cường đại đánh chúng, cho nên mới văng ra khỏi thi hài của lạc đà huyết sắc, bị ném bay đi mấy trăm dặm, vì vậy mới xuất hiện sau lưng chúng ta. Growl, trong đó, có một đầu thi trùng mở miệng ra thật lớn, cắn về phía ngọc ngưng xanh, trong miệng thổ ra khí vụ hủ hóa huyết sắc. Nếu xét về lực lượng chỉnh thể thì ngọc ngưng xanh tuyệt đối không thể chống lại một đầu thi trùng, cho nên tất nhiên sẽ không liều mạng với bọn chúng. Nàng phóng nguyên khí võ đạo ra khỏi cơ thể, bao trùm khắp người, tránh bị khí vụ huyết sắc dính vào người vụt 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 nàng thi triển một loại thân pháp thần thông trong không khí ngưng tụ ra vô số mảnh tuyết thân thể mềm mại yêu kiểu biến thành chín đạo quang ảnh bạch sắc u nhã tránh thoát công kích của một đầu thi trùng hai đầu thi trùng khác thì đồng loạt phát động công kích với ninh tiểu xuyên quả thực tựa như hai đầu huyết long mạnh mẽ mỗi một kích đều đánh cho đất dung núi chuyển nếu ninh tiểu xuyên không phục dụng 6 viên thiết cốt đan lực lượng một cánh tay tăng thêm 54 vạn cân thì căn bản không có khả năng đối phó được với hai đầu thi trùng này Tốc độ khôi phục của chúng quá nhanh, mà kiếm chớm lên người chỉ lưu lại một vết thương rất nông, gần như chỉ trong nháy mắt thì thương thế đã khỏi hẳn. Không thể tiếp tục chiến đấu với chúng, chúng ta mau chạy thôi. Ninh Tiểu Xuyên nói, lúc này Ngọc Ngưng Xanh cũng cực kỳ hung hiểm, bị một đầu thi trùng bước vào hiểm cảnh, nhiều lần thiếu chút nữa là bị thi trùng nuốt vào bụng. Nàng muốn rút đi, thế nhưng thi trùng căn bản không để cho nàng có cơ hội. Thân hình dài hơn 10 trượng bao vây nàng tại trung tâm. Trong cơ thể thi trùng phóng ra một cái gai sắc nhọn, tùy thời có thể khiến nàng hương tiêu ngọc vẫn vụt ninh tiểu xuyên hóa thành một đạo lưu quang bảy màu lướt tới đánh ra một trường vỗ lên người ngọc ngưng xanh lợi dụng trường lực đánh nàng bay ra ngoài 20 mươi trường ngươi đi trước ta sẽ ngăn chặn chúng sau đó sẽ tới hội họp với ngươi ninh tiểu xuyên nói ngọc ngưng xanh liếc nhìn ninh tiểu xuyên thật sâu khẽ cắn răng một cái liền quay người bỏ chạy hóa thành một đạo bạch quang phóng về phía nam đồng cỏ hoang trong lòng nàng rất áy náy nếu không phải ninh tiểu xuyên giúp nàng tìm kiếm kỳ dược thì cũng không cần mạo hiểm tính mạng đến bắc cương đại hoang này nàng từ nhỏ đã là thiên tư kiêu nữ ưu tú nhất là thánh nữ ma môn trong lòng có sự kiêu ngạo của riêng mình tuyệt đối không cho phép bản thân trở thành nữ tử yếu nhược chỉ có thể để cho nam nhân che chở đợi sau khi trị liệu xong thương thế trên người nhất định phải cố gắng tu luyện trở nên cường đại như vậy mới có thể đuổi kịp bước chân của hắn nàng tin rằng mình nhất định có thể làm được tín nhiệm trong lòng kiên định không gì sánh nổi ninh tiểu xuyên một mình đấu với ba đầu thi trùng ngăn chặn bọn chúng nửa canh giờ để cho ngọc ngưng xanh có thể tranh thủ đào tẩu đương nhiên Muốn ngăn chặn ba đầu thi trùng này cũng không phải là chuyện dễ dàng, trên người của hắn tràn ngập vết thương, tất cả đều là nhờ vào năng lực khôi phục thân thể cường đại, cho nên mới có thể kiên trì đến tận bây giờ. Hắn cũng có thu hoạch không nhỏ, thông qua đại chiến cùng ba đầu thi trùng, kích phát toàn bộ tiềm lực của bản thân, tăng cường kinh nghiệm so chiêu với cường giả, đồng thời lĩnh ngộ ra loại kiếm ý thứ hai của Diệt Thế Kiếm Mục Lao Lung kiếm ý. Ma kiếm vung động, kiếm khí tung hoành, nhốt ba đầu thi trùng trong vòng kiếm khí, khiến cho chúng không thể đuổi theo Ngọc Ngưng xanh Nếu đổi lại là bình thường với tu vi của hắn hiện nay, căn bản không có khả năng ngăn được công kích của ba đầu huyền thú cửu phẩm. Nếu không phải vào thời khắc sinh tử quan đầu, tiềm lực trong cơ thể được kích phát ra, có lẽ phải mất một năm mới lĩnh ngộ được lao lung kiếm ý. Có lẽ ngưng xanh đã trốn tới nơi an toàn, ta cũng nên rút lui thôi. Nếu tiếp tục chiến đấu, e rằng sẽ bị vẫn lạc mất. Đan Luân Tinh Thần Cầu, Ninh Tiểu Xuyên bỏ ra cái giá là thiêu đốt thọ nguyên, đánh ra huyền khí cửu phẩm Đan Luân Tinh Thần Cầu, hóa thành một đạo tinh cầu có đường kính ba trượng, đánh bay ba đầu thi trùng ra ngoài, khiến bọn chúng biến thành một đống hỗn độn, huyết nhục mơ hồ. Chỉ một kích này đã thiêu đốt mất một năm thọ nguyên của hắn. Thọ nguyên tiêu hao cũng tạo thành tổn thương nhất định đối với thân thể của hắn, trong thời gian ngắn sẽ trở nên cực kỳ suy yếu. Không chút do dự, hắn lập tức thi triển thất thải Nazi, nhanh chóng bỏ chạy. Ba đầu thi trùng mặc dù bị đánh cho huyết nhục mơ hồ, thế nhưng chúng chính là do huyết nhục của lạc đà huyết sắc sinh ra, có tốc độ khôi phục cực nhanh, những thi trùng khác còn lâu mới có thể so sánh. Sau khi thương thế của bọn chúng khỏi hẳn liền liên tiếp phát ra tiếng kêu gào phẫn nộ, điên cuồng đuổi theo Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên dùng tốc độ nhanh nhất, bỏ chạy suốt 3 ngày 3 đêm, ít nhất đã chạy xa hơn 5 vạn dặm. Hai lần nguy hiểm nhất, hắn đều xuất ra huyền thạch nhân ngẫu, tạm thời ngăn cản ba đầu thi trùng trong chốc lát, cho nên mới tránh được một kiếp. Một trận cảm giác suy yếu truyền đến, khiến hai chân của Ninh Tiểu Xuyên bắt đầu nhũn ra, thiếu chút nữa đã ngã ra đất. Sau khi sử dụng huyền khí cửu phẩm, nhất định sẽ suy yếu mất mấy ngày. Đây chính là tác dụng phụ của việc thiêu đốt thọ nguyên, Ninh Tiểu Xuyên cắn chặt răng, cố gắng chạy về phía trước, không ngừng kiên trì. Ba ngày trước, hắn đã phục dụng huyền dược để áp chế tác dụng phụ của việc thiêu đốt thọ nguyên xuống, cho rằng có thể nhân cơ hội này mà thoát khỏi ba đầu thi trùng truy sát. Thế nhưng, ba đầu thi trùng vẫn đuổi rất hắn không buông, bất luận hắn sử dụng phương pháp gì cũng không thể cắt đuôi được bọn chúng. Đây mới thực sự là như giỏi trong xương, lại chạy trốn hơn ngàn dặm, Ninh Tiểu Xuyên cuối cùng cũng không kiên trì nổi nữa, liền gọi xong đầu thạch thú từ trong huyền thú dám ra để xong đầu thạch thú chở hắn tiếp tục chạy trốn hắn ngồi xếp bằng trên lưng xong đầu thạch thú phục dụng một bình huyết mạch chi linh của huyền thú thất phẩm cố gắng vận chuyển thiên địa huyền khí tranh thủ nhanh chóng khôi phục nguyên khí tốc độ của song đầu thạch thú tất nhiên không nhanh bằng tốc độ của hắn ba đầu thi trùng dần đuổi kịp trên đường truy đuổi đụng nát rất nhiều cây cối cự thạch vạn cân bị nghiền nát dễ dàng lộ ra nhanh vuốt hung lệ thổ ra một trận huyết phụ chúng đuổi đến càng lúc càng gần rồi 500 trăm m bốn trăm m ba trăm m không đến một phút, bọn chúng đã thu hẹp khoảng cách còn trong trăm mét. Ninh Tiểu Xuyên mở to mắt, có thể nhìn thấy rõ ràng cái miệng rộng đầy mấu của thi trùng, bên trong tản mát ra mùi hôi tanh tường. hơn nữa, khoảng cách giữa chúng và Ninh Tiểu Xuyên cũng không ngừng rút ngắn. Xem ra chỉ có thể tiếp tục thiêu đốt Thọ Nguyên, thi triển huyền khí cử phẩm để liều mạng với bọn chúng. Ninh Tiểu Xuyên biết rõ, một khi Thọ Nguyên bị thiêu đốt quá độ, nhất định sẽ càng suy yếu hơn, mà ở trong đại hoang hung hiểm này, rơi vào tình huống như vậy thì chỉ có một con đường chất. Thế nhưng, hắn lại không còn lựa chọn nào khác nếu như không thi triển lực lượng huyền khí cửu phẩm nhất định sẽ trở thành thức ăn trong bụng thi trùng rầm 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 trên đồng cỏ màu đen chợt xuất hiện một dòng sông cực lớn dòng sông này rộng hơn một nghìn mét đưa mắt nhìn chỉ thấy một mảnh sông nước ngập trời trên mặt sông nước chảy rất xiết tản mát ra một luồng hàn khí nhàn nhạt hơi nước màu đen bắt đầu bốc lên che kín tầm mắt của người khác đứng bên cạnh bờ sông chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy bờ sông bên kia dòng sông lớn này tựa như từ trong hư không chảy ra xuất hiện trước mặt ninh tiểu xuyên không khỏi có chút quỷ dị nước sông vốn dĩ là màu đen bây giờ thoạt nhìn lại càng giống như nước mực ninh tiểu xuyên cũng không quan tâm nhiều như vậy vừa nhìn thấy dòng sông màu đen này trong lòng lập tức đại hỉ liền thu song đầu thạch thú vào trong huyền thú giám lợi dụng một chút lực lượng cuối cùng trong cơ thể tung người nhảy lên không trung um một tiếng ninh tiểu xuyên rơi vào trong sông lớn ninh tiểu xuyên rất có kinh nghiệm trong việc chạy trốn dưới sông thiên địa huyền khí có thể tu luyện trong nước sông hấp thu huyền khí trong nước, cung cấp năng lượng cần thiết cho thân thể, cho dù nín thở một tháng thì cũng không chất. Thế nhưng, lúc Ninh Tiểu Xuyên nhảy vào sông thì cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Đây không phải là nước sông ư, tại sao còn lạnh hơn hàn băng gấp 10 lần, nước sông rét lạnh đến cực điểm, với cường độ thân thể của Ninh Tiểu Xuyên, không ngờ cũng bị đông cứng đến mức toàn thân đau nhức. Nếu là võ giả địa tôn cảnh khác, nhất định đã bị chất cóng trong nước rồi. Nước sông có thể khiến cho võ giả địa tôn cảnh bị chất cóng, tuyệt đối không phải là nước sông bình thường. Quả nhiên, lại có chuyện phát sinh khiến Ninh Tiểu Xuyên kinh hãi, nước sông màu đen này không ngờ thẩm thấu qua ra, tiến vào lỗ chân lông, xâm nhập vào huyết dịch, ăn mòn thân thể của hắn. Nước sông này chẳng lẽ là địa ngục thủy, hiện tại muốn hối hận thì đã không còn kịp nữa rồi, chỉ có thể cắn răng vận chuyển lực lượng ma kiếm, để ma kiếm hấp thu thứ hắc thủy đang xâm nhập vào huyết dịch của hắn mà thôi. Ma kiếm chính là do kiếm khí chí âm, chí tà, chí ma trong thiên địa tụ tập mà thành, cho dù là địa ngục thủy cũng có thể hấp thu và luyện hóa. Nước bên trong dòng sông màu đen này, căn bản không thể làm gì được hắn, Mặc dù ma kiếm phát huy ra lực lượng tránh cho Ninh Tiểu Xuyên bị Hắc thủy ăn mòn võ thể, thế nhưng Ninh Tiểu Xuyên vẫn bị chìm vào đáy sông, bị nước sông cuốn trôi không biết tới nơi nào. Lúc Ninh Tiểu Xuyên chìm xuống đáy sông, hắn lại nhìn thấy một cảnh tượng khiến cho da đầu của hắn rung lên. Không ngờ dưới đáy sông đều là thi cốt cả, thi hài dày đặc, tản mát ra mùi tanh tươi nồng đậm, cũng không biết là chồng chất dày đến mức nào. Không chỉ có thi hài nhân loại, còn có thi hài huyền thú và những thi hài không biết tên, quả thực tựa như tiến vào u minh địa ngục. Xương trắng chồng chất sắc chất thối rửa xếp thành núi, chẳng lẽ đây chính là u linh hà trong truyền thuyết? nước trong sông này thật sự là địa ngục thủy. Ninh Tiểu Xuyên quả thật có cảm giác khóc không ra nước mắt. nếu sớm biết như vậy thì cho dù dốc sức liều mạng với ba đầu thi trùng huyền thú cửu phẩm, còn tốt hơn rơi vào trong u linh hà a. À? chẳng lẽ thật sự đã rơi vào địa ngục rồi? không cam lòng a, à? Ninh Tiểu Xuyên lại lần nữa điều động lực lượng của bản thân muốn từ dưới sông nhảy lên, thế nhưng nước ở đây lại chảy quá xiết, hắn vừa mới đứng vững dưới đáy sông thì đã bị nước sông cuốn đi. không được. Sau khi thiêu đốt Thọ Nguyên, tu vi của ta chỉ còn lại ba thành, căn bản không thể ngăn được sức nước của U Linh Hà. Trước hết phải khôi phục lực lượng thì mới có một tia hy vọng. Nếu như đã không ngăn cản được sức nước cuốn đi của U Linh Hà, vậy thì Ninh Tiểu Xuyên cũng không cần chống cự nữa, để mặc cho nước đẩy trôi xuống tận hạ du. Lúc hắn nhảy xuống U Linh Hà, hắn đã phục dụng một bình huyết mạch chi linh của huyền thú thất phẩm, có khoảng chừng 137 giọt. Nếu là dưới tình huống bình thường, một lần phục dụng nhiều huyết mạch chi linh như vậy, Phần lớn tinh hoa huyết khí đều sẽ bị sói mòn mất, chỉ có chừng 6, 7 giọt tinh hoa huyết khí là bị hắn hấp thu mà thôi. Thế nhưng, bây giờ thân thể hắn đang chìm trong hoàng thủy, một trong ba loại nước của địa ngục, hoàn toàn ngăn cách với ngoại giới, 137 giọt tinh hoa huyết khí này cũng bị áp chế bên trong cơ thể, căn bản không thể bị sói mòn, ngược lại còn bị hắn hấp thu hoàn toàn. Còn một tình huống khác xảy ra, đó chính là hắn bị dồn nén đến mức bạo thể mà vong. Ninh Tiểu Xuyên đã tu luyện thiên địa huyền khí tới tầng thứ 9, tốc độ hấp thu huyền khí đạt tới 256 lần, địa tâm châu, bên trong võ đạo tâm cung, mỗi một giây đều sẽ tự chuyển hóa huyết mạch chi linh thành huyết khí, đồng thời bù đắp cho số thọ nguyên bị Ninh Tiểu Xuyên tiêu đốt. Dưới tình huống thọ nguyên không tiêu hao quá nhiều, có thể thông qua đan dược và một vài loại thiên tài địa bảo để bù đắp thọ nguyên trở về. Thế nhưng, nếu như thọ nguyên tiêu hao quá nhiều, như vậy thai chỉ có thể tìm kiếm được thông linh kỳ dược thì mới bù đắp được một phần. Huyết khí của Ninh Tiểu Xuyên vốn dĩ rất sung túc, thể chất lại cường đại, cũng chỉ mới tổn thất một năm tuổi thọ, Muốn bù đắp trở về cũng không có gì khó khăn. Cũng không biết là bị Hoàng Thủy ảnh hưởng hay là bị huyết mạch chi linh trong cơ thể ảnh hưởng, đột nhiên địa tâm châu vận chuyển càng lúc càng nhanh, đạt đến trạng thái mỗi giây vận chuyển 3 vòng, hơn nữa tốc độ vẫn đang không ngừng nhanh lên. Nếu như tốc độ địa tâm châu chuyển động đạt tới mỗi giây 10 vòng, cũng tương đương với thiên địa huyền khí tầng thứ 10, có được tốc độ hấp thu huyền khí đạt tới gấp 512 lần. Ninh tiểu xuyên vốn dĩ cho rằng bản thân ít nhất phải đạt tới thiên nhân cảnh thì mới có thể tu luyện thành thiên địa huyền khí tầng thứ 10. Thế nhưng dưới áp lực khổng lồ của u linh hà và lực lượng của huyết mạch chi linh bành trướng không ngờ lại kích thích cho thiên địa huyền khí điên cuồng xoay tròn mơ hồ sắp đạt tới tầng thứ 10. nếu như thật sự có thể đạt tới thiên địa huyền khí tầng thứ 10, như vậy thì tốc độ tu luyện của hắn sẽ gấp 10 lần những võ giả địa tôn cảnh khác ninh tiểu xuyên mừng rỡ như điên thật đúng là cầu phú quý trong nguy hiểm nếu không phải bị thi trùng đuổi rất thì hắn cũng không nhảy vào u linh hà nếu như không nhảy vào u linh hà thì làm sao có thể có được cơ hội trùng kích thiên địa huyền khí tầng thứ 10. Ninh Tiểu Xuyên dựa vào khẩu quyết tu luyện, thiên địa huyền khí, tầng thứ 10, toàn thân lập tức đắm chìm trong tu luyện. Tốc độ vận chuyển của địa tâm châu dần trở nên nhanh hơn, mỗi một giây có thể đạt tới 4 vòng, 5 vòng, 6 vòng. Lúc tốc độ chuyển động của địa tâm châu đạt tới 9 vòng, dường như đã gặp phải một bình cảnh nào đó, không thể tăng trưởng thêm được nữa. Ninh Tiểu Xuyên đã sớm dự liệu được loại tình huống này, vì vậy mới giấu toàn bộ lực lượng thần thông bên trong cốt cách, điều động toàn bộ hướng về võ đạo tâm cung, kích thích địa tôn cảnh xoay tròn, khiến cho tốc độ chuyển động của nó lại nhanh hơn một chút. Mặc dù tốc độ chỉ tăng thêm một chút, thế nhưng đã đạt tới trình độ Thiên Địa Huyền Khí tầng thứ 10 rồi. Ầm, um, bề mặt Địa Tâm Châu sinh ra từng đường vân dày đặc, tản mát ra hào quang lấp lánh rực rỡ. Nguyên khí võ đạo vừa tiếp xúc với hào quang bên ngoài Địa Tâm Châu, liền lập tức biến thành màu vàng. Biến hóa này, quả thật hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Ninh Tiểu Xuyên. Nguyên khí võ đạo trong cơ thể đang nhanh chóng giảm ít đi, thế nhưng độ tinh khiết và cường độ của nguyên khí võ đạo lại không chỉ tăng thêm một bậc. Không biết tu luyện được bao lâu thì toàn bộ nguyên khí võ đạo trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên đã bị chuyển hóa thành màu vàng. Thế nhưng, số lượng nguyên khí võ đạo lại bớt đi. Một nửa, nếu như không phải bổ sung một lượng lớn huyết mạch chi linh, e rằng cảnh giới của hắn đã thụt lùi rồi. Cảnh giới võ đạo không thụt lùi thì Ninh Tiểu Xuyên cũng không cần quan tâm, với tốc độ hấp thu huyền khí gấp 512 lần của hắn, rất nhanh có thể tu luyện bù đắp lại. Ngược lại, nguyên khí võ đạo trong cơ thể lại khiến cho hắn cảm thấy rất mừng rỡ. Trong truyền thuyết chỉ có thiên nhân mới có thể ngưng tụ ra đạo nguyên trong cơ thể thông qua đạo nguyên có thể chuyển hóa địa võ nguyên khí thành thiên võ nguyên khí lúc hắn đạt tới thiên địa huyền khí tầng thứ 10, địa tâm châu trong cơ thể sẽ tự động chuyển hóa thành thiên tâm châu mặc dù thiên tâm châu không thể so sánh với đạo nguyên mà thiên nhân tu luyện ra thế nhưng vẫn có thể chuyển hóa địa võ nguyên khí trong cơ thể ninh tiểu xuyên hiện nay thành thiên võ nguyên khí nói cách khác nguyên khí võ đạo màu vàng trong cơ thể ninh tiểu xuyên có cấp bậc giống như thiên võ nguyên khí mà thiên nhân tu luyện ra tất nhiên số lượng nguyên khí vẫn tranh lệch thiên nhân rất nhiều, thậm chí chiến lược còn kém thiên nhân rất xa. Thế nhưng, hắn vẫn có được rất nhiều ưu thế, ví dụ như uy lực thần thông võ đạo thi triển ra sẽ cường đại gấp mấy lần trước kia. Dùng thiên võ nguyên khí để thúc giục ra huyền khí, sẽ phát huy được uy lực mạnh hơn rất nhiều nếu sử dụng địa võ nguyên khí để kích phát. Hơn nữa, sử dụng huyền khí cử phẩm thì cũng không cần phải thiêu đốt thọ nguyên, chẳng qua khiến thiên võ nguyên khí trong cơ thể hắn tiêu hao rất lớn mà thôi. Lúc đạt tới thiên địa huyền khí tầng thứ 10, tốc độ luyện hóa huyết mạch chi linh tất nhiên cũng nhanh hơn nhiều lúc 137 giọt huyết mạch chi linh trong cơ thể ninh tiểu xuyên bị luyện hóa hoàn toàn thọ nguyên bị thiêu đốt cũng được bù đắp lại đầy đủ hơn nữa tu vi võ đạo của ninh tiểu xuyên không những không hạ thẩm mà còn tăng thêm một đoạt dài thậm chí đã tiếp cận địa tôn cảnh tầng thứ 8 rồi lần này quả thật là nhân họa đắc phúc mà thọ nguyên khôi phục cảnh giới tăng lên địa võ nguyên khí trong cơ thể chuyển hóa thành thiên võ nguyên khí khiến ninh tiểu xuyên lại có thêm vài phần tin tưởng có thể thoát ra khỏi u linh hà này dừng lại cho ta thân thể ninh tiểu xuyên bỗng nhiên xoay tròn chìm xuống đáy sông dẫm lên thi hài dày đặc tựa như một cái đinh sắt cốt định tại chỗ lợi dụng lực lượng của bản thân để ngăn cản lực cuốn đi của địa ngục thủy sau khi hoàn toàn đứng vững hai chân của ninh tiểu xuyên gặp lại thân thể kéo căng như một cây cung lực lượng của thân thể không ngừng ngưng tụ lên toàn bộ thiên võ nguyên khí vận chuyển đến hai chân bàn chân đạp mạnh xuống một cái thân thể phóng thẳng lên cao vụt sau khi đột phá hơn trăm mét nước sông hắn liền từ dưới mặt sông bay lên trời sau khi rời khỏi mặt sông trên lưng ninh tiểu xuyên lập tức mở ra một đôi quang dược cực lớn thân thể dừng lại trên không trung sau đó bay dọc theo bờ sông lúc hạ xuống bên cạnh bờ hắn mới thật sự thở phào một hơi cuối cùng cũng sống sót rồi hắn thử hít một hơi thật sâu mặc dù không khí vẫn bốc lên mùi hôi thối của u linh hà thế nhưng có thể hô hấp được không khí là một cảm giác thập phần mỹ hảo giống như mỗi một sợi kinh mạch trong cơ thể đều trở nên thông suốt sảng khoái ninh tiểu xuyên tính sơ sơ thời gian một chút Liền đoán được từ lúc nhảy vào U Linh Hà cho đến khi nhảy ra, tổng cộng đã trôi qua hơn 20 ngày. Với tốc độ nước chảy của U Linh Hà, ít nhất hắn cũng đã bị đẩy xa hơn 50 vạn dặm. Nói cách khác, bây giờ hắn đang cách khắc phục Quỷ Nguyên chừng 50 vạn dặm. Nếu là người bình thường, e rằng tốn cả đời mới có thể đi được 50 vạn dặm. Đây quả thật là một khoảng cách xa xôi đến mức không thể tưởng tượng nổi. Hắn cũng không biết là mình đã thoát ra khỏi đại hoang đến biên cương của nền văn minh cử Việt cương hay chưa nữa. Nguy rồi ngưng xanh vẫn còn trong hắc phổ quỷ nguyên sắc mặt ninh tiểu xuyên thoáng biến đổi lúc này mới nhớ ra ngọc ngưng xanh vẫn còn trong hắc phổ quỷ nguyên cách mấy chục dặm trong lòng tất nhiên thập phần sốt ruột ninh tiểu xuyên lấy một kiện áo bảo sạch sẽ từ trong túi càn khôn ra mặc lên người sau đó mở ra quang rực dọc theo u linh hà mà bay về phía thượng du bộ quần áo trên người của hắn đã sớm bị nước bên trong u linh hà ăn mòn sạch sẽ từ lâu sau khi địa võ nguyên khí chuyển hóa thành thiên võ nguyên khí, tốc độ phi hành của thần thông, nộ phong chi dực mà Ninh Tiểu Xuyên thi triển ra lại tăng thêm một bậc. Vụt, thân thể giống như hóa thành một đạo quang ảnh đỏ rực, xẹt qua bầu trời, tốc độ nhanh đến cực điểm. Mặc dù Ngọc Ngưng xanh có ác long lân giáp và vân túc kiếm, thế nhưng dù sao trên người nàng cũng có thương thế, huyết mạch không hoàn thiện, ở lại trong hắc vụ quỷ nguyên thì nhất định sẽ vô cùng nguy hiểm. Ninh Tiểu Xuyên phải quay trở về tìm nàng, đưa nàng ra khỏi đại hoang. Đây là hứa hẹn, cũng là trách nhiệm, hắn phi hành suốt một ngày không ngừng nghỉ, tổng cộng đã bay được 4 vạn dặm, nếu như chỉ so sánh tốc độ thì cũng không kém là bao so với những võ giả thiên nhân cảnh. Lúc hắn chưa tu luyện ra thiên võ nguyên khí, căn bản không có khả năng đạt tới tốc độ này nhanh như vậy. Ban đêm ở đại hoang trở nên nguy hiểm không gì sánh được. Nếu tiếp tục lên đường, rất có thể sẽ trở thành đối tượng đi săn của sinh linh cường đại. Suốt cả một ngày, hắn đều toàn lực thúc dục nộ phong chi dực đẹp hy hành, cho dù nguyên khí của hắn có tốc độ khôi phục rất nhanh thì cũng cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi. Đêm xuống, Ninh Tiểu Xuyên liền dừng lại, tìm một gốc đại thụ đường kính 5m ở bên cạnh U Linh Hà, đào ra một cái hốc cây cao chừng 2m trên thân một gốc đại thụ có đường kính 5m. Xung quanh hốc cây và trên mặt đất đều bố trí một cái trận pháp ẩn nấp và trận pháp phòng ngự đơn giản. Đêm nay, hắn quyết định sẽ nghỉ qua đêm trong cái hốc cây này. Ninh Tiểu Xuyên gọi ra hắc ma quỷ bức thú, biến thành một đầu rơi bằng nắm tay, treo ngược trên cây, để phòng những huyền thú khác sẽ công kích hắn trong quá trình tu luyện. Ninh Tiểu Xuyên nắm chặt hai viên huyền thạch thượng phẩm, ngồi xếp bằng trong hốc cây để điều tức. Hắn muốn tranh thủ sớm quay trở về Hắc Vụ Quỷ Nguyên thì nhất định phải khôi phục nguyên khí hoàn toàn. Với cảnh giới của hắn bây giờ, nếu như gặp ba đầu thi trùng cấp bậc huyền thú cửu phẩm, cũng đủ để đối đầu với bọn chúng một phen. Cho dù không thể đánh lại ba đầu huyền thú cửu phẩm đó, nhưng với tốc độ của hắn hiện nay, muốn rời khỏi thì ba đầu huyền thú cửu phẩm đó cũng không thể đuổi kịp hắn. Sau khi Hắc Ma Quỷ bức thú ăn một lượng lớn huyết nhục huyền thú cao cấp, lại ngủ say trong huyền thú giám hơn 3 tháng, được huyền thú giám bồi dưỡng, đã tấn thăng thành huyền thú cấp 8. Lực lượng của nó so với trước kia còn cường đại hơn nhiều, có thể sánh ngang với võ giả địa tôn cảnh tầng thứ 7. Nó nằm sấp trên cây, hít vào một hơi thật sâu, liền đem nước sông ở cách đó không xa hít vào trong cơ thể. Thân thể của nó bị quang mang màu đen bao trùm, khiến cho sinh cơ của đại thụ nhanh chóng tiêu vong, rất nhanh đã biến thành một gốc cây khô. Không ngờ nó lại có thể hấp thu được tử vong âm khí bên trong u linh hà, lại không ngừng tu luyện, gia tăng độc tính và hàn tính trong cơ thể. Hơn nửa đêm, trời đã dần hừng sáng. Trên đường chân trời, xuất hiện một dáng mây đỏ, biểu thị mặt trời sắp mọc. Thế nhưng, trước khi mặt trời mọc thì từ bên trong dáng mây đỏ lại có hơn 10 cái điểm đen rất nhỏ từ trong đám mây bay ra. Một lúc sau, điểm nhỏ màu đen không ngừng phóng đại, không ngờ lại là hơn 10. Cái kim trúc phi chu, cực lớn. Mỗi một chiếc kim trúc phi chu đều dài hơn 30 thước, bị mây trắng bao trùm, tựa như thuyền thần của tiên gia tại vị trí đầu thuyền có đặt chín cái vòng sắt có chín sợi xích sắt thô to bằng cái chén nối liền vòng sắt với thân hình khổng lồ của chín đầu huyền thú huyền thú kéo kim trúc phi chu bay trên bầu trời trong đó chiếc kim trúc phi chu dẫn đầu là xuất hiện màu trắng bạc dài chừng trăm mét quả thực giống như một đầu quái thú kim loại khổng lồ xẹt qua bầu trời huyền thú kéo chiếc kim trúc phi chu màu trắng bạc này tất nhiên cũng là chín đầu huyền thú cao cấp tại trung tâm đám huyền thú kéo thuyền là một đầu xích sao hình thể như dãy núi cao vút tựa phi long chính là một đầu huyền thú cửu phẩm hắc mao quỷ bức thú cảm nhận được khí thức khủng bố trên không trung liền phát ra một tiếng rít sử dụng tâm thần truyền âm báo hiệu cho ninh tiểu xuyên đang tu luyện ninh tiểu xuyên từ trong tu luyện tỉnh lại đi ra khỏi hốc cây nhìn chằm chằm vào 16 chiếc kim trúc phi chu cực lớn trên đỉnh đầu xuyên qua tầng mây mù nhàn nhạt, nhạt, hắn có thể loáng thoáng nhìn thấy trên mỗi một chiếc kim trúc phi chu đều có hơn 10 thân ảnh võ giả nhân loại bọn họ đều mặc trường bào huyễn kim khí chất xuất chúng có nam từ trẻ tuổi tuấn mỹ phiêu giật cũng có thiếu nữ đáng yêu mỹ mạo đương nhiên cũng có một vài lão giả tu vi cường đại thì triển ra nguyên khí thúc giục kim trúc phi chu vận chuyển trên chiếc kim trúc phi chu lớn nhất dẫn đầu truyền ra một luồng khí tức khiến người ta cảm thấy vô cùng sợ hãi trên chiếc phi chu màu trắng bạc đó nhất định có một đại nhân vật tu vi cường hoành đang tỏa chấn quả thực giống như một vị thiên thần đang điều khiển chiếc thuyền kỳ quái tại sao trong đại hoang lại đột nhiên xuất hiện nhiều võ giả nhân loại như vậy chẳng lẽ chẳng lẽ vị trí của ta bây giờ đã rất gần với cửu việt cương rồi Đại Hoang Trinh là một khu vực lãnh thổ tương đối hoang tàn vắng vẻ, là lãnh địa của huyền thú, võ giả nhân loại không dám khinh suất mà tiến vào. Thế nhưng, tính nguy hiểm tại biên giới Đại Hoang cũng không lớn, rất nhiều võ giả nhân loại đều sẽ tiến vào biên giới Đại Hoang để mạo hiểm và lịch luyện, săn rất huyền thú, khai thác huyền dược, tìm kiếm mạch khoáng. Dựa theo lời nói của Tuế Hàn Vũ, văn minh nhân loại cao cấp gần Ngọc Lam Đế quốc nhất chính là Cửu Việt Cương. Những văn minh nhân loại khác đều cách Ngọc Lam Đế quốc rất xa, thậm chí xa hơn trăm vạn dặm, hắn bị nước của U Linh Hà đẩy xa mấy chục vạn dặm, nên rất có thể đã thật sự tới cửu Việt Cương rồi. Trên bầu trời, 16 chiếc kim trúc phi chu đang phi hành, chính là hướng về phía thượng du của U Linh Hà. Trên mỗi chiếc kim trúc phi chu đều cắm một lá cờ lớn, trên lá cờ dùng thú huyết ấn khắc lên một chữ, lôi, rực rỡ, trên chữ viết tản mát ra hào quang cực kỳ chói mắt. Đây là tiêu chí đại biểu cho một đại gia tộc hoặc đại tông môn nào đó. Không ngờ lại điều động nhiều võ giả như vậy để tiến vào đại hoang, quả thực quá bất thường, chẳng lẽ tại thượng du của u linh hà đã xảy ra đại sự kiện gì rồi trong lòng ninh tiểu xuyên khẽ động không khỏi cảm thấy hiếu kỳ liền thu liếm khí tức trên người lặng lẽ theo sáu mười chiếc kim trúc phi chu muốn xem bọn họ rốt cuộc muốn làm gì dù sao cũng tiến về thượng du u linh hà nói không chừng còn phát hiện được chuyện ngoài dự liệu đến giữa trưa chân trời đột nhiên vang lên một tiếng hạc hiếu lại có một đội nhân mã từ một hướng khác bay tới bọn họ đều mặc đạo bào màu xanh ngồi trên lưng tiên hạc hoặc là là đại điêu lưng mang cổ kiếm, có người trong tay cầm phất trần. Những người này đều là thiếu niên tài ba thần phong tuấn lãng, thiếu nữ đạo môn thanh tân thoát tục. Đương nhiên, còn có một số lão đạo niên kỷ rất lớn, trong cơ thể phóng ra. Từng tia hào quang, dung hòa làm một thể với đám mây trên bầu trời. 16 chiếc kim trúc phi chu và đám tu sĩ mặc đạo bào đều ngừng lại, dường như hai phe nhân má quen biết nhau. Trên lưng một đầu đại điêu ba đầu màu trắng, mỏ màu bạc, có một nữ tử mặc đạo bào, thân thể mềm mại hoàn mỹ được khí lưu màu xanh bao trùm căn bản không người nào có thể nhìn rõ được hình dạng và tuổi thật của nàng. Lưng của nàng mang một thanh cổ kiếm bạch ngọc, tản mát ra khí thế lợi hại sắc bén, cao giọng nói. Xem ra lôi tộc cũng nghe được phong thanh rồi, không biết lĩnh đội là vị cao nhân nào của lôi gia. Trên chiếc kim trúc phi chu khổng lồ nhất, truyền ra một tiếng cười sang sảng, tựa như thiên lôi phát ra trong tầng mây, nói. Tại hạ lôi ngao, bài kiến cẩm thủy tiên tử của huyền thanh quan, xem ra huyền thanh quan các người cũng thu được tin tức táng thần sơn xuất thế, không bằng huyền thanh quan và lôi tộc chúng ta cùng nhau liên thủ phá vỡ tầng tử khí viễn cổ của táng thần sơn bảo vật đoạt được trong táng thần sơn sẽ chia đôi cầm thủy thiên tử thấy thế nào đạo cô đứng trên lưng đại điêu ba đầu mỏ bạc thản nhiên nói thì ra là lôi ngao đạo hữu trong thập đại cường giả của lôi tộc chẳng qua huyền thanh quan trước nay độc lai độc vãng đã quen rồi lần này đến táng thần sơn chỉ là muốn tìm được một gốc thông linh kỳ dược để mang về kéo dài sinh mệnh của sư tỷ mà thôi cũng không muốn đi cướp đoạt chân bảo bên trong táng thần sơn ha ha, nếu đã như vậy thì lôi mố cũng không miễn cưỡng nữa. Cầm thủy tiên tử, mời các vị đạo hiếu của huyền thanh quan đi trước. Trên chiếc kim trúc phi chu khổng lồ lại truyền ra tiếng cười hào sảng. Đa tạ, đạo cô được gọi là cầm thủy tiên tử liền điều khiển đại điều ba đầu miệng bạc dẫn đầu vượt qua. Ngay sau đó, những tu si đạo môn của huyền thanh quan cũng đồng loạt điều khiển huyền thú đi theo, vẫn dọc theo hướng U Linh Hà, rất nhanh đã biến mất cuối chân trời. Một lúc sau, 16 chiếc kim trúc phi chu của lôi tộc mới khởi hành, xẹt qua bầu trời. Bên trong đại hoang không ngờ lại thật sự có một tòa táng thần sơn, bí mật này thật sự quá kinh người mà. Ninh Tiểu Xuyên đứng trên bờ U Linh Hà, nhìn 16 chiếc kim trúc phi chu dần đi xa, trong mắt lộ ra thần sắc khiếp sợ. Hắn đã từng nghe Bạch Đầu Thất Trảo ưng kể chuyện về táng thần sơn, nghe nói trong đó chôn cất một vị thứ thần, đã từng là chúa tể của ức vạn sinh linh. A Di Đà Phật, thí chủ, người thoạt nhìn rất quen mặt a. À. Trong rừng cây cách đó không xa, có một vị đại hòa thượng đi ra. Đại hòa thượng này đi một chiếc giày rơm rách nát, trên người khoác một cái Phật y chắp mặt đầy phúc tướng lộ ra nụ cười thân thiện hai mắt hắn híp lại chỉ lộ ra một kẽ hở nhỏ trái tim ninh tiểu xuyên đột nhiên giật thót hòa thượng này từ đâu xuất hiện tâm thần của ninh tiểu xuyên cường đại đến mức nào trong phương viên chăm giặc ngay cả gió thổi cỏ lay cũng không qua được tai mắt của hắn thế nhưng đại hòa thượng này lại thần không biết quỷ không hay xuất hiện sau lưng hắn quả thật là quá quỷ dị đối với loại người lai lịch không rõ này ninh tiểu xuyên rất cảnh giác liền nói ta với ngươi không hề quen biết cũng không thấy quen mắt chút nào Dứt lời, Ninh Tiểu Xuyên lại dọc theo U Linh Hà đi về phía Thượng Du, dự định sẽ đuổi theo lôi tộc và tu sĩ của Huyền Thanh Quan. Đại Hòa thượng kia vẫn đuổi theo, giống như kẹo da trâu, bám sát sau lưng Ninh Tiểu Xuyên, nở nụ cười chân thành, nói: "Phật có ngàn mặt, người có một tim, Phật trong lòng ta đang mách bảo cho ta biết, người chính là người mà ta muốn tìm." Ninh Tiểu Xuyên bỗng nhiên dừng bước, kỳ quái hỏi: "Người nào? Người hữu duyên?" Sắc mặt của Đại Hòa thượng trở nên nghiêm túc dù ống tay áo rộng thùng thình lấy một tấm da thú rách nát từ trong ngực ra thần thần bí bí đưa cho ninh tiểu xuyên nói ngươi có biết đây là vật gì không ninh tiểu xuyên lộ ra thần sắc nghi hoặc tiếp nhận tấm da thú liếc nhìn nó một lượt lập tức kinh hô địa đồ của táng thần sơn đúng vậy đây là tấm địa đồ da thú mà cổ nhân truyền thừa có lịch sử hơn vạn năm giá trị liên thành trên đó ghi chép lại những dấu vết đặc thù bên trong táng thần sơn đánh dấu những vị trí mật địa tử vong thế nhưng Cách đây rất lâu, cử Việt Cương đã xảy ra một trận náo động. Tấm địa đồ gia thú này đã bị chia làm 9 phần, trong tay ngươi đang cầm một phần 9 tấm địa đồ này. Có rất ít người có thể nhận ra đây là địa đồ của Táng Thần Sơn, không ngờ ngươi lại nhanh chóng nhận ra lai lịch của nó như vậy. Có lẽ ngươi và nó thật sự rất hữu duyên, sắc mặt của Đại Hòa Thượng lộ ra vài phần kinh ngạc, ánh mắt khi nhìn Ninh Tiểu Xuyên cũng phát sinh biến hóa, tựa như đang nhìn một vị kỳ tài trời sinh. Nói nhảm, chẳng phải bên trên có viết năm chữ Táng Thần Sơn địa đồ hay sao? ninh tiểu xuyên tức giận nói trên tấm gia thú rách nát này quả thật viết rõ năm chữ táng thần sơn địa đồ có sao tại sao lão nạp ta lại không nhìn thấy trên mặt đại hòa thương lại càng lộ vẻ kinh hãi chụp lấy tấm địa đồ gia thú ghé mắt sát vào địa đồ nhìn hồi lâu cuối cùng vẫn buông tấm gia thú ra ý vị thâm trường nói đây chính là vô tự thiên thư trong truyền thuyết chỉ có người hữu duyên chính thức mới có thể nhìn thấy được văn tự trên đó người bình thường thì chỉ nhìn thấy trống không mà thôi ninh tiểu xuyên tin lời hắn nói mới là chuyện lạ liền có chút không kiên nhẫn, nói. Ngươi rốt cuộc muốn gì? Đại hòa thượng trầm tư hồi lâu, tựa như vừa làm ra một quyết định rất trọng đại, nói. Người trẻ tuổi, ta thấy ngươi và tấm địa đồ này có duyên phận rất lớn, ta quyết định sẽ đem tấm địa đồ giá trị liên thành này bán cho ngươi. Ngươi hãy mang theo tấm địa đồ này tiến vào táng thần sơn, nói không chừng có thể tìm được thần tàng mà tử kim hoàng chủ lưu lại, trở thành đại hào kiệt cứu vớt muôn dân chăm họ và bá tánh. Lão nạp cảm thấy, chỉ có tiểu thí chủ mới có thể thành công mà thôi trong mắt của hắn lộ ra một loại tín nhiệm kiên định tựa như thật sự rất coi trọng ninh tiểu xuyên con người của ninh tiểu xuyên co rút lại nói bán cho ta đại hòa thượng khẽ gật đầu nói đúng vậy ai bảo ngươi và tấm địa đồ này hữu duyên a à? ngươi hẳn cũng biết không lâu trước tuyệt đình cương giả lôi ngao của lôi tộc cẩm thủy tiên tử của huyền thanh quan đã trả giá trên trời để mua một phần chín tấm tàn đồ của lão nạp thế nhưng bọn họ lại vô duyên với tàn đồ này cho dù bọn hắn có trả ức vạn huyền thạch thì lão nạp cũng không bán cho bọn hắn nếu như thí chủ nguyện ý trả 10 vạn huyền thạch, vậy thì tấm tàn đồ này sẽ thuộc về ngươi. Hai, đừng đi mà, 8 vạn huyền thạch cũng được, thật ra chỉ 5 vạn huyền thạch là đủ, giá cả có thể từ từ thương lượng a." Ninh Tiểu Xuyên đi thẳng về phía thượng du U Linh Hà, cũng không thèm quay đầu lại, căn bản không muốn dây dưa với đại hòa thượng này nữa. Loại thủ đoạn lừa tiền kiểu này, hắn đã gặp rất nhiều rồi. Một tên hòa thượng không ở chùa miếu tụng kinh niệm Phật, lại chạy ra ngoài bán địa đồ, lừa tiền người khác. Hắn thật sự là hòa thượng sao? Đại hòa thượng cũng không chịu từ bỏ lại đuổi theo Ninh Tiểu Xuyên, nói. Thí chủ, nhân sinh có trăm ngàn lối rẽ, thế nhưng con đường có thể khiến cho người đại phú đại quý thì chỉ có một. Một khi bỏ qua, sau này sẽ rất khó gặp lại. Không bằng người hãy suy nghĩ một chút, ba vạn huyền thạch là được. Không thể ít hơn được nữa đâu, Ninh Tiểu Xuyên vẫn đi đường của mình, căn bản không thèm để ý tới hắn. Đại Hòa Thượng tiếp tục nói, thật ra, người và tấm tàn đồ này có duyên phận rất lớn, ta vốn dĩ nên tặng nó cho ngươi, không lấy một xu. Thế nhưng, thế nhưng gần đây chùa miếu lâu, năm thiếu tu sửa hương khói không thịnh đại môn bị mò đục khoét nước sơn trên tượng phật cũng chóc ra ngay cả lư hương cũng không biết tên ăn mày bất lương nào cầm đi làm bát xin cơm phật không thành phật tự không giống tự lão nạp chỉ có thể mặt dày đi gom góp hương đèn để cải tạo lại kim thân cho phật ra dứt lời đại hòa thượng lại than thở khóc lóc ngôn từ khẩn thiết ánh mắt thành thật ninh tiểu xuyên lại lần nữa dừng bước trong lòng đại hòa thượng lập tức kinh hỉ lệ nóng doanh chồng nói thí chủ người muốn mua tàn đồ rồi phải không ninh tiểu xuyên lắc đầu nói phật môn hương khói hưng thịnh hay không thì ta không quan tâm tượng phật chóc sơn cũng chẳng có quan hệ gì với ta còn lư hương bị tên ăn mày bất lương nào trộm đi thì tự ngươi đi tìm trở về là được dù sao thì đây cũng chỉ là một tấm tàn đồ mà thôi ta tuyệt đối sẽ không mua nó thế nhưng ta ngược lại có mấy vấn đề muốn hỏi đại sư sau khi nghe nói vậy đại hòa thượng lập tức trợn mắt nhét tàn đồ vào trong ngực nói đầu tiên ta là một hòa thượng đứng đắn pháp danh đàn càn bình thường đều ở trong tự tu hành, thích ngồi trong dưới rừng trúc trong chùa đọc kinh Phật, thỉnh thoảng cũng sử dụng tinh thần khí của bản thân để câu thông thiên địa vạn vật, làm chi kỳ cùng nhật nguyệt, trò chuyện với cỏ cây, cùng chim ca hát. Phần lớn đều ăn chay, chỉ có mùng 1 và 15 mới ăn mặn. Tình huống của ta đại khái chỉ có vậy, nếu không còn vấn đề gì khác thì lão nạp xin đi trước, ta còn phải đi tìm người hữu duyên tiếp theo. Ninh Tiểu Xuyên vội gọi, đàn can hòa thượng, ta không phải muốn hỏi pháp danh và sở thích cá nhân của ngươi, mà muốn hỏi ngươi vài vấn đề rất chân thành. Mỗi vấn đề, ta đều nguyện ý trả 100 huyền thạch." Đàn Càn Hòa thượng nghe xong, lông mày lập tức nhướng lên, vui vẻ quay lại, chắp tay trước ngực, trên mặt lộ vẻ ôn hòa nhìn Ninh Tiểu Xuyên, nụ cười có chút giống như Phật Di Lặc, nói: "A à, Di Đà Phật, người xuất gia luôn mở rộng tấm lòng, nếu thí chủ có vấn đề gì cứ hỏi, lão nạp nhất định biết gì nói nấy, không biết thì sẽ không nói." Ninh Tiểu Xuyên không khỏi cảm thấy buồn bực, thân là một hòa thượng xuất gia, không ngờ lại tham tiền đến mức này, quả thật đã khiến hắn thay đổi nhận thức hoàn toàn đối với hòa thượng ninh tiểu xuyên nói nơi này còn cách cử việt cương xa lắm không Đàn can hoa thượng cười nói nơi này ở phía bắc của cử việt cương chính là khu vực bắc cương cực kỳ hung hiểm của lãnh thổ đại hoang cách biên cảnh thiên thạch thành ở phía bắc cử việt cương chừng 10 dặm ninh tiểu xuyên khẽ gật đầu lại hỏi táng thần sơn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lôi tộc và huyền thanh quan là thế lực võ tu của cử việt cương sao thí chủ đừng nóng vội lão nạp sẽ trả lời từng vấn đề một đầu tiên nói chuyện táng thần sơn đi đan can hoa thượng nói trong truyền thuyết tám thần sơn chính là phần mộ của tử kim hoàng chủ là tồn tại cấp bậc thứ thần toàn bộ bắc cương từ xưa đến nay cũng không có nhiều người tu luyện đại thần thông đến cấp bậc thứ thần trở thành nhân vật trong truyền thuyết thần thoại cứ cách trăm vạn năm cũng chưa chắc có thể sinh ra một người tử kim hoàng chủ chính là một nhân vật truyền thuyết vĩ đại hắn đã từng dùng sức một người để thống nhất toàn bộ bắc cương thành lập nên tử kim hoàng triều có sáu vạn năm lịch sử đáng tiếc sau khi tử kim hoàng chủ chất đi cũng không kéo dài được mấy đời thì tử kim hoàng triều đã phân liệt sau đó trải qua vô tận tuế nguyệt hậu nhân hoàng tộc đã hoàn toàn bị diệt tuyệt, tất cả mọi thứ liên quan đến từ kim hoàng triều đều biến mất trong dòng chảy lịch sử, triệt để biến thành chuyện xưa. Thế nhưng, trên thế gian lại xuất hiện một tòa táng thần sơn, trong truyền thuyết, nó chính là phần mộ của tử kim hoàng chủ. Gần đây, không biết trong, mảnh đại hoang này đã xảy ra chuyện gì, táng thần sơn vốn dĩ chìm vào lòng đất lại đột nhiên từ dưới đất trồi lên. Sau khi tin tức này rơi vào cửu Việt Cương, lập tức dẫn tới oanh động, tất cả thế lực lớn đều điều động cao thủ tới táng thần sơn tìm kiếm, muốn vào trong núi tìm kiếm thần tàng mà tử kim hoàng chủ lưu lại lôi tộc chính là danh môn đại tộc tại cửu việt cương cao thủ trong tộc nhiều như mây truyền thừa đã gần ba ngàn năm huyền thanh quan là một nhánh của đạo môn cũng rất có danh vọng tại cửu việt cương dù sao thì những tán tu như chúng ta cũng không chiêu chọc nổi những tồn tại này đâu ninh tiểu xuyên cẩn thận nhìn đàn càn hòa thượng nói cửu việt cương có tu sĩ phật môn cũng thật nằm ngoài dự liệu của ta a à. trên mặt đàn càn hòa thượng lộ vẻ đau khổ nói Cử Việt Cương thật ra là một nền văn minh nhân loại thuộc sự quản lý của đạo môn, đạo giáo hưng thịnh, Phật môn suy tàn. Lão nạp chính là do Phật tổ sai phái tới cửu Việt Cương làm sứ giả truyền đạo, chỉ tiếc là lý niệm của đạo môn đã thâm căn cố đế trong tư tưởng của mọi người, căn bản không dung nạp tu sĩ Phật môn, lần nào cũng bị võ tu và đạo tu ức hiếp và sỉ nhục, nhưng chỉ có thể nén giận mà thôi. Hai, thí chủ, hãy nể mặt Phật tổ, không bằng ngươi hãy mua tấm tàn đồ này đi, được không? "Được." Ninh tiểu xuyên nói, đàn can hòa thượng mừng rỡ, nói: "Thật sao?" Ninh Tiểu Xuyên khẽ gật đầu, nói, thế nhưng ba vạn huyền thạch thì không có, ta chỉ có thể xuất ra 100 huyền thạch mà thôi. Ninh Tiểu Xuyên vẫn có chút cảm tình với văn hóa Phật giáo, mặc dù biết đàn càn hòa thượng rất có thể đang lừa gạt huyền thạch của hắn, thế nhưng, hắn vẫn quyết định sẽ tốn 100 huyền thạch để mua tấm tàn đồ này. Gương mặt của đàn càn hòa thượng lập tức nhăn như mướp đắng, răng nghiến, ken két, nửa ngày sau mới nói. Được rồi, 100 huyền thạch thì 100 huyền thạch. Cho ngươi, lúc trước Ninh Tiểu Xuyên hỏi đàn càn hòa thượng bốn vấn đề, tương đương 400 huyền thạch. Bây giờ lại mua cái tàn đồ này bằng 100 huyền thạch, tổng cộng là 500 huyền thạch. Ninh Tiểu Xuyên giao 500 huyền thạch cho đàn càn hòa thượng, sau đó liền xoay người rời đi, nhanh chóng chạy về phía thượng du U Linh Hà. Vốn dĩ hắn không muốn cầm theo cái tàn đồ này, nhưng dù sao cũng là dùng tiền để mua nó, cho nên vẫn nhận lấy tấm tàn đồ, tiện tay ném vào trong túi càn khôn. Đàn càn hòa thượng nhìn thân ảnh Ninh Tiểu Xuyên dần dần đi xa, trên gương mặt mập mạp cuối cùng cũng lộ ra một tia tiểu ý, có chút điên cuồng mà nói. Phật tổ phù hộ, hôm nay cuối cùng lão nạp cũng gặp được một tên ngốc rồi. 500 huyền thạch cũng không phải là con số nhỏ, tích lũy vài năm cũng chưa chắc được nhiều như vậy. Trả lời bốn vấn đề liền có 400 huyền thạch, kiếm huyền thạch cũng quá dễ dàng a. À. Càng kỳ quái hơn là tấm địa đồ gia thú mà ta mua bên cửa hàng vỉa hè, chỉ mất 5 đồng tiền lớn, không ngờ hắn lại thật sự bỏ ra 100 huyền thạch để mua. Chỉ một lần sang tay mà ta đã lãi gấp mấy ngàn lần. Hắn quả thật là đứa ngốc a, à, địa đồ Táng Thần Sơn thật sự, đừng nói là 100 huyền thạch, cho dù 100 vạn huyền thạch cũng không thể mua được. Đàn Càn Hòa thượng vừa cười vừa đi vào rừng, tâm tình rất sung sướng. Ninh Tiểu Xuyên thi triển trận pháp, nhanh chóng phóng về phía thượng du U Linh Hà, hóa thành một đạo lưu quang bảy màu rực rỡ. Hắn cũng chỉ cảm thấy hiếu kỳ đối với tám thần sơn mà thôi, cũng không hề nghĩ đến chuyện muốn đi tầm bảo. Nói đùa, nơi đó chính là mộ địa của thứ thần, tuyệt đối hung hiểm dị thường, nếu như không có địa đồ mà tùy tiện xông vào, nhất định sẽ chết ngay cả cặn bã cũng không còn hắn bây giờ chỉ lo lắng cho ngọc ngưng xanh cho nên mới dự định đến hắc vụ quỷ nguyên để tìm nàng lại chạy mất cả buổi đường sông u linh hà cũng dần trở nên hẹp hơn phía xa xa xuất hiện một tòa núi lớn bốc lên hắc khí thoạt nhìn rất giống một cái phần mộ chẳng qua thân núi lại cực kỳ khổng lồ nguy nga không gì sánh nổi hoàn toàn bị một tầng xương mù màu đen bao phủ bao trùm phạm vi mấy trăm dặm địa vực u linh hà chính là từ trong tòa núi màu đen kia chảy ra thế nhưng bởi vì xương mù quá dày nên căn bản không nhìn thấy nó bắt nguồn từ đâu rất nhiều tu sĩ nhân loại đều tụ tập cách tòa núi này chừng trăm dặm, không chỉ có cường giả của một vài thế lực lớn, mà còn có không ít tán tu võ đạo. 16 chiếc kim trúc phi chu của lôi tộc lơ lửng trên hư không. Sương mù bao trùm phi chu đã tản ra, dù đứng trên mặt đất cũng có thể có thể nhìn thấy được võ giả của lôi tộc trên phi chu. Những tu sĩ võ đạo này đều rất sợ hãi võ giả của lôi tộc, dù sao thì lôi tộc cũng là một đại tộc đỉnh cao của cửu Việt Cương, không phải là thế lực mà bọn họ có thể đắc tội được. Tu sĩ đạo môn của Huyền Thanh Quan thì tập trung tại khu rừng ở hướng Tây Bắc. Này huynh đài, không thể xông vào táng thần sơn được, đó là cấm địa tử vong, vừa rồi đã có mấy vị cao thủ võ đạo chất trên mặt đất. Một người hào tâm nhắc nhở một tiếng, Ninh Tiểu Xuyên vốn định chạy dọc theo U Linh Hà, chạy thẳng tới Hắc Vụ Quỷ Nguyên, nhưng đến khi có người cản hắn lại thì hắn mới nhìn thấy trước mặt là một tòa núi lớn màu đen. Nam tử cao gầy cản Ninh Tiểu Xuyên lại, tiếp tục khuyên nhủ. Huynh đài, người quá liều lĩnh rồi, người có biết là nếu tiếp tục tiến tới thì sẽ đến táng thần sơn hay không? Nam tử cao gầy này thoạt nhìn chừng 20 tuổi, tu vi võ đạo cũng không cao, nhưng ánh mắt rất thanh tịnh, không hề có một tia tạp chất nào. Ninh Tiểu Xuyên liếc nhìn đối phương, biết đối phương có hảo ý, liền nói: "Thứ lỗi, ta có chuyện trọng yếu, phải tiến về thượng du của U Linh Hà để tìm một vị bằng hữu." Nam tử cao gầy lại nói: "Thượng du của U Linh Hà, U Linh Hà chính là từ trong Táng Thần Sơn chảy ra, chẳng lẽ vị bằng hữu của ngươi đang ở trong Táng Thần Sơn?" "Cái gì? Thượng nguồn của U Linh Hà là Táng Thần Sơn ư? Điều này sao có thể?" Ta còn nhớ rõ là có một mảnh đồng cỏ màu đen, ta chính là từ trong đó nhảy vào U Linh Hà, bị nước sông đẩy tới Hạ Du. Ninh Tiểu Xuyên nhìn xung quanh một lượt, phát hiện vẻ mặt mọi người rất cổ quái, giống như đang nhìn một kẻ đần vậy. Bên phía trận doanh của lôi tộc, có một thiên tài Tuấn Kiệt mặc trường bào huyến kim đi ra, cười cợt nhả nói. Nói vậy là ngươi từ trong U Linh Hà bỏ ra, đúng vậy, Ninh Tiểu Xuyên nghiêm túc nói. Tên thiên tài Tuấn Kiệt của lôi tộc đều cười đến gặp người, một vài thiếu niên lôi tộc ở đằng sau cũng bắt đầu cười, ngay cả những nữ tử thiên tài của đạo quan cũng khẽ nhếch miệng, chỉ thiếu chút nữa là bật cười. Tên này bị ngu à, còn dám nói là bản thân sau khi nhảy vào U Linh Hà mà vẫn còn có thể sống sót bỏ lên, chẳng lẽ hắn không biết nước chảy trong U Linh Hà chính là địa ngục Hoàng Thủy Ư? Một thiếu niên đến từ một tông môn nào đó chợt cười nhạo, không hề tin tưởng lời nói của Ninh Tiểu Xuyên. Địa ngục Hoàng Thủy có thể ăn mòn cả thân thể thiên nhân, một khi rơi vào U Linh Hà, chắc chắn phải chất không thể nghi ngờ. Một thiếu nữ mặc áo lụa tím, lạnh lùng nói, trên mặt thiếu nữ áo tím che một tấm sa mỏng, đôi mắt lộ ra ngoài giống như hai dòng suối trong mắt, xuyên qua sa mỏng, có thể nhìn thấy một gương mặt xinh đẹp, chiếc cổ của nàng rất thon thả, đặc biệt tinh tế trắng muốn, đường cong mềm mại, khiến người khác cảm thấy yêu nhã mà thần bí. Phía sau nàng có một lão giả áo bào tím tu vi cao thâm, trên lưng buộc tử kim yêu đới, tinh thần vô cùng sung mãn. Ánh mắt của hai lão giả áo bào tím rất lợi hại, tàn mắt ra khí chàng võ đạo cường đại, chấn nhiếp những võ giả tán tu khác đến kinh hồn táng đởm, căn bản không có bất luận kẻ nào dám tới gần thiếu nữ áo tím. Ninh Tiểu Xuyên tách ra một đạo lực lượng tâm, thân, lặng lẽ dò xét hai lão giả áo tím, liền thu được kết quả khiến cho hắn thoáng kinh hãi. Hai lão giả này, không ngờ lại đều là cường giả địa tôn cảnh tầng thứ 9. Loại cường giả cấp bậc này ở Ngọc Lam Đế quốc đã đủ phong làm vương hầu, thậm chí trở thành lão tổ của đại tông môn, hưởng thụ đãi ngộ cực cao. Thế nhưng, thoạt nhìn thì địa vị của hai lão giả áo tím này cũng không cao lắm, giống như chỉ là hai hộ vệ của thiếu nữ áo tím này mà thôi. Được cường giả địa tôn cảnh tầng thứ 9 là hộ vệ, thiếu nữ áo tím này nhất định có thân phận không bình thường. Rất nhiều người đều cười nhạo Ninh tiểu xuyên cảm thấy hắn đang muốn trêu đùa mọi người. Bởi vì, căn bản không có người nào rơi vào U Linh Hà mà còn có thể sống sót bỏ ra. Tên thiên tài tuấn kiệt của lôi tộc tên là Lôi Cửu, hắn chính là nhân kiệt xếp hạng thứ 9 trong đám thế hệ trẻ của lôi tộc, mặc dù còn trẻ, nhưng tu vi võ đạo đã bước vào địa tôn cảnh, thành tựu tương lai không thể hạn lượng. Lôi Cửu đi về phía Ninh Tiểu Xuyên, bước chân trầm ổn, cơ thể tráng kiện, trong lời nói có vài phần mỉa mai, nói: "Tiểu tử, không phải ngươi nói là ngươi bò lên từ trong U Linh Hà sao? Không bằng, người hãy biểu diễn cho chúng ta xem một chút những thiên kiêu đệ tử trong đại tộc của chúng ta đều rất chờ mong với thần thông võ đạo của ngươi a ha ha lôi cửu ngươi làm vậy không phải đang ước hiếp tán tu võ đạo người ta hay sao sau khi nhảy vào u linh hà còn có thể bò lên được ư một người khác trong đại tộc lên tiếng trong lời nói có vài phần hả hê lôi cửu khoanh tay nói không thể nói như vậy được hắn đã dám tuyên bố mình có thể từ trong u linh hà bò ra nhất định thân mang thần thông không tầm thường a những tên đệ tử của lôi tộc sau lưng lôi cửu đều cười rộ lên tiểu tử, nhảy đi, nếu ngươi không nhảy, để chúng ta tới giúp ngươi. Cứ bốc phét đi, địa ngục thủy này cho dù là thiên nhân cũng khó mà chịu nổi, ngươi cho rằng mình là thần linh sao? Một vài thiếu nữ mặc đạo bào của Huyền Thanh Quan cũng đều nhìn về phía U Linh Hà. Các nàng đã từng nghe qua thủ đoạn của Lôi Cửu, trong mắt lộ ra vài phần thương cảm, biết rõ võ giả tán tu này hôm nay gặp xui xẻo rồi. Việc này tùy thời đều phát sinh, căn bản cũng không có người nào muốn quản, tất nhiên sẽ không có người nào ăn no không có việc gì làm vì che chở cho một võ giả tán tu mà đắc tội với quái vật khổng lồ như lôi tộc. Lôi cửu thế ra, vừa rồi hắn chỉ nói mê nói sảng mà thôi, người cần gì phải tưởng thật. Huynh đài, người còn không mau đi đi, chọc giận lôi cửu thiếu ra, cho dù người có 10 cái đầu cũng không đủ chớm. Tên nam tử cao gầy lại nháy mắt với Ninh Tiểu Xuyên, ra hiệu cho hắn nhanh đào tẩu. Ninh Tiểu Xuyên vẫn thở ơ lạnh nhạt, cũng không hề có ý định trốn chạy. Như vậy cũng quá không có đạo lý rồi, bản thân chỉ thuận miệng nói mà thôi, có liên quan cái dám gì đám người này châm chọc khiêu khích thì cũng bỏ đi, không ngờ còn muốn ép hắn nhảy vào U Linh Hà. Nếu như hôm nay không phải là Ninh Tiểu Xuyên, mà đổi lại là một người khác, chẳng phải thật sự đã bị hắn bức tử trong U Linh Hà rồi sao? Phanh, lôi cửu đánh ra một trường, đánh ngã tên nam tử cao gầy ra đất, sau đó lại một trận quyền đánh chân đá, nói. Tư đồ cảnh, người thật to gan, không ngờ dám quản vào chuyện của lão tử, nếu không phải nể mặt ngươi là trường tôn của tư mã tộc ngươi, lão tử đã đánh chất ngươi từ lâu rồi. Ha ha, người cũng kiên cường đấy, không ngờ lại không kêu một tiếng nào, để ta đánh cho đến khi ngươi cầu xin tha thứ mới thôi. Dù sao thì trưởng tôn của tư đồ tộc, ba năm trước cũng đã bị phế rồi. Nam tử cao gầy bị đánh ngã ra đất, thân hình cuộn tròn lại, trong miệng không ngừng ho ra mấu. Một vài võ giả của lôi tộc sau khi nhìn thấy, liền vung tay vung chân hò hét đấm đá, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh mỉa. Mai, đánh chó mù đường chính là chuyện mà bọn hắn thích nhất, huống hồ còn đánh trưởng tôn của tư đồ tộc, đây quả thật là chuyện khiến bọn hắn cảm thấy rất thoải mái. Phanh, phanh những võ giả trẻ tuổi của lôi tộc căn bản không hề nương tay chút nào hướng về phía nam tử cao gầy này mà tay đấm chân đá lên mặt lên ngực của hắn thiếu nữ áo tím khẽ nhíu mày nói hắn dù sao cũng là trưởng tôn của tư đồ tộc là đệ nhất thiên kiêu của tư đồ tộc ngươi làm nhục hắn như vậy e rằng người của tư đồ tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu lôi cửu cười nói nếu là ba năm trước có lẽ ta còn có thể kính sợ hắn vài phần đáng tiếc là hắn đã bị phế rồi ở trong tư đồ tộc cũng là phế vật bị xa lánh và khinh nhục nếu như ta đánh cho hắn cầu xin tha thứ thì có lẽ rất nhiều người trong tư đồ tộc còn vỗ tay khen hay nữa ấy chứ ha ha còn không mau động thủ đi nếu người nào có thể đánh cho tư đồ đại thiếu ra phải xin tha ta sẽ thưởng cho hắn một nghìn huyền thạch ha ha một vài võ giả trẻ tuổi của lôi tộc cũng không nhịn được nữa tất cả đều chạy tới tay đấm chân đá tàn nhẫn với tư mã cảnh đang cuộn tròn trên mặt đất trong đó có hai võ giả trẻ tuổi của lôi tộc còn đi về phía ninh tiểu xuyên bọn hắn đã được lôi cử ra hiệu muốn ném ninh tiểu xuyên vào trong u linh hà võ giả được sai phái tới táng thần sơn nhất định đều là tài tuấn đỉnh cao thế hệ trẻ của lôi tộc hai võ giả trẻ tuổi này đều là tu vi thoát tục cảnh tại ngọc lam đế quốc với tu vi võ đạo của bọn há cũng có thể được phong làm khách khanh trưởng lão trong phủ đệ của vương hầu rồi phanh phanh không hề có bất kỳ dấu hiệu nào hai tên thiên tài trẻ tuổi của lôi tộc đều hét thảm một tiếng đồng thời bi ném bay ra ngoài rơi vào trong u linh hà phát ra hai tiếng ùm ùm liền chìm xuống đáy sông lúc hai tiếng hét thảm vang lên tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi nhìn chằm chằm về phía ninh tiểu xuyên đứng ở bờ u linh hà vừa rồi tất cả mọi người đều chú ý đến người bị đánh là tư đồ cảnh căn bản không ai rảnh quan tâm đến sống chất của một tán tu võ đạo thế nhưng tại sao thiên tài tuấn kiệt của lôi tộc lại rơi vào trong u linh hà rơi vào u linh hà thì tất nhiên chỉ có một con đường chất đám võ giả trẻ tuổi của lôi tộc đang đánh tư đồ cảnh lập tức bao vây ninh tiểu xuyên trong mắt lộ ra thần sắc phẫn nộ chỉ hận không thể nghiền ninh tiểu xuyên thành cho ánh mắt lôi cửu cũng rất lạnh lẽo trầm giọng nói vừa rồi xem như ta nhìn lầm rồi các hạ không ngờ còn là một cao thủ võ đạo chẳng qua cho dù tu vi võ đạo của ngươi có cao hơn thì đắc tội với lôi tộc cũng chỉ có con đường chất lôi hải lôi báo hai ngươi xông lên thử xem tiểu tử này rốt cuộc có thủ đoạn gì lúc trước hai tên tài tuấn trẻ tuổi của lôi tộc không chút dấu hiệu rơi vào trong u linh hà khiến cho lôi cửu không dám xem nhẹ võ giả tán tu trước mắt cho nên hắn mới điều động hai đệ tử lôi tộc khác đều là cao thủ nhất lưu trong đám võ giả trẻ tuổi Lôi Hải và Lôi Báo đều là nhân kiệt thoát tục cảnh tầng thứ 9, trong lôi tộc cũng được xem là cường giả hiếm có thuộc thế hệ trẻ. Thế nhưng, chuyện càng quỷ dị hơn đã xảy ra. Lôi Hải và Lôi Báo lao về phía Ninh Tiểu Xuyên nhưng không chiến đấu với hắn mà từ hai bên trái phải vượt qua Ninh Tiểu Xuyên. Tùm, tùm, hai người nhảy vào U Linh Hà, chỉ bắn lên vài bọt nước rồi hoàn toàn chìm xuống đáy sông. Cảnh tượng này thực sự quá đáng sợ, ngay cả Lôi Cửu cũng biến đổi sắc mặt. Lôi Hải, Lôi Báo điên rồi ư? Tại sao lại nhảy xuống U Linh Hà? một nữ tử trẻ tuổi trong lôi ra vô cùng chấn kinh. Lẽ nào trong U Linh Hà có quỷ nước, hút hồn phách, dụ họ nhảy xuống sông? Tình hình lúc này vô cùng quỷ dị, hai võ giả thoát tục cảnh tầng thứ 9 lại nhảy xuống U Linh Hà tự tử. Không một ai nghi ngờ Ninh Tiểu Xuyên, chẳng ai tin hắn. Lại có bản lĩnh lớn như vậy, lại có cao nhân ngầm giúp các ngươi. Được rồi, coi như hôm nay hai người may mắn, hừ. Lôi cửu lạnh lùng trừng mắt nhìn Ninh Tiểu Xuyên và tư đồ cảnh, cảnh giác nhìn xung quanh, cuối cùng nghiến răng dẫn các võ giả của lôi tộc bỏ đi. Ninh Tiểu Xuyên tiến lại bên cạnh tư đồ cảnh, lấy ra một viên trung cấp đan trị thương đưa cho hắn. Mặc dù tư đồ cảnh không giúp được gì, nhưng ít nhất vì nói giúp Ninh Tiểu Xuyên nên mới bị đánh, Ninh Tiểu Xuyên vẫn là có chút cảm tình với hắn. Tư đồ cảnh nhận lấy trung cấp đan, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Huynh đài lại có trung cấp đan, xem ra không phải võ giả tán tu bình thường. Ninh Tiểu Xuyên cũng không giải thích, chỉ nói, tại hạ là Ninh Tiểu Xuyên, ta có một chuyện muốn biết. Với tu vi của tư đồ huynh, tiến vào vùng đại hoang này thì quả thật quá nguy hiểm. Ninh Tiểu Xuyên có thể nhìn ra tu vi của tư đồ cảnh chỉ là huyền khí cảnh tầng thứ 9. Tu vi này yếu hơn rất nhiều võ giả tán tu khác. Tư đồ cảnh có chút thất vọng, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, nói. Việc này nói ra thì dài, ta cũng chỉ là muốn vào táng thần sơn để tìm vận may thôi. Vẻ mặt hắn trở nên nghiêm túc, Ninh Huynh, phải đề phòng người của lôi tộc. Vừa rồi có một vị cao nhân tiền bối ngầm giúp chúng ta nên lôi cửu mới dẫn tộc nhân bỏ đi. Nhưng lôi cửu là kẻ có thù tất báo, chắc chắn sẽ không để yên đâu nét mặt của ninh tiểu xuyên trở nên cổ quái bốn vị thiên tài tuấn kiệt lôi tộc nhảy xuống u linh hà đương nhiên đều do hắn làm ninh tiểu xuyên dùng sức mạnh của thất khiếu thần ma tâm cung thần không biết quỷ không hay khống chế tâm thần của bốn kẻ đó khiến chúng trở thành tâm nô của hắn bất cứ hành động nào của chúng đều bị ninh tiểu xuyên khống chế vì thế mới có cảnh tượng vừa rồi bốn vị thiên tài lôi tộc như bị chúng ta tự mình nhảy xuống u linh hà ninh tiểu xuyên dùng cách này dọa cho người của lôi tộc sợ hãi mà bỏ đi chính là vì không muốn gây ra quá nhiều rắc rối hắn còn phải tới thượng du u linh hà tìm ngọc ngưng xanh không muốn mất quá nhiều thời gian ở đây đa tạ tư đồ huynh nhắc nhở nhưng ta thật sự phải tới thượng du u linh hà hy vọng sau này có cơ hội gặp lại huynh ninh tiểu xuyên nói tư đồ cảnh vội nói ninh huynh ta không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện quái quỷ gì nhưng ta không thể không nhắc nhở huynh nơi bắt nguồn u linh hà là táng thần sơn ở đây chính là thượng du u linh hà tiến về phía trước nữa thì vào cấm địa tử vong rồi ở đây căn bản không có hắc vụ quỷ nguyên mà huynh nói ninh tiểu xuyên dừng bước lông mày nhăn tít sao lại như vậy có lẽ u linh hà chỉ trải qua táng thần sơn xem ra ta phải vòng qua táng thần sơn rồi bên kia táng thần sơn cũng không có u linh hà tư đồ cảnh lại nói nguồn của u linh hà ở ngay trong táng thần sơn rất nhiều cuộc kịch đều viết như vậy ninh tiểu xuyên đương nhiên không tin điều này hoàn toàn khác với những gì hắn trải qua thế là hắn liền men theo ngoại vi táng thần sơn di chuyển về mặt tây hắn bắt buộc phải tìm thấy thượng du u linh hà phải tìm được hắc phụ quỷ nguyên hắc vụ quỷ nguyên sao có thể tự nhiên biến mất như vậy mãng thần sơn rất lớn và nguy nga bao phủ trong phạm vi bán kính vài trăm dặm không một ai dám tùy tiện xông vào trong núi là một vùng tử địa đã từng có thiên nhân chất tại đây Ninh Tiểu Xuyên men theo dìa táng thần sơn, đi hơn một nghìn dặm mới tới bên kia núi. Nhưng nơi này thực sự quá hoang vu, ngay một ngọn cây cũng không có chứ đừng nói U Linh Hà. Hắn đương nhiên rất không cam tâm, tiếp tục tìm vòng quanh vùng ngoại vi táng thần sơn. Hay thấy lại U Linh Hà thì đã đi đúng một vòng táng thần sơn. Ninh Tiểu Xuyên đứng trên bờ nhìn dòng nước đen kịt, sắc mặt đầy vẻ khó tin. Sao có thể như vậy? Chuyện này là không thể, tuyệt đối không thể. Rõ ràng là bị đầy từ thượng du U Linh Hà xuống hạ du, nhưng khi tìm thấy thượng du U Linh Hà rồi thì phía trước lại không còn đường nữa mà xuất hiện một ngọn núi lớn từng mai táng thần linh. Lẽ nào, lẽ nào tất cả đều có liên quan tới táng thần sơn thần linh mộ táng cải thiên hoán địa? Dù có cải thiên hoán địa thì sao hắc Phụ quỷ nguyên có thể tự nhiên biến mất được? Lạc đào huyết sắc đi đâu rồi? ngọc ngưng xanh đi đâu rồi ninh tiểu xuyên nhìn nước sông u linh hà phía dưới muốn nhảy xuống đáy lần đường lên trên tìm đáp án nhưng với tu vi hiện nay của hắn có thể đứng vững dưới u linh hà đã là cực hạt căn bản không thể lội ngược dòng trừ phi hắn có tu vi thiên nhân cảnh hai ninh tiểu xuyên thở dài một tiếng đúng lúc đó bờ bên kia u linh hà có tiếng ồn ào một vị lão giả mặc đạo bào đi vân xa tới xuống khỏi xe rồi tiến về táng thần sơn vị lão giả này chính là quan chủ của đạo quan cổ tu vi cao thâm nhưng thọ nguyên không còn nhiều, sắp chất già rồi. Vì thế hắn muốn đánh cược một phen, muốn vào U Linh Hà tìm thông linh kỳ dược kéo dài tuổi thọ. Bước chân của hắn rất vững, mỗi bước có thể tiến về phía trước 10 trượng, giống như đi trong khe hở thời không vậy. U Linh Hà chảy ra từ trong Táng Thần Sơn, vậy thì chỉ cần men theo U Linh Hà là chắc chắn vào được Táng Thần Sơn. Đây có lẽ là con đường an toàn nhất để vào Táng Thần Sơn. Vị lão giả đó nói, dứt lời, từ người hắn tràn ra một tầng khí màu xanh, tụ lại thành một tầng nguyên khí đường kính hơn 10 mét, sáu món huyền khí lơ lửng trong tầng nguyên khí bảo vệ hắn ở giữa. Uinh uinh uinh, hai tay lão giả tạo ấn quyết, men theo U Linh Hà đi vào phía trong Táng Thần Sơn. Đi được khoảng hơn 10 dặm thì đột nhiên trong Táng Thần Sơn vang lên tiếng kêu kỳ quái. Lão giả dừng bước, nguyên khí bao quanh người bắt đầu run rẩy. Bùm bùm, sáu thanh huyền khí nối đuôi nhau nổ tung, biến thành một đống sắt vụn. Sắc mặt lão giả đại biến, muốn rút lui nhưng lại có một luồng sức mạnh vô hình khiến hắn không thể động đậy được. Không, không, hắn phát ra tiếng thét như muốn rách phổi, da trên người hắn biến thành màu xám, không ngừng nứt ra, cuối cùng bùm một tiếng nổ tung thành đám bụi mấu. Chỉ đi được hơn mưa oi dặm, một vị võ giả đạo môn đã chất như vậy, khiến ai cũng cảm thấy sợ hãi. Ninh Tiểu Xuyên vốn định men theo U Linh Hà vào trong táng thần sơn để tìm ngọn nguồn U Linh Hà. Nhưng sau khi chứng kiến cảnh tượng kia, hắn thấy hơi lạnh gáy, lập tức từ bỏ ý định. Vẫn là phải nghĩ cách khác, xem ra phải nâng cao thực lực mới có thể vào táng thần sơn được. Nếu đã rất gần với cửu Việt Cương thì đến đó mua một viên địa phẩm huyền thạch trước chỉ cần có một viên địa phẩm huyền thạch là có thể khiến huyền thạch nhân ngẫu bạo phát sức mạnh của thiên nhân cảnh lúc đó vào táng thần sơn cũng có thêm vài phần chắc chắn nhưng ninh tiểu xuyên không hiểu gì về cử việt cương phải tìm người quen thuộc nơi đó giúp đỡ hắn nhìn về bờ bên kia u linh hà ở đó đã có rất nhiều võ giả tán tu giải tán chuẩn bị về cử việt cương rõ ràng kết cục của cao thủ đạo môn vừa rồi đã khiến rất nhiều người rút lui bảo vật tuy tốt nhưng dù tốt thế nào cũng không quan trọng bằng tính mạng tư đồ cảnh nhìn về táng thần sơn trong lòng rất không cam tâm nhưng cuối cùng vẫn thở dài một tiếng rồi theo những võ giả tán tu kia về cửu việt cương vù đột nhiên một bóng người từ trên trời đáp xuống trước mặt hắn ninh huynh không phải ngươi đã đi bên kia táng thần sơn rồi sao sao nhanh như vậy đã về tư đồ cảnh có chút ngạc nhiên mới chỉ một giờ trôi qua đương nhiên hắn không tin ninh tiểu xuyên đã đi một vòng táng thần sơn nếu thật sự có tốc độ khủng khiếp đó thì đúng là khiến thế tục kinh hãi ninh tiểu xuyên nói ta nghĩ thông rồi nên chấp nhận sự thực nguồn của u linh hà chắc là ở trong táng thần sơn thật, tư đồ cảnh cười, dù sao thì người chết rồi không thể hồi sinh, Ninh Huynh thoát khỏi sự bi thương nhanh như vậy là chuyện rất đáng mừng. Không biết tiếp theo Ninh Huynh định thế nào, tư đồ cảnh nghĩ chắc người thân hoặc người yêu của Ninh Tiểu Xuyên chất trong U Linh Hà, do quá đau thương mới nói vài lời điên rồ, còn bất chấp tất cả muốn tìm thượng du của U Linh Hà. Nếu không phải điên thì sao có thể nói mình bò lên từ U Linh Hà? Nếu không phải điên thì sao có thể bất chấp tất cả vào táng thần sơn? Khóe miệng Ninh Tiểu Xuyên khẽ giật, trong lòng thở dài, xem ra lúc trước hắn đã nghĩ mình bị điên rồi. Ninh Huynh sao vậy, tư đồ cảnh thấy Ninh Tiểu Xuyên trầm mặc không nói, có chút lo lắng khuyên. Ninh Huynh, hãy nén đau thương, đôi khi chất lại là giải thoát, chưa chắc sống đã tốt hơn chất. Ninh Tiểu Xuyên nói, ô, tư đồ huynh dường như rất từng trải, tư đồ cảnh cười cay đắng, chúng ta vừa đi vừa nói, ta sẽ kể cho huynh nghe câu chuyện của ta, huynh sẽ thấy ta còn thảm hơn huynh. Tư đồ cảnh từng là đệ nhất thiên kiêu của tư đồ tộc, gần 10 tuổi đã là thần thể cảnh. 22 tuổi đạt tới địa tôn cảnh, trở thành võ giả địa tôn cảnh trẻ tuổi nhất trong lịch sử tư đồ tộc. Nhưng chuyện tốt không kéo dài được lâu, trong một lần lịch luyện, tư đồ cảnh bị một cao thủ thần bí ám toán, lấy mất nhân hình tâm cung của hắn. Tuy sau đó tư đồ cảnh mất một lượng lớn tài nguyên mời một vị đại dưỡng tâm sư trồng lại tâm cung khác vào cơ thể cho hắn nhưng cảnh giới vẫn không ngừng giảm sút. Cuối cùng từ địa tôn cảnh xuống còn huyền khí cảnh tầng thứ 9. Tu vi giảm sút, địa vị tự nhiên cũng giảm theo. Từ thiên tài biến thành phế tài, địa vị của tư đồ cảnh tự nhiên tụt thảm hại, cũng không biết phải chịu bao nhiêu sự sỉ nhục và chê cười. Nghe xong câu chuyện của hắn, Ninh Tiểu Xuyên suýt xoa không thôi. Tư đồ huynh lần này tới táng thần sơn lẽ nào muốn tìm thông linh kỳ dược chữa trị thương thế để tiếp tục tu luyện võ đạo. Tư đồ cảnh lắc đầu cười, đã ba năm, ta cũng nghĩ thông rồi, tu vi thụt lùi thì cứ thụt lùi đi, cùng lắm thì làm người bình thường. Võ giả có niềm vui của võ giả, người thường cũng có niềm vui của người thường. Lần này ta tới táng thần sơn tìm thông linh huyền dược thực ra là để cứu ra ra ta, Gia Gia Huynh không phải tộc vương của tư đồ tộc, tư đồ cảnh thở dài. Nếu Gia Gia ta còn là tộc vương của tư đồ tộc thì lẽ nào bọn lôi cửu dám động thủ với ta? Ai, tộc vương tư đồ tộc đã đổi lâu rồi. Ba năm trước, khi ta bị ám toán, Gia Gia ta cũng bị ám toán, đã nằm liệt giường ba năm nay. Nếu không tìm được thông linh kỳ dược kéo dài tuổi thọ cho lão nhân ra thì e là, e là khó gượng qua năm nay. Vậy Huynh cũng quá thảm rồi, Ninh Tiểu Xuyên thở dài, tư đồ cảnh cười, Trải qua bao thăng trầm trong cuộc sống mới hiểu được sinh mệnh quý giá biết bao nếu không phải ta bị ám toán, mất đi hào quang từng có thì có lẽ ta cũng thành đại tộc thế tử trong mắt không có ai như lôi cửu rồi. Có mất thì cũng có được mà, Ninh Tiểu Xuyên nói, ta cũng từng học y đạo của dưỡng tâm sư, hay là để ta xem thương thế của tư đồ huynh xem sao. Tư đồ cảnh ngạc nhiên, huynh còn là dưỡng tâm sư sao, nếu không phải dưỡng tâm sư thì lúc trước sao ta cho huynh được một viên trung cấp đan trị thương. Ninh Tiểu Xuyên cười, lần này đúng là ta nhìn nhầm rồi thì ra ninh huynh còn là trung cấp dưỡng tâm sư nhưng võ đạo tâm cung của ta bị lấy mất ngay cả đại dưỡng tâm sư cũng bó tay hết khách căn bản không thể hồi phục tuy nói vậy nhưng tư đồ cảnh vẫn tôn trọng ninh tiểu xuyên đưa tay ra cho hắn ninh tiểu xuyên phân ra một đạo tâm thần biến thành một điểm sáng bay vào lòng bàn tay tư đồ cảnh điểm sáng theo huyết mạch của tư đồ cảnh đi một vòng toàn cơ thể hắn kết thúc hành trình điểm sáng bay ra khỏi cơ thể tư đồ cảnh bay trở về cơ thể ninh tiểu xuyên ninh tiểu xuyên chậm rãi mở mắt sắc mặt ngưng trọng có vấn đề, Ninh Huynh phát hiện được điều gì rồi? Ninh Tiểu Xuyên gật đầu. Huynh nói sau khi dị trùng tâm cung bị kẻ khác lấy mất, trong tộc mời đại dưỡng tâm sư giúp Huynh cấy một tâm cung mới. Nhưng không ai nói cho Huynh biết tâm cung mà người đó cấy cho Huynh không những vô cùng bình thường mà còn là tâm cung khiếm khuyết. Cái gì, tâm cung khiếm khuyết, sao có thể như vậy? Vị đại dưỡng tâm sư đó rất có thanh danh ở cửu Việt Cương. Sao có thể cấy cho ta một tâm cung bị khiếm khuyết được? Ninh Tiểu Xuyên cười khẩy, đại dưỡng tâm sư sẽ không làm như vậy, lẽ nào người trong tư đồ tộc sẽ không bảo hắn làm vậy huynh bị ám toán gia gia huynh cũng bị ám toán thiên hạ lấy đâu ra chuyện trùng hợp như vậy ta thấy là trong tộc có kẻ muốn đoạt vị trí tộc vương nên mới cố tình phế cả huynh và cả gia gia huynh tư đồ cảnh cũng từng nghi ngờ như vậy nhưng hắn không dám tin có người không tiếc mất một khoản tài nguyên cực lớn để mời đại dưỡng tâm sư tới giúp hắn lại chính là kẻ hại hắn lẽ nào lẽ nào thật sự là lục gia gia vẻ mặt tư đồ cảnh có vài phần cay đắng rất không muốn tin suy đoán của mình ninh tiểu xuyên nói Lục Gia Gia là ai? Lục Gia Gia là đệ đệ ruột của Gia Gia ta, cũng là tộc vương hiện tại của Tư Đồ tộc. Trước kia cũng là Lục Gia Gia bất chấp sự phản đối của các trưởng lão, dùng một lượng lớn tài nguyên mời đại dưỡng tâm sư giúp ta cấy tâm cung, muốn giúp ta tiếp tục tu luyện. Ninh Tiểu Xuyên nói, nếu hắn thật sự quan tâm huynh như vậy thì bao năm nay sẽ không cho phép tộc nhân ức hiếp huynh rồi. Nếu ta đoán không nhầm, sở dĩ hắn thể hiện đầy đại nghĩa như vậy hoàn toàn là để được Gia Gia huynh ủng hộ, truyền vị trí tộc trưởng cho hắn. Đúng vậy, sau khi gia gia bị ám toán thì nằm liệt giường không dậy được. Gia gia khi ấy cũng cảm thấy Lục gia gia nhân phẩm tốt nhất nên mới truyền vị trí tộc vương, còn bản thân thì lui về dưỡng thương. Tư Đồ Cảnh nói, Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu, giờ ta có thể chắc chắn 100%, huynh và gia gia đều bị ám toán, cứ cho là không phải Lục gia gia đó đích thân ra tay thì chắc chắn cũng liên quan tới hắn. Ninh Tiểu Xuyên là người ngoài, nhưng chỉ người ngoài cuộc mới nhìn được rõ nhất. Tư Đồ Cảnh đương nhiên không phải tên ngốc, cũng biết Ninh Tiểu Xuyên nói rất có lý nở nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, đấm một quyền lên thân cây cứng như thép. Thân cây lõm một lỗ, mà tay hắn cũng rách chảy máu. Ta hận, ta nhất định sẽ nói cho Gia Gia biết, để Gia Gia vạch trần tội ác của tư đồ Nam Liệt. Vô ích thôi, ta đoán Gia Gia Huynh chắc chắn đã nhận ra bộ mặt thật của tư đồ Nam Liệt. Dù sao Gia Gia Huynh cũng từng là tộc phương, tâm trí không tầm thường, tư đồ Nam Liệt cùng lắm chỉ lừa được một thời gian mà thôi. Nhưng giờ tư đồ Nam Liệt đã là tộc phương tư đồ tộc, các huynh căn bản không thể đối kháng với hắn gia gia huynh sở dĩ không cho huynh biết là vì sợ huynh nhất thời kích động mà lấy chứng chọi đã tư đồ cảnh cũng bình tĩnh lại không sai giờ tư đồ nam liệt đã nắm được cả tư đồ tộc tâm phúc của gia gia ta không phải chất một cách khó hiệu thì bị phái tới vùng đất xa xôi giờ ta lại chỉ là một phế nhân căn bản không phải đối thủ của hắn ninh tiểu xuyên nói tu vi của huynh tuy lùi còn huyền khí cảnh nhưng dù gì huynh cũng từng là đệ nhất thiên tài tư đồ tộc nếu tâm cung của huynh hồi phục được thì sẽ có cơ hội tư đồ cảnh lắc đầu huynh đã là dưỡng tâm sư thì chắc hẳn cũng biết một võ giả một đời chỉ có thể cấy một lần tâm cung giờ tâm cung trong cơ thể ta đã tàn khuyết nghĩa là sau này không thể tu luyện được nữa rồi ninh tiểu xuyên cười một võ giả cả đời chỉ có thể cấy một lần tâm cung nhưng ta lại biết một cách có thể khiến tâm cung bị lấy đi mọc trở lại cái gì huynh có thể khiến nhân hình tâm cung của ta mọc lại sao có thể ngay cả đại dưỡng tâm sư cũng nói đó là không thể lẽ nào lẽ nào huynh là đại dưỡng tâm sư tư đồ cảnh nhìn ninh tiểu xuyên vừa kinh ngạc vừa hoài nghi Ninh Tiểu Xuyên nói: "Tuy ta không phải đại dưỡng tâm sư nhưng đôi khi lại có những việc đại dưỡng tâm sư không làm được, nhưng ta thì lại làm được." Tư Đồ Cảnh vội cúi người trước Ninh Tiểu Xuyên: "Nếu Ninh huynh có thể khiến tâm cung của ta mọc trở lại, dù huynh muốn trả công thế nào Tư Đồ cảnh ta cũng bất chấp tất cả thực hiện bằng được." Ninh Tiểu Xuyên cười: "Tư Đồ huynh không cần dùng đại lễ như vậy, với người khác có lẽ đây là việc không thể, nhưng với ta thì lại rất đơn giản. Chỉ cần một giọt máu của Tư Đồ huynh là được, một giọt máu là có thể khiến tâm cung mọc lại." ha ha chưa biết chừng nếu vận khí tốt thì tu vi của tư đồ huynh có thể hồi phục bảy tám phần ninh tiểu xuyên cười tư đồ cảnh đã xúc động không nói được nên lời hắn căn bản không cầu tu vi có thể hồi phục chỉ cần cho tâm cung mọc lại hắn tin với sự nỗ lực của mình có thể lấy lại tu vi đã mất không do dự tư đồ cảnh ngưng tụ một thanh huyền khí đoản kiếm cứ ngón tay ninh tiểu xuyên lấy một giọt mấu của tư đồ cảnh dùng nguyên khí đưa giọt mấu này vào huyết mạch mấu tới tim của ninh tiểu xuyên lơ lửng trong tâm khiếu Tâm khiếu trong thất khiếu thần ma cung đại diện cho sinh mệnh, đại diện cho mặt thần tính của tâm cung. Huyết khiếu, đại diện cho hủy diệt, đại diện cho mặt ma tính của tâm cung. Các đại dưỡng tâm sư khác đương nhiên không thể khiến tam cung đã bị lấy mất mọc trở lại. Nhưng tâm khiếu của thất khiếu thần ma cung lại có thể. Tâm cung của tư đồ cảnh tuy đã bị lấy đi, nhưng huyết mạch của hắn đều được sinh ra do tâm cung trước đó, nên có một chút khí thức của tâm cung. Ninh Tiểu Xuyên chỉ cần rút khí thức này ra là có thể dùng sức mạnh của tâm khiếu tạo ra nhân hình tâm cung. Thời gian trôi đi, đã qua nửa tháng, Ninh Tiểu Xuyên ngồi trên một cỗ xe thanh lộc mã bình thường tới cửu Việt Vương. Đột nhiên hắn mở mắt, ánh mắt lóe sáng, cười. Được rồi, tư đồ cảnh đang đánh xe, vén rèm lên, vui mừng nói. Ninh Huynh, thành công rồi, Ninh Tiểu Xuyên gật đầu. Đúng vậy, ta tìm một nơi yên tĩnh chuẩn bị hồi phục tâm cung thôi. Vậy đến chỗ ta ở hiện nay, chúng ta cách nơi đó một ngày đường. Đương nhiên tư đồ cảnh rất hưng phấn, vùng roi thúc thanh lộc mã chạy nhanh hơn. Họ đã ra khỏi Đại Hoang, vào biên giới phía bắc của Cửu Việt Cương rồi. Cỗ xe thanh lộc mã dưới sự điều khiển của Tư đồ Cảnh Lao đi như gió về phía tòa cổ thành lớn nhất biên giới phía bắc Cửu Việt Cương. Khi hoàng hôn xuống cuối cùng họ cũng tới ngoài Thiên Thạch Thành. Xe ngựa không vào Thiên Thạch Thành mà tới một thôn trang nhỏ cách Thiên Thạch Thành không xa. Xe dừng trước một ngôi nhà gỗ thấp bé, nhảy xuống xe, Tư đồ Cảnh mời Ninh Tiểu Xuyên vào trong nhà. Ninh Tiểu Xuyên nhìn cách bài trí trong gian nhà, đơn giản mà sạch sẽ tư đồ cảnh nói một năm trước ta đã dọn ra khỏi tộc ở lại thôn trang này một là để tránh sự sỉ nhục của người trong tộc hai là có thể vào đại hoang tìm thông linh kỳ dược bất cứ lúc nào chúng ta bắt đầu đi ninh tiểu xuyên đã dùng tâm thần kiểm tra trong thôn trang không có nguy hiểm ở đây đều là người bình thường sinh sống nửa ngày qua đi uyên trong căn nhà gỗ nhỏ bạo phát một luồng nguyên khí mạnh mẽ một chiếc cột bạch quang bắn lên từ nóc nhà tư đồ cảnh bay ra khỏi cột ánh sáng tung ra một quyền ấn ký khổng lồ khiến cả căn nhà gỗ nổ tung thành một đống đổ nát từ giờ hắn không còn cần sống chui lủi ở nơi này nữa. Tư đồ cảnh nhìn nắm đấm của mình, rồi lại nhìn căn nhà đã tan tành, xúc động đến chảy nước mắt, hét lớn. Tư đồ cảnh ta đã hồi sinh, những kẻ hãm hại, ta, xỉ nhục ta, ước hiếp ta, ta sẽ bắt các ngươi phải trả bằng hết. Sau một tiếng hét dài, hắn như đã phát tiết hết sự ấm ức bao năm qua, dần bình tĩnh lại. Ninh Tiểu Xuyên chắp hai tay sau lưng, bay tới trước mặt hắn. Tư đồ huynh, tu vi của huynh tuy hồi phục ba phần nhưng vẫn chưa thích hợp giao đấu, Tâm cung hiện tại của huynh còn rất non nớt, sau khi nó cứng cáp rồi, có lẽ tu vi sẽ hồi phục được 7 phần của 3 năm trước." Tư Đồ Cảnh gật đầu, rồi bỗng quỳ xuống. Tư Đồ Cảnh ta ngoài phụ mẫu ra chưa từng quỳ trước bất cứ ai. Nhưng Ân công có ơn tái tạo với ta, nhất định phải nhận của Tư Đồ Cảnh ba lạy. "Huynh không cần phải dùng đại lễ như vậy, chúng ta vẫn xưng hô huynh đệ đi, ta giúp người chỉ xem đối phương có thuận mắt hay không. Với những người ta thuận mắt có thể giúp đỡ không cần báo đáp." Nếu không thuận mắt thì dù hắn có lại ta vạn lần, tặng ra núi vàng núi bạc ta cũng không giúp." Ninh Tiểu Xuyên nói, Tư Đồ Cảnh nói, "Cái này khác, với Ân Công thì chỉ là chữa trị một người bệnh bình thường, nhưng với ta lại là cơ hội hồi sinh, sau khi nhận của ta ba lạy, chúng ta lại làm huynh đệ cũng chưa muộn." Ninh Tiểu Xuyên cười khổ không nói, Tư Đồ Cảnh đã cố chấp như vậy thì chẳng ai thay đổi được hắn. Cộp cộp cộp, sau ba lạy, Tư Đồ Cảnh đứng dậy, lại cúi người hành lễ với Ninh Tiểu Xuyên, nói: "Ninh huynh là cao nhân thâm tàng bất lộ." Ta còn một việc muốn nhờ Ninh huynh giúp. Huynh muốn nhờ ta chữa trị cho Gia Gia? Đúng vậy, tuy tu vi của ta đã có thể hồi phục, nhưng với sức mạnh của ta căn bản không thể chống lại Tư Đồ Nam Liệt. Chỉ khi thương thế của Gia Gia hồi phục mới có thể lật đổ Tư Đồ Nam Liệt. Kỹ thuật của Ninh huynh cao siêu hơn cả những dưỡng tâm sư ta từng gặp. Chỉ cần Ninh huynh chữa khỏi cho Gia Gia ta, sau này việc của Ninh huynh chính là việc của Tư Đồ tộc bọn ta." Tư Đồ cảnh nhìn Ninh Tiểu Xuyên với ánh mắt mong chờ. Ninh Tiểu Xuyên trầm tư một lúc nói, "E là khiến Tư Đồ huynh phải thất vọng rồi." ta có một người bằng hữu rất quan trọng, hiện không biết đang ở đâu, ta buộc phải về tìm nàng ấy. nếu không tìm được thì ta nhất định sẽ đích thân tới tư đồ tộc xem thương thế của gia gia huynh. nếu có thể chữa ta nhất định sẽ dốc sức. thấy ninh tiểu xuyên không từ chối, tư đồ cảnh vui mừng. không biết vị bằng hữu đó của ninh huynh mất tích ở đâu. trong thiên thạch thành có tộc nhân của tư đồ tộc, trong đó có một vị gia tướng tâm phúc của gia gia ta. ta có thể đi nhờ người ấy phái người giúp ninh huynh tìm người. ninh tiểu xuyên lắc đầu, không cần đâu việc này có lẽ liên quan tới sự xuất hiện của táng thần sơn chưa biết chừng nàng ấy đang bị nhốt trong táng thần sơn tư đồ huynh chắc rất hiểu về cử việt cương không biết nơi nào có thể đổi được địa phẩm huyền thạch địa phẩm huyền thạch ninh tiểu xuyên nhíu mày địa phẩm huyền thạch khá hiếm gặp hơn nữa giá lại cao đến mức đáng sợ chỉ có những đại tộc và đạo quan cấp cao ở cử việt cương mới có được một lượng nhỏ ở biên giới phía bắc cử việt cương thì có lẽ chỉ yến tộc có khu khai khoáng mới có phải làm thế nào để tìm tới những người cấp cao trong yến tộc ninh tiểu xuyên mừng rỡ tư đồ cảnh cười nói cả khu vực phía bắc cử việt cương đều là lãnh địa của yến tộc ở bất cứ thành trì nào cũng tìm thấy người của yến tộc nếu ninh huynh thật sự muốn đổi địa phẩm huyền thạch thì ta cũng có một cách ồ tư đồ huynh nói thử xem tư đồ cảnh nói mỗi đại tộc đều có khu buôn bán riêng của mình yến tộc cũng vậy mỗi tháng khu buôn bán yến tộc đều tổ chức một lần hội đấu giá quy mô lớn những thứ mang ra bán đều là bảo vật quý sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý Ta chỉ cần lan truyền tin có người sẽ mua địa phẩm Huyền Thạch với giá cao, yến tộc nhất định sẽ nắm lấy cơ hội này, sẽ đưa ra một viên địa phẩm Huyền Thạch đấu giá. Dù sao giá trị của một viên địa phẩm Huyền Thạch tương đương 100 vạn viên Huyền Thạch, nhưng nếu bán được 130 vạn viên Huyền Thạch thì nghĩa là kiếm không được 30 vạn viên Huyền Thạch. Con số 30 vạn viên Huyền Thạch không phải nhỏ, rất nhiều đại tộc chưa chắc đã có đủ. Nhưng như vậy Huyền Thạch Ninh huynh phải dùng chắc chắn sẽ không ít, có chút được không đủ bù mất. Ninh Tiểu Xuyên cười, chỉ cần có được một viên địa phẩm Huyền Thạch tốn bao nhiêu huyền thạch cũng đáng giờ chúng ta tới thiên thạch thành cứ làm theo cách từ đồ huynh đi một viên địa phẩm huyền thạch với người khác mà nói chỉ là một viên huyền thạch cao cấp nhưng với ninh tiểu xuyên lại đại diện cho sức mạnh của thiên nhân cảnh cửu việt cương là nền văn minh hỗn loạn không chỉ có người tu võ tu đạo mà còn có không ít người tu phật tới truyền giáo ngoài ra có rất nhiều huyền thú trùng tộc cũng giống ở cửu việt cương thậm chí có thể xây động phủ trong thành trì của con người tranh giành với võ giả tài nguyên và địa bàn tu luyện Thiên Thạch Thành là đệ nhất đại thành ở phía bắc cửu Việt Cương. Vì gần với đại hoang nên rất nhiều huyền thú đi qua Thiên Thạch Thành. Vì thế số lượng huyền thú trong Thiên Thạch Thành gần như nhiều bằng số lượng võ giả. Trong Thiên Thạch Thành có rất nhiều đại thế lực, thế lực con người mạnh nhất đương nhiên là yến tộc. Nhưng ngoài các đại thế lực của con người, còn có không ít đại thể lực của các chủng tộc huyền thú. Chúng đều chiếm cứ một phương trong Thiên Thạch Thành, thường xuyên xảy ra chiến tranh với võ giả con người. Lúc này, Ninh Tiểu Xuyên đang ngồi trên một tử lâu trong Thiên Thạch Thành, tắm rửa một lượt xong gọi một bàn đồ ăn lớn hắn rất lâu rồi không được ăn một bữa ra trò rồi tắm tắp ngủ nghê cũng không đôi khi hắn cảm thấy cuộc sống của người bình thường thật sự rất dễ chịu ngồi trên ghế tắm nắng nhìn những võ giả và huyền thú đi lại dưới phố thật ra trí tuệ của huyền thú đều rất cao chỉ cần có tâm học thì rất nhanh sẽ biết ngôn ngữ của con người cách đó không xa một con báo hoa ngũ phẩm huyền thú đang trả giá với một võ giả con người cuối cùng con báo hoa đã dùng ba viên huyền thạch mua một phần ôn huyết dịch ninh tiểu xuyên nhìn rồi bất giác mỉm cười Cảnh tượng này gần như không thể thấy ở Ngọc Lam Đế Quốc. Nếu trên phố Ngọc Lam Đế Quốc xuất hiện một con ngũ phẩm huyền thú thì có lẽ rất nhanh sẽ bị cao thủ rất chất, lấy huyền thạch trong cơ thể nó. Cũng nói thêm, trong thiên thạch thành, thế lực huyền thú rất lớn, ngay võ giả con người cũng không dám tùy tiện rất chúng. Tư đồ cảnh từ dưới lầu đi lên, ngồi xuống đối diện Ninh Tiểu Xuyên, rót một chén rượu uống cạn xong cười. Ta đã cho triệu bá sai người lan truyền tin rồi, tin chắc rất nhanh Yến Tộc sẽ biết tin. Hơn nữa ta còn cho triệu bá lấy được một tấm lệnh bài vào hội đấu giá, Ninh Huynh chỉ cần đợi 10 ngày sau tham gia hội đấu giá là được. Tư đồ cảnh lấy một tấm lệnh bài màu đen ra đặt lên bàn. Ninh Tiểu Xuyên nhìn tấm lệnh bài một cái, rồi lại thu vào trong ống tay áo, nói. Xem ta vị triệu bá của huynh địa vị ở thiên thạch thành cũng không thấp. Tư đồ cảnh tâm trạng rất tốt, từ sau khi tâm cung tự mọc lại, hắn cũng có thêm vài phần tự tin. Đương nhiên rồi, triệu bá từng là đệ nhất gia tướng của tư đồ tộc, ngay tư đồ nam liệt cũng không làm gì được, chỉ có thể điều hắn tới loại thành trì xa xôi như thiên thạch thành. Triệu Bá là tổng phụ trách của tư đồ tộc trong thiên thạch thành, lấy lệnh bài vào hội đấu giá không khó, nhưng... Sao vậy, vẻ mặt tư đồ cảnh nghiêm nghị, tiên táng thần sơn xuất thế đã dung chuyển cả cửu Việt Cương. Rất nhiều đại gia tộc đã phái cao thủ tới thiên thạch thành. Giờ cục thể thiên thạch thành phức tạp, hỗn loạn hơn trước nhiều lần. Các võ giả lần trước tới táng thần sơn, phần lớn đã trở về. Thiên thạch thành, nhưng những đại tộc và các đạo quan đều có địa vị siêu nhiên, tuyệt đối không thể từ bỏ như vậy, có lẽ đang đợi thêm cao thủ để xông vào táng thần sơn. Ninh Huynh nếu thật sự phải vào táng thần sơn, tốt nhất nên theo sau các đại tộc, đạo quan kia, để họ mở đường. Ninh Tiểu Xuyên khẽ gật đầu, tư đồ Huynh yên tâm, nếu không có phải phần chắc chắn thì ta sẽ không tùy tiện xông vào táng thần sơn đâu. Lúc này, nội dung đối thoại của mấy thực khách cách đó không xa thu hút sự chú ý của Ninh Tiểu Xuyên và tư đồ cảnh. Nghe nói Yến Minh Châu Tiểu Thư của Yến Tộc sẽ đích thân tới Thiên Thạch Thành. Sao ngươi biết, tin ở đâu thế, võ giả bên cạnh kích động hỏi. Người kia cười, 10 ngày nữa Yến tiểu thư sẽ đích thân tới chủ trì hội đấu giá yến tộc, vật phẩm đấu giá còn có liên quan tới Táng Thần Sơn. Khi nghe tới tên Yến Minh Châu, sắc mặt Tư Đồ Cảnh hơi thay đổi, nhưng rồi rất nhanh đã trở lại bình thường, căn bản không nhìn ra có gì lạ. Những thay đổi nhỏ đó đương nhiên không thoát khỏi mắt Ninh Tiểu Xuyên, tay nghịch chén rượu trên bàn, hắn hỏi: "Hình như Tư Đồ huynh và vị yến cô nương đó có quan hệ không tầm thường." Tư Đồ Cảnh lắc đầu cười, vẫn là không giấu được Ninh huynh, nói vậy thì ta càng tò mò hơn về vị yến cô nương đó rồi ánh mắt tư đồ cảnh trầm xuống, nếu người khác nhắc tới nữ nhân đó thì chắc chắn ta sẽ trở mặt với hắn. Thật ra cũng chẳng có gì đáng kể, nữ nhân này nếu nói về tướng mạo có lẽ có thể nói là cấp thiên tiên. Nếu luận tư chất tu luyện, cũng là thiên tài hàng đầu trong những người trẻ tuổi, thậm chí có thể ngang ngửa với thập đại cao thủ trẻ tuổi của Cửu Việt Cương. Nhưng luận nhân phẩm thì đến sách xếp cho ta cũng không xứng. Ninh Tiểu Xuyên lại càng hứng thú, đánh giá thấp như vậy, xem ra nàng ta đã làm việc gì có lỗi với huynh tư đồ cảnh lại rót đầy một chén rượu nốc cạn rồi nói ba năm trước nàng ta là vị hôn thê của ta nửa năm sau thì nàng ta gả cho đại công tử lôi tộc tuy tư đồ cảnh chỉ nói hai câu nhưng đã nói được hết những gì cần nói rồi ninh tiểu xuyên trầm mặc một hồi cuối cùng cũng rót rượu cho mình nói thiên hạ ở đâu không có nữ nhân hà tất phải vì một người mà đau khổ khi tu vi của huynh hồi phục muốn bao nhiêu nữ nhân mà không có chứ tư đồ cảnh rót rượu cười thật ra đã ba năm rồi ta cũng không để tâm nhiều nữa nào, cạn chén, uống xong rượu, từ đồ cảnh về phòng tu luyện, tranh thủ hồi phục tu vi nhanh nhất có thể. Ninh Tiểu Xuyên cũng về phòng, thả hắc ma quỷ bức thú trong huyền thú dám ra bảo vệ trên nóc nhà. Hắn cũng gọi dưỡng tâm chân đỉnh ra đặt dưới đất, tranh thủ 10 ngày còn lại luyện chế một ít thiết cốt đan. Thứ nhất có thể tích lũy kinh nghiệm luyện đan, tăng tỷ luyện luyện đan thành công. Hắn muốn sớm đạt được tiêu chuẩn đại dưỡng tâm sư luyện chế cao cấp đan, tỷ lệ thành công là 7 phần. Thứ hai còn 10 ngày nữa là hội đấu giá, muốn mua một viên địa phẩm huyền thạch chắc chắn phải mất rất nhiều huyền thạch huyền thạch hắn có đều là từ sào huyệt bạch ly lão tổ tập hợp lại cũng chỉ có 200 vạn viên nhưng với hình thức bán đấu giá để mua địa phẩm huyền thạch nhỡ phát sinh tình huống bất ngờ 200 vạn viên huyền thạch chắc chắn không đủ luyện chế thêm một ít thiết cốt đan bán hết ra sẽ có thu nhập không tồi cũng không biết có phải vì biến nguyên khí trong cơ thể thành thiên võ nguyên khí không mà tốc độ luyện đan của ninh tiểu xuyên lại tăng lên gấp đôi mất một ngày là luyện được một lò đan dược bốn ngày hắn luyện chế ra bốn lò và thành công được hai lò đan dược tỷ lệ thành công đã là 5 phần Tinh thần Ninh tiểu xuyên phấn chấn thế là tiếp tục luyện chế thiết cốt đan 5 ngày sau hắn luyện chế 5 lò trong đó có 3 lò thành công 9 ngày hắn luyện được 9 lò đan dược trong đó thành công 5 lò 4 lò thất bại tỷ lệ thành công đã trên một nửa sắp được 6 phần rồi trong thời gian ngắn như vậy nâng tỷ lệ thành công lên sáu phần đã khiến Ninh tiểu xuyên khá hài lòng tỷ lệ thành công cũng sắp bằng đại dưỡng tâm sư rồi 5 lò đan dược luyện chế thành công trong đó lò luyện ít nhất được 5 viên thiết cốt đan lò nhiều nhất là 9 viên giờ ta đã có tất cả 37 viên thiết cốt đan. Thiết cốt đan là cao cấp đan, giá trị mỗi viên phải trên 2 vạn viên huyền thạch. Bán cùng lúc 37 viên chắc chắn giá trị sẽ cao hơn một chút. Ngày mai là ngày đấu giá rồi, Ninh Tiểu Xuyên định mai bán thiết cốt đan đổi lấy huyền thạch. Ninh Tiểu Xuyên tìm tư đồ cảnh, định bảo hắn giới thiệu khách mua ổn định một chút, dù sao thì hắn cũng rất thông thuộc cửu Việt Vương. Sau 9 ngày tu luyện tu vi của tư đồ cảnh đã hồi phục được 6 phần. Bề mặt ra hắn có nguyên khí màu trắng lưu động, chỉ những hành động nhỏ cũng tỏa ra khí thế mạnh mẽ. Ninh Tiểu Xuyên thầm đánh giá tu vi của tư đồ cảnh, vào thời điểm đỉnh cao nhất của hắn 3 năm trước có lẽ cũng là địa tôn cảnh tầng thứ bảy. Đúng là không hổ là thiên tài có nhân hình tâm cung. Người có nhân hình tâm cung chính là kỳ tài võ đạo trời sinh. Một khi bước vào con đường tu luyện, nhục thân sẽ cực kỳ cường đại, thần thông võ đạo ngưng luyện cũng hơn hẳn người thường. Chỉ luận chiến lược thì trong cùng cảnh giới, không hề thua kém thất khiếu thần ma cung hay hỗn độn tâm cung. Nhưng ưu thế của nhân hình tâm cung thể hiện ở chiến đấu lực, còn Thất Khiếu Thần Ma Cung và Hỗn Độn Tâm Cung thì đều có thủ đoạn đặc biệt khác. Ví dụ, võ giả có Thất Khiếu Thần Ma Cung sau khi đạt tới cảnh giới nhất định có thể thấy người khác đang nghĩ gì, có thể khống chế kẻ địch, dùng sức mạnh tâm thần âm thầm hủy hoại tâm cung của người khác, đồng thời cũng có thể giúp người khác chữa trị tâm cung đã bị tổn hại. Võ giả có Hỗn Độn Tâm Cung thì nắm trong tay sức mạnh của không gian và thời gian. Đây cũng là điểm mà võ giả nhân hình tâm cung không thể sánh được. Từ đồ cảnh cảm nhận được Ninh Tiểu Xuyên tới, liền thu nguyên khí lại, mở mắt, đứng dậy cười. Sao huynh tới đây, Ninh Tiểu Xuyên liền nói rõ mục đích của mình, 37 viên cao cấp đan, nhiều, nhiều vậy sao? Tư đồ cảnh giật mình, chép miệng nhìn Ninh Tiểu Xuyên như nhìn một đại gia. Chẳng trách mà Ninh huynh dám mua địa phẩm huyền thạch, quả nhiên gia tài không nhỏ, dưỡng tâm sư các huynh cũng giàu quá đi. Cao cấp đan ngay cả ở cửu Việt Cương cũng là thứ khá quý giá. Mỗi viên cao cấp đan đều có giá trị liên thành, cùng lúc lấy ra 37 viên cao cấp đan sao có thể không khiến tư đồ cảnh kinh ngạc. Thuần Dương Kim Thân nói, ở Thiên Thạch Thành không nhiều thế lực có khả năng mua một lúc 37 viên cao cấp đan. Tuy các đại tộc đều có phân bộ ở Thiên Thạch Thành nhưng không thể lấy một lúc ra nhiều huyền thạch như vậy. Chỉ bằng Ninh huynh chia đợt ra mà bán, chuyên bán cho các cửa tiệm của các đại tộc ở Thiên Thạch Thành. Chắc chắn bán được giá không tồi, giờ ta cho người ghi một bản danh sách địa chỉ các cửa hàng. Tu vi của Tư Đồ Cảnh hồi phục, hắn đã liên lạc với một số cường giả của Tư Đồ tộc, cũng có được một số thế lực tiềm tại. Không lâu sau Tư Đồ Cảnh đã trở lại, đưa một bức thư cho Ninh Tiểu Xuyên đây là địa chỉ các cửa hàng của cửu đại tộc trong thiên thạch thành. Giờ chúng ta đến từng nơi một, nhưng để an toàn chúng ta nên thay đổi dung mạo một chút. Cái này để ta, Ninh Tiểu Xuyên lấy ra hai viên thác cốt đan, đưa một viên cho tư đồ cảnh. Hai người uống xong, xương cốt trong cơ thể to lên, màu da cũng thay đổi, cơ thịt chuyển động, biến thành hai đại hán mặt đen cao lớn. Hai người tới cửa hàng lớn nhất của lôi tộc ở Thiên Thạch Thành trước Thiên Lôi Các. Thiên Lôi Các xây dựng tại khu, vực trung tâm Thiên Thạch Thành, quanh đó đều là các cửa hàng bán huyền dược, có rất nhiều võ giả con người trẻ tuổi đi trên đường, nam thì tuấn lãnh phiêu giật, nữ thì dung mạo tuyệt trần. Đương nhiên trong đó cũng có một số cao cấp huyền thú biến thành hình người, chúng cũng mua huyền dược để tăng cảnh giới, trị thương. Huyết nhục thể chất của cao cấp huyền thú đều hơn xa con người. Nhưng về luyện đan dược thì chúng thua xa, cao phẩm huyền dược chúng đào được đều đem tới cương vực của con người, tìm dưỡng tâm sư giúp chúng luyện chế đan dược. Thiên Lôi cung được xây dựng vô cùng hùng vĩ, dùng kim thạch lát nền, dùng bạch ngọc dựng tường, thể hiện sự giàu sang của lôi tộc, mức độ hoa lệ có thể sánh ngang với vương hầu phủ đệ của Ngọc Lam Đế Quốc. Tòa cung điện này có tất cả 5 tầng, tầng 1 bầy phần lớn là huyền dược cấp thấp. Ví dụ như dưỡng tâm dịch, ôn huyết dịch, linh chi dịch, vân vân. Ninh Tiểu Xuyên và Từ Diệu Cầm vì đã dùng thác cốt đan, tướng mạo và dáng người thay đổi rất lớn, trở thành hai đại hán cao lớn. Trên người mặc da thú, xài bước vào thiên lôi các. Ninh Tiểu Xuyên đứng giữa đại sảnh tầng 1, hai tay chống hông, nói lớn. Có chủ sự ở đây không? Câu nói này thật sự đã thu hút tất cả mọi người trong thiên lôi các. Trên tầng 2 là một tử y nữ tử, mặt che mảng, dáng người thon thả, khí chất nho nhã, tóc xóa tới hông, trên người tỏa mùi hương nhẹ, đôi mắt tím nhạt mơ màng như có xương phủ. Nàng ta đang cùng lôi cửu, thiên tài của thiên lôi các bàn bạc việc mua huyền đan. Nghe thấy tiếng ồn ào, mọi người trên lầu liền lại gần lan can nhìn xuống. Ánh mắt gắn chặt lấy hai đại hán mặt đen đứng giữa đại sảnh tầng 1. Thủ vệ thiên lôi các các người cũng quá kém, kẻ bên ngoài lại dễ dàng xông vào như vậy. Tử y nữ tử nhíu mày, trong đôi mắt tím nhạt xuất hiện tiêu ý. Sắc mặt lôi cửu tối lại, quát, lôi vinh, còn không xuống xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Sao lại để hai kẻ lỗ mãng này xông vào thiên lôi các? Một lão giả tầm 50 tuổi vội xuống tầng mộ, tới trước mặt ninh tiểu xuyên và tư đồ cảnh, quan sát kỹ hai người một lúc rồi rất lịch sự hành lễ, nói. Ta là quản sự thiên lôi các, lôi vinh, không biết hai vị muốn mua loại huyền dược gì. Ninh tiểu xuyên vỗ ngực, giọng ồm ồm nói. Ta là ninh tiểu xuyên, đây là đại ca ta ninh đại xuyên, thật không dám giấu lần này bọn ta tới thiên lôi các không phải để mua mà là muốn bán huyền dược bán huyền dược mà cũng ồn ào như vậy lẽ nào là đào được thông linh kỳ dược một võ giả nói thông linh kỳ dược bốn chữ này thu hút sự chú ý của rất nhiều người ngay cả lôi cửu và tử y nữ tử trên lầu hai cũng nhìn hai đại hán mặt đen chăm chú ninh tiểu xuyên nói nếu thật sự đào được thông linh kỳ dược thì lão tử đã tự dùng lâu rồi sao có thể đem đi bán lão tử là dưỡng tâm sư sẽ thiếu chút tiền tài đó sao ngươi là dưỡng tâm sư lôi vinh chố mắt nhìn lại ninh tiểu xuyên một lần nữa tên này nhìn giống như con châu mộc chưa biết chừng còn là con huyền thú cấp cao nào đó biến thành người hắn là dưỡng tâm sư ư võ giả trong thiên lôi các cũng kinh ngạc đây vẫn là lần đầu tiên thấy một dưỡng tâm sư thô kệch đến vậy hỏi thưa lão tử chính là cao cấp dưỡng tâm sư ninh tiểu xuyên lấy ra một lọ hàn băng ngọc mở nắp dược hương trong lành bay ra từ trong lọ cũng bốc lên màn xương xanh tụ lại thành một đám mây bên trong lấp lánh những điểm sáng đẹp tựa sao trời đan khí thật đậm đặc, đúng là cao cấp đan, hắn không phải là cao cấp dưỡng tâm sư thật đấy chứ. Cả thiên thạch thành này cũng chỉ có hai vị cao cấp dưỡng tâm sư mà thôi. Các võ giả bàn luận xôn xao, rất hứng thú với cao cấp đan trong tay Ninh Tiểu Xuyên. Điều Ninh Tiểu Xuyên cần chính là như vậy, nếu chỉ bán riêng cho thiên lôi các thì chắc chắn sẽ bị ép giá. Nhưng nếu bên cạnh có nhiều võ, giả nâng giá thì chắc chắn sẽ cao hơn không ít. Ninh Tiểu Xuyên đậy nắp lại, nói, đây là một lọ thiết cốt đan luyện chế từ 13 loại xương của huyền thú cao cấp, trong đó có thêm vài chục loại phụ dược, hình thành dược lực, biến thành đan khí, luyện thành đan thể. Dùng một viên thiết cốt đan có thể tăng thêm 9 vạn cân lực lượng. Lôi Vinh nói, nếu cao cấp đan của ngươi chỉ có thể tăng 9 vạn cân lực lượng thì chỉ là loại phẩm cấp thấp trong cao cấp đan. Ta nhiều nhất có thể mua với giá một vạn viên huyền thạch. 9 vạn cân lực lượng đối với những võ giả dưới địa tôn cảnh chắc chắn là vô thượng bảo dược. Ví dụ một võ giả thoát tục cảnh tầng thứ 9, sau khi dùng một viên thiết cốt đan sẽ có khả năng ngang ngửa một võ giả địa tôn cảnh tầng thứ nhất. Nhưng với võ giả từ địa tôn cảnh trở lên, đặc biệt là từ tầng thứ tư thì có tăng 9 vạn cân hay không không quan trọng lắm. Ninh Tiểu Xuyên cười, ha ha, tăng 9 vạn cân lực lượng chỉ là một phần dược lực của thiết cốt đan. Tác dụng thật sự của thiết cốt đan là nâng cao khả năng chịu đựng và hồi phục của nhục thân. Với đạo môn tu sĩ mà nói thì thiết cốt đan chính là bảo vật vô giá. Phương thức tu luyện của đạo môn tu sĩ khác với võ giả. Võ giả chủ tu, thần phách, còn đạo môn tu sĩ chủ tu, đạo pháp nguyên khí. Khả năng chịu đựng của nhục thân đạo môn tu sĩ đương nhiên thua xa võ giả. Đạo môn tu sĩ đạt tới địa tôn cảnh tầng thứ 9 khả năng chịu đựng của nhục thân cũng chỉ bằng với một võ giả thoát tục cảnh tầng thứ 9. Trong chiến đấu cự ly gần, trong cùng một cảnh giới thì võ giả sẽ mạnh hơn đạo môn tu sĩ. Trong chiến đấu cự ly xa thì đạo môn tu sĩ sẽ có lợi thế hơn. Vì thế, các đạo môn tu sĩ đều dùng các loại đan dược để tăng cường khả năng chịu đựng cho nhục thể, để tránh khi võ giả tiếp cận sẽ bị yếu thế. Nghe Ninh Tiểu Xuyên nói vậy, một vài lão giả mặc đạo bào đã động tâm, ánh mắt càng thêm phần cuồng nhiệt. Tư đồ cảnh nói, huynh đệ ta không chỉ luyện chế một viên thiết cốt đan. Nếu có người luyện hóa được ba viên thiết cốt đan thì có thể tăng sức mạnh cánh tay 27 vạn cân, trong xương cốt sẽ sinh ra đan tơ, dù xương có gãy thì đan tơ cũng vẫn nối lại được. Nghe thế, mấy vị lão giả mặc đạo bào kia không nhịn được nữa. Trong đó một lão đạo trên vai có một con bò vàng to bằng nắm tay bước ra. Ta mua với giá một vạn 5.000 viên huyền thạch, người có bao nhiêu viên ta mua hết, một lão đạo đội bạch ngọc đạo quan cũng tiến ra không đeo ngọc đới ánh mắt có thần tạo cho người ta cảm giác tiên phong đạo cốt nói loại cao cấp đan này đúng là rất có ích cho đạo môn tu sĩ bọn ta ta mua giá hai vạn viên huyền thạch danh thuộc lão đạo thiên cơ quan các người có điều kiện bồi dưỡng được một vị đại dưỡng tâm sư muốn cao cấp đan còn không dễ sao hà tất phải tranh với bọn ta như hoàng lão đạo nói danh thuộc lão đạo lắc đầu không hẳn cao cấp đan đâu có dễ mà luyện chế được ngay đại dưỡng tâm sư cũng không chắc 100% lần nào cũng luyện chế thành công. Hơn nữa nguyên liệu để luyện chế cao cấp đan tăng cường sức mạnh nhục thân cũng rất quý, tỷ lệ thành đan lại rất thấp. Dù sao đi nữa, thiết cốt đan của tiểu bằng hữu đây ta lấy. Lôi Vinh đương nhiên đều biết hai vị lão đạo này, họ đều là trưởng lão đến từ hai đạo quan cổ, địa vị rất cao, tu vi thông huyền, không phải đối tượng mà hắn có thể động vào. Nhưng vì cao cấp đan trong tay Ninh Tiểu Xuyên, hắn vẫn liều nói. Hai vị tiền bối, chỉ bằng đợi vị cao cấp dưỡng tâm sư đại nhân đây bán cho thiên lôi các bọn ta, sau đó hai vị hãy mua lại từ chỗ bọn ta. không thể, nếu mua cao cấp đan từ chỗ thiên lôi các các ngươi thì không phải giá sẽ cao gấp mấy lần sao? danh thuộc lão đạo trợn mắt, đống tử bắn hai đạo huyền quang, khí thế kinh người bùng nổ, khiến lôi vinh bị đẩy lùi ba bước. lôi vinh cảm giác như bị hai tia điện chớm trúng, huyết dịch toàn thân như đông cứng trong dây lát, toàn thân toát mồ hôi lạnh, đâu còn dám nói xem vào? danh thuộc lão đạo tiến tới trước mặt ninh tiểu xuyên, cười hiền hòa. Thiên Cơ Đạo Quan bọn ta trước nay đều kính trọng dưỡng tâm sư, chỉ bằng các hạ cùng lão đạo tới cửa hàng Thiên Cơ Quan rồi từ từ bàn chuyện mua cao cấp đan. Như Hoàng Lão đạo cũng lại gần lôi kéo Tước Sơn Đạo Quan bọn ta cũng có tài lực để mua lượng lớn cao cấp đan. Chỉ cần các hạ huyền đan trong tay các hạ phẩm cấp đủ cao thì lão đạo tuyệt đối sẽ cho người một cái giá xứng đáng. Trên tầng hai Thiên Lôi Các sắc mặt lôi cửu tối lại, đây là món làm ăn lớn, Thiên Lôi Các bắt buộc phải giành được, không thể để hai lão già kia nấn tay trên được. Hắn lập tức dùng tâm thần truyền âm cho Lôi Vinh còn ngây ra đó làm gì, mau đi mời các chủ tới. Lôi Vinh vẫn run rẩy, vội vàng rút khỏi đó, chạy đi bẩm báo cho các chủ thiên lôi các. Cũng chỉ có các chủ mới có thể ngang hàng với họ. Có người tranh giành đương nhiên không còn gì bằng. Ninh Tiểu Xuyên nói lớn, các vị đều đã muốn mua thiết cốt đan, hơn nữa ở đây lại có đến mấy vị tiền bối cao nhân, vậy chúng ta hãy tổ chức một hội đấu giá nhỏ ở thiên lôi các. Chia thành nhiều đợt bán thiết cốt đan trong tay tại hạ tới các vị. Ai đưa ra giá cao thì đan dược thuộc về người đó. Không biết ý các vị tiền bối thế nào, hai người danh thuộc đạo nhân đều cho mày, nghĩ bụng, nếu mua đan theo kiểu đấu giá thì chắc chắn giá sẽ cao. Nhưng đạo môn tu sĩ có mặt ở đây không nhiều, đối thủ cạnh tranh cũng không nhiều, có cao cũng không đến nỗi nào. Nếu tin về thiết cốt đan lan ra ngoài có lẽ các đại nhân vật của bốn đại đạo quan sẽ tới, lúc đó e rằng giá cả còn cao hơn. Hai người nhìn nhau rồi cùng gật đầu, danh thuộc đạo nhân nói: "Được, theo ý các hạ, nhưng để duy trì trật tự, ta đề nghị khi đấu giá bắt đầu là không được cho người ngoài vào." Nghiêu Hoàng Lão Đạo nói, đúng vậy, tham gia đấu giá cũng phải là người thật sự có khả năng mua được cao cấp đan. Để tránh những kẻ có ý đồ không rõ ràng trà trộn vào gây rối. Ninh Tiểu Xuyên nói, ta không có ý kiến, nhưng huyền thạch đấu giá phải đưa cho ta ngay tại đây, một tay giao huyền thạch, một tay giao cao cấp đan. Đương nhiên, đã thống nhất xong thì chúng ta bắt đầu đi, Nghiêu Hoàng Lão Đạo nôn nóng nói, lúc này, các chủ thiên lôi các dẫn theo hơn 10 tộc nhân lôi tộc tới, tươi cười nói. Tại hạ thiên lôi các chủ lôi vũ điền, Hoan nghênh các vị tới Thiên Lôi Các tổ chức hội đấu giá. Đây đúng là vinh hạnh của Thiên Lôi Các, phí địa điểm ta không lấy, nhưng lão phu cũng muốn tham gia, không biết ý các vị thế nào. Địa vị của các chủ Thiên Lôi Các rất cao, chủ quản mọi thứ của Lôi tộc ở Thiên Thạch Hành. Nhìn hắn cũng đã hơn trăm tuổi, tu vi cực kỳ thâm hậu, khiến người ta không thể nhìn thấy. Đây vốn là địa bàn của Thiên Lôi Các, các chủ muốn tham gia đấu giá đương nhiên là có thể. Ninh Tiểu Xuyên cung tay cúi chào Thiên Lôi Các cổ, ánh mắt liếc về phía Lôi Cửu đằng sau trong lòng khẽ run lên, hắn cũng đã từ đại hoang về rồi. Xem ra táng thần sơn thật sự không dễ tiến vào, ngay cường giả của lôi tộc cũng tay trắng quay về. Ninh Tiểu Xuyên có chút lo lắng nhìn thoáng qua tư đồ cảnh, dù sao thì lúc ở trong đại hoang, tư đồ cảnh cũng bị lôi cửu đánh rất thảm. Thế nhưng, tư đồ cảnh lại rất bình thản, cũng không biểu hiện cừu hận ra ngoài, biểu lộ trên mặt thập phần bình tĩnh. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên thầm khen, thật không hổ là tuyệt đỉnh thiên kiêu, có được giãn được, tâm trí vượt xa thường nhân. Xem ra hắn cũng biết bây giờ không phải là lúc để báo thù lôi cửu. Ninh Tiểu Xuyên lại nhìn thấy một nữ tử áo tím mỹ lệ, chính là nữ tử xinh đẹp có thân phận cao quý mà hắn đã gặp dưới Táng Thần Sơn. Hai thủ vệ bên cạnh nàng đều là cao thủ võ đạo địa tôn cảnh tầng thứ 9. Lúc này, hai lão giả áo bào tím địa tôn cảnh tầng thứ 9 vẫn đứng sau lưng nữ tử áo tím, hộ tống nữ tử áo tím, ngăn cản những người xung quanh đến gần nàng. Hoạt động đấu giá tạm thời sẽ mở màn tại tầng thứ 3 của Thiên Lôi Các. Tổng cộng có 6 người tham gia, lần lượt là Thiên Lôi Các chủ danh thuộc đạo nhân, hoàng như đạo nhân, ngoài ra còn có cả nữ tử áo tím nữa. Hai người còn lại đều là đại nhân vật đến từ hai đại tộc, thân phận địa vị đều không dưới thiên lôi các chủ. Ninh Tiểu Xuyên đứng trước một cái quầy hàng, đối mặt với mấy vị đại nhân vật mà vẫn biểu hiện hết sức thong dong, nói. Vừa rồi, thiên lôi các chủ đã mời dưỡng tâm sư của thiên lôi các xem qua phẩm chất của thiết cốt đan, cho nên mọi người có thể hoàn toàn yên tâm với dược tính của thiết cốt đan. Bởi vì số lượng thiết cốt đan mà ta luyện chế có rất nhiều, cho nên sẽ chia làm ba lượt để đấu giá. Lượt đấu giá đầu tiên sẽ là 3 viên thiết cốt đan, giá khởi điểm là 5 vạn huyền thạch, mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn 1.000 huyền thạch. Bây giờ, cạnh tranh bắt đầu, 6 người ở bên dưới đều có chút kinh ngạc, mới lần đầu đã xuất ra 3 viên cao cấp đan, chẳng lẽ hắn thật sự có hơn 10 viên cao cấp đan. Ta trả 5 vạn huyền thạch, Hoàng Nghiêu đạo nhân hô giá đầu tiên, danh thục đạo nhân cũng không cam lòng để rớt lại phía sau, liền nói. 6 vạn huyền thạch, Hoàng Nghiêu đạo nhân cắn răng nói, 6 vạn 1 huyền thạch, danh thục đạo nhân không hề trước mắt lấy một cái nói sáu vạn năm nghìn huyền thạch hoàng nghiêu đạo nhân tức đến thở dốc nói ta nói ngươi này cái lão mũi trâu ngươi tại sao lại muốn tranh giành với ta không phải còn có hai lượt thiết cốt đan phía sau sao không nhường cho ta lượt này được ư đương nhiên không được ta dự định mua hết tất cả thiết cốt đan danh thục đạo nhân nhẹ nhàng thản nhiên nói danh thục đạo nhân cũng không nói nhiều liền hô lên bảy vạn huyền thạch danh thục đạo nhân khẽ cao mày giá tiền bây giờ đã vượt qua giá thật của thiết cốt đan bán lẻ, hắn thoáng do dự một chút, nói. 7 vạn năm nghìn huyền thạch, danh thục đạo nhân cũng không tranh giành nữa, rất hiển nhiên, giá tiền này đã vượt qua phạm vi mà hắn có thể thừa nhận. Nếu luận tài phú, thiên cơ đạo quán của danh thục đạo nhân quả thật là giàu có nước phách, có khoáng mạch và nông trường riêng. Ngoại trừ bốn đại đạo quán địa vị siêu nhiên ra, rất ít đạo quán có thể so sánh được với thiên cơ đạo quán lượt đấu giá thiết cốt đan đầu tiên đã trở thành nơi tranh đấu giữa danh thục đạo nhân và hoàng nghiêu đạo nhân những người khác đều không hô giá cuối cùng danh thục đạo nhân tốn mất bảy vạn năm nghìn huyền thạch mới mua được ba viên thiết cốt đan danh thục đạo nhân lấy bảy vạn năm nghìn huyền thạch từ trong túi càn khôn ra giao cho ninh tiểu xuyên sau đó ninh tiểu xuyên cũng đưa cho hắn ba viên thiết cốt đan hắn mở bình ngọc hít một hơi đan khí liền cảm thấy một mùi hương thơm ngát tràn vào cơ thể huyết mạch lập tức bành trướng cốt cách phát ra âm hưởng lập tức cảm thấy toàn thân tinh thần sảng khoái nếu như có thể luyện hóa được ba viên thiết cốt đan này cường độ nhục thể của hắn có thể sánh ngang với võ giả tiến vào táng thần sơn như vậy cũng thêm vài phần bảo đảm tính mạng còn may là người của bốn đại đạo quán không đến đây bằng không e rằng giá cả của thiết cốt đan ít nhất cũng sẽ bị đẩy thêm bốn vạn huyền thạch nữa làm sao có thể để hắn dễ dàng mua được như vậy trong lòng danh thục đạo nhân hưng phấn không gì sánh nổi liền thu lại bình dược sau khi ninh tiểu xuyên thu lấy huyền thạch liền nói tiếp lượt đấu giá vật phẩm thứ hai chính là năm viên thiết cốt đan giá khởi điểm là 10 vạn huyền thạch mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5.000 huyền thạch. bây giờ cạnh tranh bắt đầu. số lượng thiết cốt đan càng nhiều thì giá trị lại càng lớn. bây giờ tất cả mọi người đã không thể ngồi yên được nữa. thiên lôi các chủ là người đầu tiên hô giá, nói thiết cốt đan đối với những lão gia hỏa tu luyện võ đạo chúng ta mà nói tăng cường thân thể cũng không tính là lớn, nhưng nếu để cho những tài tuấn trẻ tuổi trong tộc ăn vào một viên thiết cốt đan nhất định có thể tăng lên rất nhiều tiềm lực thể chất, chiến lực vượt xa võ giả cùng cảnh giới. ta hô giá trước a 10 vạn huyền thạch mười vạn năm nghìn huyền thạch hoàng nghiêu đạo nhân hô giá mười một vạn huyền thạch một trưởng lão đến từ yến tộc hô giá mười lăm vạn huyền thạch danh thục đạo nhân lại lần nữa hô giá trực tiếp đẩy giá bán lẻ của thiết cốt đan lên ba vạn huyền thạch một viên tất cả mọi người đều thoáng kinh hãi đồng loạt đưa mắt nhìn về phía danh thục đạo nhân sắc mặt hoàng nghiêu đạo nhân rất khó coi tức giận nhìn danh thục đạo nhân nói ngươi không thật sự muốn mua hết cả ba lượt thiết cốt đan đây chứ danh thục đạo nhân thản nhiên vuốt sâu mỉm cười nói tất nhiên rồi 20 vạn huyền thạch, thanh âm của thiên lôi các chủ vang lên, nụ cười trên mặt danh thục đạo nhân lập tức cứng lại, nhìn về phía thiên lôi các chủ ngồi cách đó không xa, nói. Lôi đạo hữu bỏ ra 4 vạn huyền thạch để mua thiết cốt đan, đây đã là cái giá gấp 2 lần giá trị của thiết cốt đan rồi. Chẳng lẽ thiên lôi các các người còn muốn bán nó ra với giá tiền cao hơn? Thiên lôi các chủ mỉm cười lắc đầu, nói, ta không phải đã nói rồi sao, mua 5 viên thiết cốt đan này cũng không phải để bán, mà là muốn tặng cho một tên tiểu bối trong tộc, Nửa năm sau là lúc quyết chiến người thừa kế của Lôi tộc, mọi người hẳn đã hiểu rõ dụng tâm lương khổ của ta a. À. Hy vọng mọi người sẽ tặng năm viên thiết cốt đan này cho lão hủ. Mọi người ngồi tại đây đều lộ ra thần sắc bừng tỉnh đại ngộ, liền khẽ gật đầu, không người nào hô giá thêm. Cuối cùng, năm viên thiết cốt đan đã bị mua với giá 20 vạn huyền thạch, bị thiên Lôi các chủ mua được. Tiếp theo, chính là lần đấu giá thứ ba, lần này, Ninh Tiểu Xuyên trực tiếp xuất ra 10 viên thiết cốt đan, lập tức khiến cho tất cả mọi người ở đây khiếp sợ lần nữa cao cấp đan là bảo vật vô cùng chân quý, thế nào mà vào tay hắn lại nhiều chẳng khác gì đường đậu vậy. 10 viên thiết cốt đan, cuối cùng bị trưởng lão Yến tộc mua với giá 35 vạn huyền thạch. Ninh Tiểu Xuyên tổng cộng bán ra 18 viên thiết cốt đan, thu về 62 vạn 5 nghìn huyền thạch, có thể bán ra với giá cao như vậy, quả thật đã nằm ngoài dữ liệu của hắn. Các vị, thiết cốt đan đã bán hết, tại hạ xin cáo từ. Bây giờ trên người Ninh Tiểu Xuyên cầm hơn 60 vạn huyền thạch, đây là một món tài phú cực lớn, tất nhiên chỉ muốn thoát thân nhanh một chút mà thôi. Thiên Lôi Các chủ đứng dậy, nói: "Ninh tiên sinh, làm phiền xin chờ một lát, lão hủ có một vấn đề, không biết có nên hỏi hay không." Ninh Tiểu Xuyên có chút cảnh giác với Thiên Lôi Các chủ, nói: "Các chủ hỏi đi." Thiên Lôi Các chủ nói: "Nếu như tiên sinh đã có thể luyện chế ra thiết cốt đan, vậy nhất định là có đan phương thiết cốt đan trong tay, nếu tiên sinh có thể bán ra đan phương của thiết cốt đan, nhất định sẽ bán được giá rất cao." Trưởng lão Yến tộc và danh thuộc đạo nhân đều lộ vẻ hứng thú. Ninh Tiểu Xuyên quan sát thần sắc của mọi người một lượt, cười đáp: thật có lỗi, đan phương thiết cốt đan chính là của gia sư truyền lại, không được lão nhân ra người cho phép thì tại hạ không thể bán đi được. À, vậy thì thật đáng tiếc, thiên lôi các chủ khẽ thở dài, không hề nán lại nữa, Ninh Tiểu Xuyên và tư đồ cảnh liền nhanh chóng rời khỏi thiên lôi các. Sau khi rời khỏi thiên lôi các, hai người liền lập tức thi triển thân pháp, trốn vào trong dòng người tấp nập, sau khi xác định không bị người khác đuổi theo thì hai người mới khôi phục lại dung mạo. Của mình, thiên lôi các, tầng thứ ba. Khi tất cả mọi người đã rời đi, chỉ còn lại thiên lôi các chủ và một vị cao thủ trẻ tuổi xếp thứ 9 của lôi tộc lôi cửu. Lôi cửu đứng sau lưng thiên lôi các chủ, trên mặt lộ ra thần sắc âm lãnh, nói. Vũ Điền Thúc, trên người hai đại hán mặt đen kia nhất định vẫn còn thiết cốt đan, chẳng lẽ thật sự cứ để bọn hắn rời đi như vậy? Thiên lôi các chủ ngồi trên ghế bạch đàn, khóe miệng khẽ lộ ra nụ cười thản nhiên, nói. Huyền thạch của lôi tộc chúng ta dễ kiếm như vậy sao? Lúc bọn chúng rời đi, ta đã rắc phấn hoa linh đường trên người bọn chúng. Mùi vị của loại phấn hoa này rất đặc biệt, võ giả nhân loại căn bản không thể ngửi thấy, chỉ có tứ phẩm huyền thú, linh đường phong mới có thể ngửi thấy. Dứt lời, thiên lôi các chủ liền lấy ra một cái hộp màu đen to bằng nắm tay, mở nắp hộp ra. Ông ông, trong hộp có một con ong mật năm màu, có đến 6 cảnh, bay trong không khí một vòng, liền bay ra khỏi thiên lôi các. Thiên lôi các chủ nói, lôi cử, chuyện này giao cho người đi làm, mang theo nhiều người một chút, không chỉ nhất định phải cướp thiết cốt đan trên tay bọn chúng, mà tốt nhất còn có thể đoạt được đan phương, trên mặt lôi cửu lộ ra nụ cười tàn nhẫn nói chiến lược của dưỡng tâm sư thì mạnh được bao nhiêu chứ một mình ta cũng đủ dứt bọn chúng rồi vũ điển thúc cứ yên tâm chờ tin tốt của ta đi cứ cẩn thận một chút thì hơn ta sẽ để lôi vinh đi cùng ngươi nhất định phải làm cho sạch sẽ đừng để người khác hoài nghi lôi tộc chúng ta thiên lôi các chủ vừa dứt lời thì lôi cửu đã bước nhanh ra ngoài theo sát phía sau linh đường phong đi vào trong dòng người tấp nập trên đường thiên lôi các chủ lập tức điều động lôi vinh dẫn người theo sau bảo vệ sự an toàn của lôi cửu Lôi Cửu chính là thiên tài xếp thứ 9 trong đám thế hệ trẻ của Lôi tộc, là đệ tử hạch tâm của Lôi tộc, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn tại Thiên Thạch Thành này. Mặc dù hắn biết tỷ lệ xảy ra chuyện ý muốn rất nhỏ, thế nhưng vẫn thập phần cẩn thận chú ý. Sau khi Ninh Tiểu Xuyên và Tư Đồ Cảnh trở lại bộ dáng ban đầu, bọn hắn cũng không lập tức trở về khách điếm, mà đi vòng vèo quanh phố lớn ngõ nhỏ tại Thiên Thạch Thành, phòng ngừa có người theo sau bọn hắn. Tư Đồ Cảnh nói, Ninh huynh không phải có tổng cộng 37 viên thiết cốt đan ư? Tại sao chỉ bán đi 18 viên? Ninh Tiểu Xuyên cười nói, hoạt động đấu giá tại Thiên Lôi Các chàng qua là tìm hiểu trước khi hành động mà thôi. Cứ chờ xem, lúc chúng ta hiện thân lần nữa, e rằng người của bốn đại đạo quán sẽ đều tìm tới chúng ta, đến lúc đó, giá của Thiết cốt đan nhất định còn có thể tăng thêm một chút. Chẳng qua, 18 viên Thiết cốt đan có thể bán được hơn 60 vạn huyền thạch thì cũng đã nằm ngoài dự liệu của ta rồi, như vậy ta lại càng thêm vài phần nắm chắc mua được địa phẩm huyền thạch.